Nhỏ tiếng lại tivi một chút ạ. Bữa nay hàng cây chính phẩm mấy chị ơi. Hàng cây chính phẩm nhưng mà em giảm bán ký nha. Nhưng mà ký 125.000 thôi, nhưng mà hàng cây thay vì em bán mét thì em sẽ bán ký luôn nha mấy chị ạ. Tiêu rẻ nha mấy chị. Giảm mà bán ký là xe số mét rất là rẻ, cũng tầm mười mấy ngàn thôi ạ. Xin chào chị Như Ý Nguyễn Thị ạ. Không còn gì vui hơn là khi mở live là gặp mấy chị khách quen. Chắc là vui luôn mấy chị ơi. Chứ mở live lên thường ít thấy coi buồn lắm. Mấy chị chấm bài chia sẻ cho em nha. Xin chào mấy chị ạ, em vô live luôn. Bữa nay là toàn hàng cây hết, thành ra mấy chị thích mảnh nào thì cứ nói em là em sẽ lên số mét cho mình luôn. Không có chuyện là tại sao mà bữa nay chị đặt không được. Bữa nay là ít có chuyện đó lắm nha mấy chị, tại vì hàng cây một cây nó rất là nhiều, thành ra là chị nào cũng có hết. Miễn là mấy chị khoái mảnh nào là mình cứ đặt mảnh đó thôi ạ. Nhưng mà mấy chị đặt xong rồi lấy giùm em. Bữa nay em xảo quá trời nhiều luôn á mấy chị ơi. Này em xả chắc trăm mấy 200 ký á mấy chị. Hàng xả của em mà ra trăm mấy 200 ký ơi, nhiều lắm mấy chị ơi. Tại vì khách của em shop của em là không có phân biệt khách cũ khách mới, khách cũ cũng như khách mới cũng như khách cũ luôn. Em cứ nhận đơn thôi, em không có kén chọn ai hết. Thành ra bây giờ đơn nhà em đơn lẻ quá trời mà nhắn tin mấy chị không trả lời, thành ra em xả ra trăm mấy 200 ký á mấy chị. Nè, bao ở đây nè. Xin chào chị Hồng Ánh ạ. Xin chào mấy chị ạ. Bữa nay là hàng cây chính phẩm hết. Mấy chị thích mẫu nào thì cứ nói em nha. Rất là nhiều mẫu luôn. Bữa nay chị em mình là hết mẫu này nè. Mấy nghĩ nè. Nhiều lắm luôn mấy chị ơi. Hàng cây chính phẩm bên em nhưng mà em bán giá ký luôn nha. Để em ghim giá ký. Giá ký bữa nay là chỉ có 125.000 thôi. Mình được hàng cây chính phẩm luôn. Không phải là hàng kiện ạ. Chị nào cũng có luôn. Nay có lên để thu không em? Hung em bị xả ra rất là nhiều, thành ra chắc là ngày mai em lai hung á chị. Ngày mai chị lên nha. Em cũng dẫn bán 40.000 luôn cho xong mà, tại vì em định là em chiên quà lụa. Em lười bán hung á, hung quá trời phí cao mấy chị. Bên em là chợ phí rất là cao, thành ra là hung em bán không nổi. Hung là có. Dạ xin chào chị Kim Tươi ạ. Lụa chính phẩm. Để em ghim cái bình luận cái rồi mình vô like luôn ạ. Chị đặt rồi mà không thấy giao. Chị tội anh ơi. Em chưa bao giờ thấy bình luận của chị, cũng chưa bao giờ là có chị có đơn bên em luôn á. Chị tội anh. Hay là chị có nick Facebook khác không? Hoặc là chị có lộn em với ai không? Đây, siêu nhiều mẫu luôn nha mấy chị. Để bữa nay em lên đây. Đây, rất là nhiều lụa luôn mấy chị. Thích mẫu nào thì cứ nói em. Mọi xào 1, xào 2, xào 3, xào 4. Cái này là hàng cây chính phẩm hết. Nên mấy chị thích mảnh nào thì cứ nói em nha. Cứ nói em lấy xuống mà mình đặt ha. Một cây nó rất là nhiều, thành ra cái chuyện mà đặt không được là rất là hiếm trong bữa nay luôn. Mà chị nào cũng có phần luôn mấy chị. Hàng cây nên chị nào cũng có phần hết. Có lưới không bạn? Bữa nay không có lưới rồi chị ơi. Hàng lưới bên em nó đang bị kẹt pin nữa rồi. Em về lụa thôi. Hôm nay với ngày mai, cả tuần nay là về lụa satin về rất là nhiều luôn chị ơi. Đây đầu tiên em lên cái mảnh này. Mảnh chấm bi. Siêu đẹp luôn mấy chị. Một mảnh chấm bi như thế này. Em bán giá ký nha, hàng chính phẩm nhưng mà em bán giá ký luôn. Khúc đen hình bướm bướm là vải gì vậy em gái? Trời ơi, chị hỏi đúng cái siêu phẩm bên em luôn á. Like mà không nhắn luôn. Quên nhắn luôn, mới vừa like luôn á mắm ơi. Hoa to xào dưới cùng là vải gì vậy? Hoa to xào dưới cùng là satin mờ á chị. Satin mờ hàng chính phẩm luôn. Mảnh này, một mảnh von chinh phong chấm bi rất là đẹp mấy chị. Mấy cái mảnh von chinh phong này mấy chị may áo, may váy, may gì cũng dễ thương hết. Mấy cái bi này rất là dễ mặc đồ luôn mấy chị. Để em coi cái này bao nhiêu mà tiền một mét nha. Hàng cây chính phẩm à. Em đọc mã là giá tiền bên em luôn. Giá tiền trên một mét bên em luôn rồi mấy chị, chỉ cần nhắn số mét nha. Bao nhiêu mét em cũng có à. Có em đặt beo bi mà không thấy dao. Beo bi mà không thấy dao. Chị tội anh, em thật sự em không có nhớ là có nhận đơn của chị luôn á.
Mã này à, 16.500 đồng một mét thôi. Lên mã 16 kèm số mét giùm em. Hàng cây chính thỏi bên em mà chỉ có 16.000 một mét. Lên mã 16 kèm số mét giùm em ạ. Thấy chị không? Vậy em thấy chị Cúc Kim nha. Bữa nay chị nào cũng rất là dễ đặt luôn á chị. Không có chị hàng khúc á thì 5-6 chị lên, nhưng mà chỉ có được một chị đặt được thôi. Còn bữa nay là 10 chị hay là 15 chị gì đặt cũng có hết. Miễn mấy chị lên số mét là em có cắt à. Mảnh này là 16.500 đồng một mét thôi. Chị nào thích thì lên mã B 16 kèm số mét giùm em nha, cho nó dễ à. Hoặc là mã 16 kèm số mét giùm em. Xin lắm mấy chị ơi. Bữa nay toàn hàng cây hết á, nguyên cái khung này. Có này em có vài chục mẫu luôn mấy chị. Em có tới 2 khung là mấy chị cứ thoải mái luôn. Dạ. Có đặt 3 mét ton mà chưa thấy ai chốt đơn. 3 mét ton không đủ đi đơn chị yêu ơi. 3 mét ton đâu đủ đi đơn đâu ạ. Bướm bướm. Em lấy bướm bướm cho chị xem nha. Bữa nay là cái này là siêu phẩm bên em luôn á. Sỉ hổng gà lấy muốn hết luôn á mấy chị ơi. Đây. Bướm bướm dễ thương lắm mấy chị. Ở dưới là hai chân nha. Chân nó sẽ nhiều bướm bướm là nó sẽ bay vô chính giữa ít rơi ra. Đây ạ. Hoa chân hai đầu như thế này. Siêu đẹp mấy chị, lụa BC loại 1 nha, mềm mịn mát giãn. Chị Kim Oanh B16 2m. Vậy em thấy chị Kim Cúc à. Mảnh này. Mảnh này là mã bướm kèm số mét giùm em nha, để em coi bao nhiêu tiền một mét ạ. À. Bướm kèm số mét giùm em. Hàng này là hàng cây, 21.500 đồng một mét thôi, nhưng mã 21 kèm số mét giùm em nha, rất là đẹp. Bướm kèm số mét giùm em 21.500, vải hình con bướm đi em. Dạ đây, 21.500 đồng một mét. Lên mã bướm kèm số mét giùm em, siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Rất là đẹp nha, nền đen, bướm bướm thì chân hai đầu như thế này. Ôi đẹp đẹp lắm luôn á. Sỉ của em lấy rất là nhiều luôn, bướm 3 mét của chị Lam Anh. Để em coi cái này em có bao nhiêu mét. Em còn có 32 mét thôi. Em chốt được cho vài chị nha. Mảnh này à, 32 mét. Em chốt đủ số mét em cắt thôi. 21 2 mét của chị Như Yến Nguyễn Thị à. Hàng cây chính phẩm mình được mua hàng cây chính phẩm mà giá cũng rất là rẻ mấy chị ơi. Mảnh này B16 1 mét rưỡi của chị Hằng Ngọc. Ok chị à. Mảnh này là mã bướm kèm số mét giùm em nha. Bướm kèm số mét giùm em chỉ có 21.500 đồng một mét thôi mấy chị. Bướm bướm nó sẽ rơi như thế này, rất là sang mấy chị ơi. À, người chờ không giao, còn người không nhận la làng. Chị Long Anh, ủa em có thiếu đơn chị hả ta? Có không chăng? Mình có đơn của chị Long Anh không? Không luôn. Sao vậy ta? À mảnh này, mai đồ bộ được không? Dạ được à. Dồn đơn đi, em lựa thêm. Dạ ok. Mảnh này 3m8 bướm của chị Đội Anh. Bướm bướm rất là xinh. Để em lên mã khác với mấy chị nữa nha. Bữa nay rất là nhiều mã luôn mấy chị. Em quay cho mấy chị xem nè. Nè, rất là nhiều luôn. Bữa nay em đi, em lên hết mấy chục mã này em mới nghỉ luôn á. Hàng cây hết luôn mấy chị. Hàng cây chính phẩm mà giá hàng kiện mới ghê. À, có satin không? Satin hẹn chị ngày mai nha. Khổ 1,5 m à. Khổ 1,5 m hết à. Khi nào mà có dài, khổ dài hơn hoặc khổ ngắn hơn em có chú thích liền à. Cho chị xem gần mảnh bi xanh. Cho chị xem gần mảnh bi xanh. Là mảnh này phải không chị ơi? Mảnh này đẹp lắm nha. Mảnh này là kiểu lập thể tròn tròn như thế này, rất là xinh mấy chị. Đây hoa như thế này. Dụ lắm xinh luôn mấy chị ơi. Lụa này là lụa Pháp giùm em. Một mảnh lụa Pháp có dạng nhẹ thôi mấy chị. Một mảnh lụa Pháp có dạng nhẹ giùm em. À, bướm 1m7 của chị Nguyễn Thị Thúy, 2m3 của chị Hà Lê. À, bướm 3m của chị Nguyễn Thị Thuận. Có vải lanh không em? Lanh chắc là chưa đâu vậy. Lanh ngày mai nha chị. Lanh em hẹn chị ngày mai nha. Mảnh này à, có 17.000 một mét thôi mấy chị. Hàng cây chính phẩm em bán có 17.000 một mét thôi. Mấy cái mảnh này mà sỉ ở ngoài mà chị mấy chị mua trên 10 mét đó là giá 40.000 một mét là mấy chị. Em bán có 17.000 một mét thôi. Lên mã 17 kèm số mét giùm em nha. Bướm 2 mét của chị Hà Nhỏ. Bướm 2 mét của chị Trúc Linh Khang Phạm. Em còn 31 mét, 32 mét. Em nhận thêm vài chị bướm nữa là em nghĩ. À có lụa bóng không bạn? Lụa bóng. Lụa bóng là satin à, hẹn chị ngày mai nha. Bữa nay em lai lụa chính phẩm à. Đẹp lắm chị ơi. Mảnh von. Đây, cái mảnh von này siêu đẹp luôn mấy chị, hàng cây chính phẩm bên em. Mai áo, mai váy, mai đồ bộ cần lót. Ủa là mai áo, mai váy. À, mai áo dài 33 cần lót giùm em nha. Mảnh này chỉ có 10.000 một mét thôi mấy chị. Hàng cây chính phẩm mà chỉ có 10.000 một mét thôi.
Facebook hôm nay bị bóp tương tác quá hay sao rồi? Ôi, bữa nay bị bóp rồi. Có von không về vậy? Dạ có von ạ. À. Đây, mảnh von này chỉ có 10.000. Hay là à, bướm 2,5 m của chị Lily Ngô. Mảnh này 10.000 một mét, lên mã số 10 kèm số mét giùm em. May áo, may váy, mặc cần lót giùm em nha. Mã số 10 kèm số mét giùm em. Bi này rất là dễ thương luôn. Hàng cây chính phẩm mà chỉ có 10.000 một mét thôi chị. Lên mã số 10 kèm số mét giùm em ạ. À. May áo, may váy, may gì cũng dễ thương hết mấy chị ơi. Có vải may. Cái niệm không em chị chọn cho à, chọn, em chọn cho chị mấy mét đây. Nguyên dãy này là hàng cây hết. Chị may ga, may mấy chục bộ ga cũng được luôn. Hàng cây nên em không có giới hạn số mét đó mấy chị. Thường em bán khúc á, thì một khúc nó không tới 4-5 mét. Mấy chị may ga không được. Còn bữa nay em bán hàng cây nha mấy chị. Mấy chị nào mà may ga là hôm nay là siêu luôn á, siêu đã luôn á. 10.000 2 mét của chị Lena. Cái này mã số 10 kèm số mét giùm em. Mã số 10 kèm số mét giùm em nha. Chị nào may ga, may ghèm này nọ là không nên bỏ qua livestream hôm nay. Tại hàng cây dài hết mấy chị ơi. À, may áo sơ mi nam không em? Có vải em, may áo sơ mi có cái mảnh này, may áo sơ mi là siêu đẹp luôn chị. Mảnh này lên áo sơ mi là rất là đẹp nha chị ơi. Em có một cây này đẹp lắm. Đấy chị xem, đây. Cái này mấy chị may áo sơ mi cho mình nè, cho ông xã nè, hay là may váy này kia cho mẹ con này kia cũng dễ thương lắm mấy chị. Đây. Một mảnh sọc, sọc này là sọc nâu giùm em 10.000. 10.000 2 mét của chị Lê Na, 10.000 2 mét của chị Kheo Ly Đặng. Mảnh này 22.000 một mét thôi mấy chị. Gần rất là đẹp nha. Một mảnh lụa 100D. Sọc như thế này. May áo sơ mi, may váy, may đồ bộ, may pyjama gì cũng đẹp hết nha. Chỉ có 22.000 một mét thôi. Lên mã 22 kèm số mét giùm em mấy chị. Hàng cây chính phẩm bao nhiêu em cũng có hết à. 17 cho chị 3 mét của chị Kiều Hương Nguyễn. Mảnh này xào 3 màu kem kế bướm nền đen đi chị. Xào 3 kế bướm nền đen. Rồi ok em lên liền ạ. À. Mảnh này có von. Có vốn dây không em, lại sao vậy chị yêu ơi. Mảnh này mã số 22 kèm số mét giùm em. Bên trái tầng 4 cho chị xem với. Bên trái tầng 4 là mảnh nào ta? Là mảnh nào chị yêu ơi? Bữa nay là giải nào em cũng có hết trơn luôn á. Mà hàng cây không mấy chị ơi. Không phải hàng khúc nha. Hàng cây chính phẩm luôn á. Mà em bán giá ký cho mấy chị luôn. Bán giá siêu rẻ mấy chị luôn. Thay vì hàng cây em chia ra em bán mét. Rất là lời nhưng mà em giảm bán ký cho mấy chị luôn nha. Bán chủ yếu là lấy tương tác mấy chị ơi. Mấy chị chấm bài và chia sẻ giùm em ạ. À. À, cái mảnh này. Mảnh này là rất là dễ thương luôn. Nhưng mà nó có ít nha chị ơi. Dạ khổ rộng thì em không có. Khổ chắc là chị phải cắt á. Thường khách bên em cũng may ga niệm nhưng mà không cần khổ rộng á chị. Mảnh này có giãn mấy chị. Một mảnh lụa két có giãn giùm em. Một mảnh lụa két có giãn hoa. Hoa rất là dễ thương luôn. Như thế này. Để em coi mảnh này bao nhiêu. Cái này em có hai loại. Một loại thì không có ren phủ trên. Một loại là có ren phủ trên nữa. Mảnh này chỉ có 17.500 đồng một mét thôi. Nhưng mà em có 9 mét em có thể chia được cho 5 chị thôi mấy chị. Em chỉ có 9 mét thôi à. Mấy chị đợi em xíu nha. Bữa nay cái màu nó hơi bị sai. Để em xíu ạ. À. Mã số này là 17.500 hả ta? Quên rồi. Mảnh này. Mã số 17.500 một mét. Nhưng mà em có 9 mét ạ. À. Mã 17 kèm số mét giùm em chia được cho 3 chị ạ. À. Ủa 5 chị. 22 3 mét của chị Thu Thị Nguyễn. 22 2 mét của chị Kiều Hương Nguyễn. Sọc nâu 1,3 m của chị Hà Lê. Mảnh này ạ. À. 17 2 mét của chị Úc Trinh. Mảnh này chỉ có 17.500 đồng một mét thôi mấy chị. Lên mã 17 kèm số mét giùm em. Em chia được cho 5 chị thôi nha. 17.500 đồng một mét, hàng cây chính phẩm mà hoa nhựt rất là dễ thương mấy chị. Siêu đẹp luôn. Bữa nay mà chị Thanh Thí lên một cái là dính trưởng liền. Dạ không, em không có vải mai vét à. Hôm nay like lụa chính phẩm chơi. 17 2 mét của chị Mai Hồng Liên. Bi này rất là đẹp luôn mấy chị. Nó rất là đẹp luôn á, nó rất là dễ thương luôn á. 17.000 2 mét của chị Kiều Hương Nguyễn. Đây, hàng cây hết nha mấy chị. Em xin nhắc lại bữa nay mình like hàng cây hết. Hàng cây chính phẩm bên em hết. Đây à, 17.000 2 mét của chị Nguyễn Thị Anh Duyên. Mảnh này. Một mảnh lụa pháp bi như thế này. Rất là đẹp nha mấy chị. Cái mình lụa pháp mặc siêu mịn luôn mấy chị ơi. Nó rất là mịn, nó rất là mát luôn á. Đây ạ à. Rất là đẹp nha.
quá trời xinh này. Để em coi mảnh này. À, em có 56 mét, em có nguyên cây luôn, 27.000 một mét thôi mấy chị. Lên mã 27 kèm số mét cho em. Lụa pháp này là siêu đỉnh luôn mấy chị. Mấy chị coi cái vân vải của nó nè, rất là đẹp nha mấy chị. Mặt mịn, mịn mềm mát gũ giùm em. Nhưng mà mảnh này không có giãn nha. Ủa, có giãn ta? Không có giãn à. Mã 27 kèm số mét giùm em. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Mấy chị làm là may áo, may váy, may áo dài, may đồ bộ, may áo lẻ gì cũng đẹp hết mấy chị. Lên mã 27 kèm số mét giùm em nha. Hàng cây chính phẩm à. Siêu siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Bữa nay là em bán để lấy tương tác là chủ yếu mấy chị. Hàng cây chính phẩm mà em bán có 20 có 125.000 một ký hả. Đợi xíu, cái màu nó bị có vấn đề rồi. Lên mã 29 kèm số mét giùm em nha. Đây ạ. À, mã 29 kèm số mét giùm em. Rất là đẹp luôn. Hàng cây chính phẩm lụa pháp. Giá thị trường tới 70 mét 80.000 một mét là mấy chị, em bán chỉ có 27.000 một mét thôi. Các chị lên mã 27 kèm số mét giùm em ạ. À. Đây. Siêu đẹp luôn. Đây mảnh này. 27 kèm số mét giùm em. Rất là đẹp luôn. 27 2 mét của chị Kheo Ly Đặng, 17 4 mét của chị Trinh Ngọc. À, một bộ mai mấy mét? Một bộ gì vậy chị ơi? Bộ đồ hay là bộ ga ạ? Phượng Bích 17.000, 2 mét của chị Phượng Bích 17.000. Chị Trinh Ngọc lấy mấy mét chị ơi? Hàng này hàng cây chính phẩm mấy chị cứ lên. 17.000 1 mét rưỡi của chị Kim Thảo ạ. À. Chị Nhung Trịnh bướm bướm đen 3 mét. Ok chị, 2m2 chị Hà Lê, mã 27 2m, mã 27 của chị Nhung Phạm, mã 27 2m của chị Trinh Ngọc. Mảnh này là mã 27 kèm số mét giùm em. Rất là đẹp luôn mấy chị. Bữa nay em có vài bộ chục mẫu chính phẩm lận. Siêu đẹp luôn mấy chị. Mã 27 kèm số mét giùm em nha. Đây à. Trời đất ơi. Bữa nay cái ánh sáng nó có vấn đề rồi mọi người ơi. Đợi em xíu nha mấy chị. Đây à. 27 kèm số mét giùm em ạ. À. Ờ, có lá không em, có beo không chị? À, bữa nay không có beo rồi, có lá, có chữ, có hoa thôi. Bữa nay là hoa là nhiều nha. 17.000 1 mét 2 dồn đơn chị Di Phạm, 27 2 mét của chị Kim Hương Nguyễn. May váy được không em? May váy được chị ơi, lụa pháp mà chị may váy thì thôi nhức nách luôn á chị. Mảnh này rất là xịn luôn. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. À, có beo không chị? Hôm nay không có beo chị ơi. Có hoa là nhiều. Xào 4 sát gốc cho em coi với. Xào 4 sát gốc rồi em thấy rồi. Xào 4 sát gốc dạ dạ. Có beo. Dạ hôm nay không có beo mà có hoa. Mảnh này hoa rất là xịn nha mấy chị. Một mảnh lụa, một này là lụa đuổi có giãn mạnh luôn mấy chị. Mai áo dài, mai áo bà ba, mai áo lẻ, mai đồ bộ cũng rất là đẹp luôn. Giãn mạnh, mặt siêu mịn, siêu mát, siêu giãn. À, vải ni len mai quần dạ không. Bữa nay em chiên lụa thời trang mấy chị ơi. Hàng cây chính phẩm mảnh này à, 16.500 đồng một mét thôi. Lên mã 16 kèm số mét giùm em nha. 16.500 đồng một mét thôi ạ. À. Rất là rẻ nha. Không bao giờ nó có một cái lô hàng cây chính phẩm nào mà giá rẻ như nó đâu mấy chị ơi. Mã 16.500 đồng một mét. Lên mã 16 kèm số mét giùm em ạ. À. Mai bộ ga mấy mét chị? Mai bộ ga mà có gói ôm được không nha mấy chị ơi. Nghe làm gì mà. Mã 16 kèm số mét giùm em ạ. À. Rất là đẹp mấy chị ơi. Áo dài, áo bà ba, váy, mịn, mềm, mát, giãn. Đây, mã 16 2 mét của chị Kim Hương Nguyễn. Rất là giãn nha mấy chị. Cái này em chỉ có 15 mét thôi à. Em có thể chia được cho 8 chị à. Mã 15 kèm số mét giùm em ạ. À. Ủa mã 16 kèm số mét giùm em nha. 16 4 mét của chị Kiều Vi, 16 3 mét rưỡi của chị Úc Trinh, 16 10 mét của chị Dương Thị Tăng Hạnh là em hết nha chị ơi. Em hết mẫu này luôn. Đây cái mẫu bi. Bi này rất là đẹp mấy chị. Đây, một mảnh lụa 100D bi như thế này. Siêu đẹp luôn.
Cái bi này là màu xanh rêu nha mấy chị. Bi màu xanh rêu nha. Bữa nay ánh sáng nhìn thấy ghét quá. Đây ạ, bi màu xanh rêu giùm em. Đây ạ, bi màu xanh rêu giùm em. Rất là đẹp luôn. Có giãn mạnh luôn, lụa 100D giãn mạnh. 16.000 em hết rồi chị ơi. 16.000 em hết rồi. Mảnh này có giãn mạnh luôn giùm em. Mảnh này hàng cây 26.500 đồng một mét, lên mã 26 kèm số mét giùm em. Lụa 100D giãn mạnh, siêu mịn siêu xịn luôn mấy chị. Chỉ có 26.500 đồng một mét, lên mã 26 kèm số mét giùm em nha. À, cho chị xem anh Ti. Bữa nay em đâu có anh Ti đâu mà sao em, bữa nay em lấy lụa mà đơn em khoảng bao nhiêu rồi chị? Chặn Cẩm Tú con trăm mấy hay gì chị ơi? 16.000 em hết rồi chị Lê Thị Hoàng Oanh ơi. Mã này 26 giùm em. Cái mảnh này lụa 100D dày dặn xịn không mấy chị, rất là đẹp luôn, mềm mịn mát rũ. May áo dài, áo bà ba, may đồ bộ này kia rất là đẹp luôn. Vải nóng không em? Dạ không chị ơi, lụa 100D, lụa đuổi, lụa mango, lụa pháp là không bao giờ bị nóng nha chị. Bi 2m của chị Mai, Mai Hồng Liên. Mảnh này à, màu xấu quá. Ờ đúng rồi, bữa nay cái ánh sáng nó bị gì á, hình như bật hiếu đèn hả ta, đợi chị xíu thôi. Bữa nay ánh sáng bị gì á, để chị cài lại cái ánh sáng cái. Không hiểu được. Con mở hết rồi mẹ ơi. Mẹ ơi con nói con mở hết rồi mẹ ơi. Mở hết rồi, mẹ đang tắt đó. Thấy con thiếu một cái mà cãi không. Thiếu một cái nào? Mảnh này mã 26.000, con nói đủ rồi mẹ ơi. 26.500 đồng một mét, lên mã 26 kèm số mét giùm em ạ. À, 26.4m của chị Út Trinh. Bao giờ lên anti? Anti em ngày mai chị ơi, nhưng mà cái đó là em sale để nghỉ luôn á, thành ra là em không có bán thun được. Tại vì bên em phí chỉ có 22.000 mà thun nó nặng một bộ tới 600-700g cả ký lận, nên em bán, em bán đó giờ em bị lỗ tiền phí mấy chị ơi, nên chắc em không có bán. Nếu em tính tiền phí mấy chị mắc quá thì không có mua chung với lụa được. Còn nếu mà mấy em tính mấy chị rẻ quá thì em bị lỗ. Xin chào chị Nguyễn Trang ạ. À, sáng mảnh này ạ. À, màu xanh rêu rất là đẹp luôn mà em sao mà ánh sáng bữa nay nó có khó chịu quá mấy chị, không hiểu được. Để em gán em cài lại coi. Xin chào mấy chị ạ. À, mảnh này đây màu xanh rêu như thế này. Sao quá, cái ánh sáng nó không có tán hết qua mấy chị. Thường là chị em mình để gần không à. Thôi bây giờ em để gần nha, từ từ em sẽ like hết xào cũng được. À, à satin cho em không, có satin cho em không? À, satin em đặt màu gì vậy em? Mảnh này à, một mảnh lụa 100D màu xanh rêu rất là đẹp. Bi nha mấy chị, lụa 100D siêu xịn mát giãn mịn mà chỉ có 26.500 đồng một mét thôi. Em có nguyên cây nha mấy chị, lên mã 26 kèm số mét giùm em ạ. À, mã 26 kèm số mét giùm em nha. Rồi chị nào thích mảnh nào nữa cứ nói em sẽ lấy. À, bữa nay em lai hàng cây không mấy chị ơi. Bông xanh trên xào, bông xanh xinh xào, xào 1, xào 2, xào 3, xào 4, xào nào vậy chị yêu ơi? Em có 4 xào luôn, xào nào cũng lụa không mấy chị ơi. Lên xào, lên cái bông kèm số xào giùm em. 26 3m rưỡi cho chị. Ok chị ạ. À, mảnh này, mảnh này von nha mấy chị, một mảnh von hàng hoa. Von hàng hoa này có độ che phủ rất là cao mấy chị, may áo, may váy, may cái gì cũng đẹp, nhưng mà khỏi cần lót cũng được. Vải hoa màu to màu đỏ ở dưới đó, may ra niệm được không? Cắt cho em 3m. To dưới màu đỏ là mảnh nào ta? Mảnh này à. Cái này em chỉ có 11 mét thôi à, em có thể chia được cho 5 chị, 6 chị đi. 16.500 đồng một mét. Đây à, mảnh này, mảnh 16 kèm số mét giùm em ạ. À, 16 kèm số mét giùm em, sát góc. À à. À có 26 chưa chị Út Trinh? 26 nay em đọc rồi. 26 chị Út Trinh 4 mét hay gì á? Ok chị ạ. À, mảnh này mã 16 kèm số mét giùm em. À, chốt được mấy mảnh satin lặn mà không nhớ. Ngày mai ngày mai hoặc là ngày mốt là về rất là nhiều satin luôn. À, mã 26. À, mã 26 chị lấy mấy mét cho chị Phượng Bích ơi. Mảnh này là 16.500 đồng một mét, một mảnh von hàng hoa. Hoa rất là xinh nha mấy chị. Một mảnh von hàng hoa 16.500 một mét à. Xin chào chị Ánh Trăng Lê.
Bi cho chị bi có. Bi chị có không em? Dạ có chị ơi. 26.000 2 mét của chị Hà Lê. Mua đi như ý. Mã này ạ. 16.500 đồng 1 mét lên mã 16.000 kèm số mét giùm em ạ. Bữa nay hàng cây hết, thành ra chị nào cũng có phần hết mấy chị ơi. Rất là dễ đặt luôn. Mấy chị chỉ cần chọn mẫu mình thích và cắt số mét mình cần xài là được ạ. Sát gốc mảnh này. Ủa sao vốn sát gốc rồi, để em lấy ạ. Mảnh này là trái tim rất là xịn mấy chị. Một mảnh lụa cô tông xịn, hình trái tim rất là đẹp nha. Nền màu kem trái tim màu đỏ giùm em. Cái này 26.000 một mét ạ. Lên mã tim kèm số mét giùm em. Hàng cây chính phẩm lụa cô tông cao cấp, có dạng nhẹ, mềm mịn, mát rũ. Lên mã tim kèm số mét giùm em ạ. Chỉ có 26.000 một mét thôi. Lên mã tim kèm số mét giùm em ạ. 2m rưỡi của chị 13 là mãi mới nãy nha em. 16.000 2 mét của chị Hà Lê. Chị Mai Hồng Liên ơi, em không cắt 1 mét được. Chị Nhung Trịnh 16.000 3 mét. Ánh Trăng Lê 26.000 2 mét. Ok. 26 2 mét của chị Phượng Bích. Có lụa không em? Đây, em đang lấy lụa chính phẩm luôn, rất là nhiều. Em có cả trăm mẫu hôm nay luôn mấy chị ơi. Tim 2 mét của chị Mai Hồng Liên, tim 2 mét của chị Nhung Trịnh, tim 2 mét, ủa là mã 16 2 mét của chị Trinh Ngọc. Em đang đợi lưới thiêu, hôm nay không có lưới thiêu rồi. Lưới thiêu bị kẹt pin rồi. 16 2 mét của chị Mai Hồng Liên ạ. Xào 4 trên bên trái sát góc. Bên trái sát góc. À là cái mảnh này. Ok em lên luôn. Cái nào cũng được hết mấy chị, cái nào cũng là hàng cây hết á. Đơn chị đủ rồi nha. 26.000 3 mét của chị Hiếu Đặng. Rồi ngày mai em chốt đơn cho chị nha chị ơi. Để giờ chị 13 vô danh sách chốt đơn ngày mai em ơi. 26 3 mét của chị Hiếu Đặng ạ. À. Mẹ treo cho con này. Giờ con mắc treo nè mẹ. Mảnh này siêu dễ thương luôn mấy chị. Von hàng hoa nhí. Von hàng hoa nhí, hàng cây chính phẩm. Giá thị trường là 30 mấy ngàn một mét, nhưng mà em đang bán với giá ký luôn nha. Cái mảnh này chỉ có 16.500 đồng một mét thôi. May áo may váy khỏi lót cũng được à. Độ che phủ nó rất là cao, hoa nó rất là dễ thương luôn. Em có tổng cộng là 26 mét. Em có thể chốt được cho 13 chị, 15 chị nha. Em chốt được cho 15 chị ạ. À. Rồi em lên tiếp. Bướm nền đen là chất gì vậy chị? Lụa BC xịn nha em. Rất là đẹp luôn. Xanh sát gốc. Xanh sát gốc là nào ta? Mà sào 1, sào 2, sào 3, sào 4, sào nào vậy chị yêu ơi? Chấm bi. À, tim 2 mét của chị Kheo Ly Đặng. Mai chốt đơn cho em nha. Chị Trần Cẩm Tú rồi chốt đơn ngày mai luôn. Ok chị ạ. À. Tim 2 mét của chị Trinh Ngọc. Tim 2 mét rưỡi của chị Nguyễn Thị Ánh Duyên. Tim 2 mét của chị Phương Phương. Đen bướm là chắc lụa BC siêu xịn luôn. À, hôm nay mango có hình như có một mảnh hay có một mẫu hai mẫu vậy đó. 16 2 mét chị Hà Lê em ghi rồi, hoa nhí. 4 mét của chị Trinh Ngọc ạ. À. 16.000 một mét, hàng cây chính phẩm thôi mấy chị. Mã 16 kèm số mét giùm em. Ủa lộn, mã 16 kèm số mét giùm em nha. Cái này là 16 mới đó em. Hoa nhí 4 mét của chị Trinh Ngọc. Tim 2 mét của chị Thi Quỳnh. Bao nhiêu đủ đơn? Dạ 100.000 là đủ đơn rồi chị ơi. Hàng cây chính phẩm bên em mà bán giá rất là rẻ luôn. 16.000 2 mét của chị Ánh Trăng Lê. Hoa nhí 2 mét của chị Mini Sarah. Xanh xào 1 đi chị ơi. Xanh xào 1 đi chị ơi. À là bi hả em ơi? Bi rất là đẹp nha. Bướm bướm đen 2 mét của chị Mini Sarah. 16.000 2 mét của chị Mai Thị Hồng Liên. Ủa Mai Hồng Liên ghi kịp không ta? Không mấy kết nối mấy in đâu. Bữa nay quên kết nối với mấy in. Gãy đang nhỏ rồi. 16.000 2 mét của chị Nguyễn Tuyết Ly. Chết bà rồi, bữa nay like hàng cây không, nó ghi xỉu luôn quá. 16.000 2 mét của chị Dư Diệu Hương Đô La. Chấm bi. Đợi em xíu em lên chấm bi liền. Hết hàng. Dạ ok chị. Cái này em có hai mấy mét rồi. Chắc em hết hàng này luôn. Lên mã bi. Mã bi này là lụa pháp cao cấp nha mấy chị. Lụa pháp cao cấp giùm em, rất là xịn mấy chị. Cái vân của nó siêu siêu đẹp luôn mấy chị. Bữa nay cái ánh sáng nó bị gì á, tại vì nó xa mấy chị. Để em để ra đây lại gần nha. Để lại gần lại bên cho nó sáng lại mấy chị ơi. Để xa quá nhìn nó tối á mấy chị. Nhìn nó dìm em quá. Mảnh này xanh như thế này, rất là đẹp, lụa pháp nha mấy chị. Lụa pháp cao cấp
nó không có giãn nhưng mà mềm mịn mát siêu mát luôn. À, vải đang cầm may đồ bộ được không em? Trời, mấy cái mảnh này là chuyên đẹp nhất là may áo dài, áo bà ba, đồ bộ á mấy chị, có giãn nhẹ thôi. Mảnh này 27.000 một mét, lên mã bi xanh kèm số mét giùm em. Mã xanh đi, mã xanh kèm số mét giùm em nha. Mã xanh kèm số mét giùm em, rất là đẹp mấy chị. May áo lẻ. Chị Trang Hồ 4 mét nhí. Vải tim 26 là chất vải gì? Dạ là lụa cô tông cao cấp ạ. Tim nó cho em cũng hết quá, không biết để em coi tim lại. Mảnh này 16 em hết rồi, 16 em hết rồi. Mảnh này 27.000 một mét ạ. Mã xanh kèm số mét giùm em, quay bên trên cho xem với. Quay bên trên. À nó bị mất ở trên rồi. Trời ơi, nhiều lắm mấy chị ơi, bữa nay em có rất là nhiều luôn, em treo tới 2-3 xào này lận. Mảnh này mã 27 kèm số mét giùm em nha, hoặc là mã xanh kèm số mét giùm em, bi 4 mét của chị Mini Sara. Cái này em chỉ bán 125.000 một ký thôi mấy chị, tại vì chất của nó xịn và dày nhưng mà mặt sẽ rất là mát. Đây, rất là đẹp nha, hàng cây chính phẩm, em giảm bán giá mát cho mấy chị luôn. Lên mã bi xanh kèm số mét giùm em ạ. Bi 4 mét của chị Mini Sara rồi nhí. 16.000 em hết rồi chị Nuôi Nguyễn ơi. Xanh 2 mét. Ủa là sao ta? Bi với xanh khác nhau hả chị Mini Sara ơi? Vậy chị lấy 4 mét hay 2 mét ạ? À, xào thấp nhất màu đen đó em. Xào thấp nhất màu đen rồi. Ok em lên liền. Cái đó là beo à. À chiều. Nhắn tin địa chỉ cho chị rồi. Á à, còn sắp quẩy. Quần nào không chị ơi? Quần hả? Quần em chưa có đâu chị ơi. Quần em có cái mảnh này nè, để may quần quần sọt cho phái nữ được. À, nhí hồng xào 3, mã bi xanh 2 mét của chị Kiều Hương Nguyễn. Màu sẫm đi em, màu sẫm là màu nào ta? 16 em hết là chị Mai Nguyên ơi, hàng cây chính phẩm bên em, rất là đẹp luôn. 27.000 một mét lụa pháp thôi mấy chị, giá thị trường lụa pháp đó 70-80.000 một mét, lần lụa pháp là mặt siêu mát luôn. Bi xanh là lụa pháp luôn á em ơi. Bi xanh là lụa pháp, lên áo dài, áo bà ba, đồ bộ rất là đẹp nha. À ton, bữa nay không có lai ton màu, bữa nay là em chuyên lụa chính phẩm mấy chị. Ton là em hẹn mấy chị bữa khác nha. Hàng bên em giờ rất là nhiều rồi, chỉ có điều là ship lịch để lên livestream thôi mấy chị ơi. À bi xanh 2 mét của chị Bùi Thị Sinh, ngày nào em cũng livestream lúc 6 giờ nha mấy chị. Từ đây về sau là mỗi ngày em đều có livestream hết mấy chị ơi. Lên mã bi xanh lá kèm số mét giùm em ạ. Bi xanh kèm số mét giùm em. Em lên mã này. Mã này là beo ạ, beo nhí rất là cưng, beo nhí như thế này. Beo nhí nền màu xanh đen nha mấy chị. À, hoa trắng trên là chất gì vậy? À, xanh lá. Không, em lấy bi xanh lá 4 mét. Ok chị Mini Sara. Bi xanh 3 mét của chị Yêu Anh Dài Lâu. À, em lại từ trên xuống. À, em like từ trên xuống hả? Dạ. Tại vì em like theo nhu cầu của mấy chị mảnh này. Chỉ có 20.000 một mét thôi mấy chị. Một mảnh lụa pháp. Một mảnh lụa pháp không có giãn à. May áo, may váy, may đồ bộ giùm em rất là đẹp luôn. Nền xanh đen nha mấy chị, nền màu xanh đen. Lên mã 20 kèm số mét giùm em. Lấy khúc bông cam, sau lưng em bông cam. Sau lưng em có rất là nhiều luôn, xào 1, xào 2, xào 3, xào 4, xào nào vậy chị ơi? Hàng cây chính phẩm hết à. Mình lấy trắng bông đỏ xào 4 đi em. Trắng bông đỏ xào 4 đi em. À là tim, để em lấy xuống cho mấy chị xem lại một lần nữa nha. Mảnh này à, là mảnh lụa pháp. Mã, cái này chỉ có 20 thôi chị ơi, không phải 30.000 đâu. Bên em người ta bán hàng cây chính phẩm là người ta bán mét 30 mấy 40.000, nhưng mà em chỉ bán giá ký cho mấy chị luôn nha. Tính ra nó rất là rẻ luôn mấy chị, hàng cây chính phẩm mà có mài vài mười mấy 20.000 một mét thôi. À 20 3 mét rưỡi của chị Út Trinh, mã 20 cho chị 2 mét nha em, của chị Nhung Phạm. Xào 3, xào 3 là mảnh nào ta? Xào 3, xào 3 hoa nhí gì em quên rồi. Mảnh này là trái tim ạ. À. Mảnh này tim nha mấy chị, tim rất là xinh. Đây. Mẹ coi lỗ chống mày để vô. Mảnh này à. Cái này 26.000 một mét à, em có 17 mét. Ồ em coi tim coi nhiều chưa Trâm ơi? Hình như là 8 9 người là đủ á. À. Đủ 9 người chưa? Tim em hết rồi mấy chị ơi. Tim em nhận thêm chị Hà Lê 2m2. Là em hết tim rồi chị ơi. Mã 20 cho chị 1m5 của chị Hằng Nguyễn, 1m8 của chị Trương Thị Hon, 2m2 của chị Hà Lê. Rồi ok. Trời ơi đẹp không mấy chị ơi, em có mảnh này xốp bọt hoa siêu xịn mịn luôn mấy chị. Xốp bọt hoa rất là xịn luôn mấy chị. Đây.
siêu đẹp luôn á, hoa nhí rất là đẹp. Tại bữa nay cái màu nó làm sao mấy chị, mấy chị coi nhìn cái mảnh mà em này nó bị làm sao á. Đây mảnh này, mảnh xốp bọc bọc hoa rất là đẹp luôn. Xà ba hoa nhí sát gốc, xà ba 1 2 3 hoa nhí sát gốc. À em thấy rồi, ok em lên mảnh này xong tới mảnh đó nha. Mảnh này rất là đẹp luôn, đây siêu siêu đẹp luôn mấy chị, hoa nhí nha mấy chị, hoa nhí giùm em. Cái màu cái ánh sáng bữa nay nó không được đẹp lắm mấy chị, thông cảm giùm em nha. Đây rất là xịn mấy chị. Mảnh này 20.000 2 mét của chị Thu Hoài Bùi Thị, 20.000 2 mét rưỡi của chị Mai Nguyên, 20.000 3 mét của chị Lưu Huyền, 20.000 1 mét rưỡi của chị Hiếu Đặng. 20.000 còn không ta? Tim em hết rồi. Em coi 20 còn không nha. Lột phát. Mảnh này 30 mét còn mấy chị ơi, còn nha. À bữa nay mấy tụi mình đặt đã luôn mấy chị, hàng cây chính phẩm đặt đã thôi, mình xài bao nhiêu mình cắt bao nhiêu thôi, rất là tiết kiệm luôn mấy chị. Hàng cây chính phẩm mà, hoa nhí đỏ, hoa nhí đó, hoa nhí đỏ, hoa nhí đỏ em hết rồi, tim em hết rồi. 20 1m8 của chị Tưởng Trần Mộng, 2m2 em hết rồi chị Nhân Lâm ơi. Mảnh này 30, cái này 23.500 đồng 1m, lên mã xanh giùm em, lên mã xanh biển kèm số mét giùm em ạ. À, xanh biển kèm số mét giùm em, họa tiết rất là đẹp luôn mấy chị ơi, quá trời xinh luôn á. Mảnh này để em báo giá tiền 1 mét lại nha, chỉ có 23.500 đồng 1 mét cây chính phẩm như thế này thôi, lên mã xanh biển kèm số mét giùm em ạ. À, beo nhí 2 mét, ok chị Kiều Kiều Hương Nguyễn. Bởi gì ạ? À, cái này là lụa xốp, ở xốp bọc hoa giùm em, xốp bọc hoa có dạng nhẹ. Dạ nhưng mà bữa nay like có hết không, quá trời bữa nay nhiều mẫu luôn rồi. Mảnh này à, xanh biển 2 mét của chị Mai Hồng Liên, xanh biển như thế này mà chỉ có 23.500 đồng 1 mét thôi mấy chị. Hàng cây chính phẩm mà nó rẻ quá mấy chị, 23.500 đồng 1 mét thôi. Đây ạ, à, like hôm nay hàng cây rồi nhưng mà rất là lâu mới sẽ có hàng cây chính phẩm được nha mấy chị ơi. Xanh biển 2m2 của chị Hà Lê, xanh biển 1m5 của chị Nhân Lâm. Chị Nhân Lâm ơi, em cắt 1m5 chưa lên thôi nha chị, em cắt 1m5 cho chị luôn nha. Mã này ạ, à, mã xanh biển kèm số mét giùm em. Bi đen sao chắc gì vậy, bi đen sao chắc gì vậy, bi đen này ạ. À, bi đen này là lụa pháp không giãn, để may váy, may áo dài, may đồ bộ giùm em nha, mặc siêu mát luôn. Lụa pháp là rất là gũ và siêu mát mấy chị ơi. À, ok lấy mảnh hoa cam cạnh mảnh vừa lấy xốp ơi. Dạ ok em lên liền. Ôi hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng xinh, em còn nguyên xào bên đây nè mấy chị, em còn nguyên xào bên đây nè. Em like từ từ mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Hàng cây chính phẩm mà mẫu mấy chục mẫu mấy chị. Mảnh này, này là satin mờ giùm em, một mẫu satin mờ mấy chị, rất là cao cấp luôn, siêu siêu cao cấp luôn mấy chị. Satin mờ này mấy chị mua giá ở ngoài là cả 100.000 một mét mấy chị. Đây mấy chị coi cái chất của nó nè, rất là đẹp nha. Pyjama, áo dài, áo bà ba, đồ bộ gì cũng rất là đẹp. À, xanh biển 2 mét của chị Ánh Trăng Lê, lấy 1m5 chị tính lạnh lùng là xanh biển phải không chị ơi. Bi riêu 2 mét của chị Phương Phương, xanh biển 2 mét chị Ánh Trăng Lê, xanh biển 2 mét của chị Cúc Phan. Màu tối, có màu tối, trời tối cũng có mà sáng cũng có luôn nha chị ơi. Quá trời xuất sắc cái mảnh này giùm em. Mảnh này 22.000 một mét thôi mấy chị, quá rẻ mấy chị, 22.000 một mét. Trời ơi, người ta bán cả 100.000, em bán chỉ có 22.000 một mét thôi mấy chị. Nó có độ giãn nhẹ luôn nha, hoa rất là sang mấy chị. Cái màu của hôm nay, cái màu livestream của em quá xấu mấy chị. Mã, mã này là mã satin kèm số mét giùm em nha. Đây 22 kèm số mét giùm em nha, 22.000 một mét ạ. Cái này em không có quá nhiều nha mấy chị, cái này em chỉ có 40 mấy mét thôi, em có hơn nửa cây một chút thôi, tại vì khách sĩ đã lấy rồi. Mã 22 kèm số mét giùm em, rất là sang mấy chị ơi. Hàng cây xinh chính phẩm satin, satin kèm số mét giùm em ạ. À, satin kèm số mét giùm em ạ. À, 22.000 một mét thôi. Satin 4 mét của chị Úc Trinh. À, xào tím, xào tím satin 4 mét của chị Hà Lê. Mảnh thứ 3 xào hoa cam, mảnh thứ 3 xào hoa cam luôn shop ơi. Là sao ta?
Phải mảnh này không chị Ánh Trăng Lê ơi? Đây là satin mà chị có 22.000 một mét ạ. Lên mã satin kèm số mét giùm em nha. Satin kèm số mét giùm em rất là đẹp luôn. Mã satin kèm số mét giùm em. Lên hai mẫu kế luôn đi chị. Ok. Satin 2 mét của chị Kiều Hương Nguyễn. Mảnh này satin như thế này mà chị có 22.000 một mét, hàng cây chính phẩm bên đây. Đây ạ. 22. Thường cây chính phẩm mấy chị thấy lấy sỉ thôi mà đã 30 mấy 40 ngàn, nhưng mà mấy cái lụa satin hay mấy lụa cao cấp hơn là tới 70-80 ngàn một mét rồi mấy chị ơi. Hai mã kế tiếp luôn. Mảnh này, trời ơi, cái mảnh này rất là đẹp nha mấy chị. Cái mảnh này nó là lụa KT, lụa KT như thế này. Cái này họa tiết đây, cái vân của nó như thế này, nó giống giống lụa giấy mấy chị, rất là xinh nha. May áo, may váy, may áo dài đều rất là sang mấy chị ơi. Đây hoa chân hai đầu như thế này, họa tiết chân hai đầu như thế này, màu tím giùm em. Cái mảnh này chỉ có 9.000 một mét thôi mấy chị, 9.000 kèm mã số giùm em. Không đẹp, không đẹp, không rẻ, cái gì em cũng thôi luôn, không có rẻ giùm em nha. Nó giống KT vậy mấy chị. Đây ạ. Đây, cái mảnh này, một mảnh lụa KT nha mấy chị. 9.000 một mét ạ. Lên mã 9 kèm số mét giùm em có bao nhiêu mét ra? Trời đất ơi, em có 6 mét thôi mấy chị, em chốt cho ba chị nha. Chỉ có 9.000 một mét thôi ạ. Hàng cây chính phẩm em bán có 9.000 một mét là mấy chị hiểu em bán rẻ kinh khủng cỡ nào rồi. Còn cái mảnh, những mảnh nào mà nó hơi cao giá hơn là do cái mình nó nặng, nó mềm, nó mịn, nó ướt, thì ra là nó sẽ cao hơn một chút xíu thôi mấy chị. 9.000 2 mét của chị Kiều Hương Nguyễn, 9.000 kèm số mét giùm em ạ. 9.000 kèm số mét giùm em nha. 9.000 2 mét 2 của chị Hà Lê, 4 mét của chị Trinh Ngọc. Ủa là em hết rồi mấy chị ơi. 1 mét rưỡi, vậy là chị Trinh Ngọc không đủ 4 mét đâu. Chị Trinh Ngọc tầm 2 mét nữa là hết ạ. À. Em hết mảnh này nha. Đây em lên cái mảnh này, siêu siêu dễ thương luôn mấy chị ơi. Lụa cát hoa nhí giùm em. Lụa cát hoa nhí này mấy chị có thể lên áo dài, lên đồ bộ, lên áo dài, lên đồ bộ, lên váy, lên gì cũng đẹp nha. Có giãn luôn mấy chị. Xinh quá là xinh luôn. Lên đồ bộ, lên áo dài, lên váy giùm em. Cái này chỉ có 20.500 đồng một mét thôi mấy chị. Lên mã hoa cam, cam kèm số mét giùm em ạ. Cam kèm số mét giùm em nha. Rất là xinh luôn. Cam kèm số mét giùm em ạ. Satin có vải màu không chị? Satin màu. Màu thì em hẹn chị ngày mai nha chị Phương Phương ơi. Ngày mai satin rất là nhiều luôn. Satin 2 mét của chị Xuân Nguyễn. Satin đó chắc gần hết rồi quá. Mảnh này à. Lên mã chỉ có 20.500 đồng một mét thôi mấy chị. Một mảnh lụa cát hàng mấy chị. Cái này là lụa cát hàng. Cái lụa cát của cái cát của nó hạt rất là nhỏ và xịn nha mấy chị. May đồ rất là đúng form luôn. Có độ giãn luôn mấy chị. Mảnh này lên mã. Mã cam kèm số mét giùm em chỉ có 20.500 đồng một mét thôi, hàng cây chính phẩm mấy chị ạ. À chị 13 hoa cam 2 mét. 20.000 2 mét 2 cam của chị Hà Lê, cam 1m7 của chị Kết Nguyễn, cam 2 mét của chị Yêu Anh Dài Lâu 9.000 một mét em hết rồi. Hoa cam 2 mét của chị Kiều Hương Nguyễn. Mảnh này ạ. À, dày dặn xịn mịn ướt hơn, giãn nhiều hơn là nó sẽ hơi nặng. Nặng ký hơn một chút xíu thôi chứ hả? Em bán đồng giá là 125.000 một ký hết ạ. À, cam 4 mét của chị Liều Phi. Chị Liều Phi ơi, chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại nha chị ơi. 9.000 một mét em hết rồi. 9.000 mã 9.000 em hết rồi ạ. À. Cam 1m8 của chị Hồng Ánh. Cam 3m6 của chị Tưởng Trần Mộng. Cam 4 mét của chị Út Trinh. Mảnh này ạ. À, chỉ có 20.000 một mét thôi mấy chị. Cái này em có bao nhiêu ra? Cái này em có 33 mét là từ nãy giờ em lên được nhiêu rồi. 16 người là em hết là cam 1m7 của chị Trương Thị Hon. Mấy người rồi em ơi? Mảnh này mã cam kèm số mét giùm em nha. Cam kèm số mét giùm em, tuy là cây nhưng mà sỉ em cắt gần hết rồi mấy chị ơi. À, hôm bữa chị mua mấy khúc đủ đơn chưa mà không thấy chốt. Dạ chắc chưa đủ đơn, mấy bạn mới không chốt mấy chị ơi. Hôm nay là em tổng kho của em luôn, em sẽ chốt cho tất cả chị nào đủ đơn luôn. À, có thể là chị chưa trả lời tin nhắn nè, có thể là chị chưa đủ đơn nè. Còn những đơn nào mà mấy chị không trả lời em là em xả ra hết mấy chị. Em xả ra 100 mấy gần 200 ký của em luôn á. Hoa cam 1m5 của chị Ánh Trang Lê. À, lon cam ở trên chắc gì vậy chị? Lon cam ở trên. Lon cam rồi, ok em lên liền. Cam 2m của chị Thu Hoài Bùi Thị nha. Siêu siêu đẹp mấy chị ơi. Quá trời đẹp luôn á. Hàng cây chính phẩm mà em bán hàng ký, giá ký luôn rồi mấy chị hiểu rồi. Đây ạ. À, em yêu mến mấy chị có nào rồi. Mảnh này ạ. À, siêu siêu đẹp mấy chị. Lon như thế này mấy chị may váy may áo rất là đẹp nha. May váy may áo. Đây ạ. À, may váy may áo lẻ cần lót giùm em ạ. À, mảnh này để em coi bao nhiêu tiền một mét nha. Hàng cây chính phẩm anh em.
không lỗi lầm không gì hết, hàng cây em nhập chính phẩm luôn. Cái này em chỉ có 6 mét thôi, 7 ngàn một mét thôi mấy chị, hàng cây chính phẩm mà có 7 ngàn một mét thôi là mấy chị hiểu kinh khủng cỡ nào rồi. 7 ngàn kèm 6 mét em có thể chia được cho ba chị nha. À, lụa cát 2 mét của chị Bùi Thị Sinh là hoa cam đó em. Lụa pháp chấm bi là của chị Tính Lạnh Lùng. Lon cam 4 mét của chị Mini Saga. Lon giùm em 7 ngàn 4 mét của chị Mini Saga rồi. 7 ngàn 3 mét của chị Nhung Trịnh nữa là em hết nha. Chị Nhung Trịnh chắc còn 2 mét là chị ơi. Chị Mini Saga lấy 4 mét là chị còn 2 mét thôi. Rất là đẹp nha mấy chị. Tuy rằng là hàng cây nhưng mà mình cũng phải săn hơi hơi nha. Tại vì sỉ của em cắt hết rồi. Mảnh này nó giống như vậy mà nó màu xanh luôn nha em. Sẵn rồi em lên cái mảnh này luôn. Chị nào lên không được lon, lon cam thì mình lên lon xanh nha. Chắc nó cũng tương tự giá luôn mấy chị. Cái này cũng 8 ngàn một mét thôi mấy chị. Em cũng có 6 mét. Đây à, 8 ngàn may áo may váy cần lót giùm em nha. Mảnh này mã xanh kèm số mét giùm em nha. Lon xanh trên 4 mét. Trời đất ơi bà này, công nhận hay ghê luôn á. Vậy là em để mini Sara 4 mét. Em để cho chị Kích Nguyễn 2 mét nha. Cũng có 7-8 ngàn một mét đó mấy chị. Tại vì xê xích căng điện tử thôi chứ không gì. Cam và xanh là nó sẽ tương đối giống nhau nha mấy chị. Mảnh này, mảnh này rất là dễ thương luôn mấy chị. Một mảnh lụa, lụa này là lụa chinh phong à. Một mảnh lụa chinh phong không giãn mấy chị. Màu xanh rêu giùm em. Màu xanh rêu rất là sang mấy chị ơi. Lên áo lên váy rất là dễ thương luôn. Để em đọc mã nha. Cái này chỉ có 20.500 đồng một mét thôi. Cái này em có tới 45 mét một cây là mấy chị, rất là đẹp nha. Có giãn nhẹ, lụa chinh phong mềm mịn mát, rất là mát luôn. Lụa hôm nay là mảnh là cũng siêu siêu mát luôn mấy chị. 20.500 đồng một mét, hàng cây chính phẩm. Lên mã, lên mã beo nhí, beo kèm số mét giùm em. Cái này là beo nhí mấy chị, rất là xinh. Lên mẹ beo kèm số mét giùm em. Xanh em hết rồi. Mấy nay em chơi chốt cho chị Kết Nguyện với chị Mini Sara hết rồi ạ. À, chinh phong xanh 2 mét của chị Mini Sara. À, lon em hết rồi chị Elena ơi. Lấy cho con cái ca nước mẹ ơi. Mai mấy giờ lên sao tin vậy em? 6 giờ tối mỗi ngày. 6 giờ tối mỗi ngày mấy chị bật kênh của em ra nha mấy chị. Đêm nào em cũng có like hết. Tại vì hàng của em về tấp nập rồi, mát lên giùm con. Hàng gì em tấp nập rồi. Satin lụa gì gì bao la mát ngát luôn mấy chị ơi. Mảnh này beo 2 mét của chị Nhung Trịnh. Beo 2 mét của chị Mini Sara. Beo 2 mét của chị Yêu Anh Dài Lâu. 20 ngàn một mét beo nhí như thế này. Hàng cây chính phẩm nha mấy chị. Hôm nay em chỉ like cây chính phẩm thôi. Không có hàng ấy giùm em nha. Beo nhí 1m8 của chị Tưởng Trần Mộng. Có về xốp, có xốp luôn nhưng mà không có thô chị ơi. Có xốp nhưng mà không có thô. Mảnh này ạ. À, beo 2 mét của chị Kiều Hương Nguyễn. Lên mã beo nhí kèm 6 mét cho em. Beo kèm 6 mét cho em. Beo 2 mét của chị Như Ý Nguyễn Thị. Rất là xinh nha, có giãn nhẹ. Chinh phong nè mấy chị, may áo lẻ nè, may váy, may áo dài, may đồ bộ. Siêu siêu dễ thương luôn mấy chị. Siêu dễ thương luôn. Beo 2 mét của chị Thanh Hằng. Lên mảnh này ạ. À, em thấy chị không? Dạ em thấy chị Hoa Nguyễn Thị. Hôm nay là chị nào khách mới, mới chát, mới tin về lên cũng được nha mấy chị. Tại hàng cây chính phẩm mà. Mỗi mảnh là em chia cho tới mười mấy hai chục chị. Lần thành ra không có cách nào mấy chị không lấy được hết. Mảnh này à, chị mua 20 mét của chị Thúy Phạm. Chị Thúy Phạm ơi, cái mảnh này phải không chị ơi? Beo, nếu chị lấy mà 20 mét thì chị ok giùm em nha. Tất cả cái này là hàng cây hết. Thành ra mảnh nào chị đâu, chị lấy nha bao nhiêu thì chị cứ nói em nha chị ơi. Beo nhí 2 mét của chị Hiền Nguyễn. À, beo 1m8 của chị Trương Thị Hon. Beo 2 mét của chị Thi Quỳnh. Mảnh này nó chụp rồi á mẹ. Mảnh này ạ. À, beo kèm 6 mét cho em ạ. À, ok em, chị Thị Phạm lấy à, lấy 20 mét. Vậy là dám chừng em hết beo luôn. Beo 2 mét của chị Nguyên Dung. Rất là đẹp mấy chị. Đây, mã 20 ngàn kèm 6 mét cho em. Chị nào lấy trên 10 mét là em có giảm giá nha mấy chị. Em có giảm giá và miễn phí ship nha. Trên 10 mét một mẫu là em có giảm giá nha mấy chị ơi. Cứ nhắn tin cho em hoặc là em chốt đơn em sẽ báo tiền riêng cho mấy chị ạ. À, mảnh này, tại em lấy này là lấy hàng cây chính phẩm mấy chị. Rất là xịn luôn. Beo nhí 1m5 của chị Mai Nguyên. Đây rồi em qua mẫu khác nha. Quá trời mẫu luôn mấy chị ơi. Hoa nhí này em thiếu chị kia quá trời. Mảnh này, mảnh này là lụa, lụa 100D nhưng mà hàng này là hàng dày và xịn giùm em. Có những cái bộ đồ như là váy xòe mà cái tay phồng hoặc là xòe ở dưới váy. Mấy chị cần cái độ xốp và độ phồng thì không thể nào mà không bỏ qua em này. Nó giống như là thôi mấy chị.
lụa thô nhưng mà nó dày và xịn hơn nha, nó dày và xịn hơn giùm em. Hoa nhí như thế này siêu siêu cưng luôn mấy chị, nhưng mà cái mảnh này hiếm, em chỉ có mười mấy mét thôi mấy chị, em chỉ có 15 mét thôi, 25 ngàn một mét, dày xịn. Mấy chị may yếm nè, may quần sọt nè, may mấy cái váy mấy cái áo mà có độ phồng giùm em, siêu đẹp nha. Nó là thô, thô nến mấy chị, nó dạng như thô nến rất là xịn và dày nha. 25 ngàn một mét. Lên mã số, lên mã hoa kèm số mét giùm em nha, hoa kèm số mét giùm em, rất là xinh mấy chị. Mảnh này may áo may váy dạng phòng là nhức nách luôn mấy chị. Hoa kèm số mét giùm em, satin bữa nay em không có, chị qua ngày mai em hẹn chị ngày mai satin nha. 25 ngàn 2 mét của chị Nguyễn Như Bình, em chỉ có duy nhất 15 mét thôi mấy chị. Thằng này em không có nhiều mấy chị ơi, trong một hàng lụa thì nó có mình nó là thô xốp thôi mấy chị. Thô, không phải thô xốp mà là thô nến á, thô nến dạng dày để phồng lên mấy chị, may mấy dạng áo kiểu mà tay phồng nè, váy phồng nè, mấy cái gì kiểu áo công chúa nè kia rất là dễ thương luôn. À, số điện thoại của chị, dạ ok để em trả lời chị liền luôn nha, số điện thoại của em để em trả lời chị liền luôn, 0944299808, có gì điện em nha. Zalo của em cũng vậy luôn, hoa 2 mét của chị Mia. À, cam 2 mét của chị Xuân Nguyễn, cam là em qua mã rồi, nếu như chị muốn an toàn thì đợi khi nào mà em cầm nó lên rồi like, tại vì em sợ trùng mã lắm chị, nãy giờ em không có chú ý quá về mã, em sợ trùng mã em soạn đơn lộn cho mấy chị á. 25 ngàn 2 mét của chị Út Trinh, 1m2 của chị Chi Phạm. À, vân đen bên góc trên, vân đen à, em thấy rồi nha chị Hà Lê ơi, em lên liền, em cất mảnh này em lên liền cho cái mảnh kia cho chị ạ. À, mấy chị thích mảnh nào em cứ cứ nói em sẽ lấy liền cho mấy chị xem nha, hàng cây thoải mái luôn mấy chị ơi, cây thoải mái luôn. Cái này là beo xanh, xanh mà xanh lá đen luôn giùm em, beo xanh lá đen luôn giùm em nha. Lụa cát như thế này, lụa cát mình nhung giãn xịn đồ bộ giùm em. Mảnh này em có 9,5 mét à, em có 9,5 mét giùm em nha. Cái này chắc tầm 20 ngàn, 21 ngàn mét thôi mấy chị, em không có mấy nhiều. Ủa lộn, cái này mẹ cắt 2 mét hả mẹ ơi, cái cây này có tới 9,5 mét luôn phải không. Mảnh này, này là xanh đen nha mấy chị, cái này là xanh đen, trời em để mã lộn mấy chị, cái này là xanh đen giùm em, như thế này, nền kem xanh đen. Lên mã xanh đen kèm số mét giùm em nha, lên shop cho chị đi. Ok, lụa ha 100D của chị Thiêu Huỳnh là mã 25 đó em, 25 2 mét của chị Hiền Nguyễn luôn. Xanh hoa nhí kế bên đen chắc gì vậy. À, đen hoa nhí kế bên là cái này phải không chị ơi. Mảnh này mã xanh đen kèm số mét giùm em ạ. À, xanh đen chị Tưởng Trần Mộng 1m8, xanh đen 2m của chị Út Trinh, xanh đen ạ. À, rất là đẹp nha mấy chị, hàng cây chính phẩm em bán 125 ngàn, duy nhất không phải là, có thể là ngày mai em sẽ còn nhưng mà có vài mẫu hết, bữa nay chị em mình được quyền lựa chọn tối đa nhất, ngày mai là những mẫu em thể chia hàng cho mấy chị, và ngày mai còn bao nhiêu em sẽ like tiếp mấy chị. Là em về đó 300-400 kg này lận, nhưng mà livestream này sẽ được ưu tiên chọn, tụi mình chọn đã luôn mấy chị, còn ngày mai là có những mẫu là đã hết rồi. Xanh đen 5m của chị Hà Lê, vậy là em hết nha mấy chị, xanh đen này em hết. À rồi ok, em lên mã khác mấy chị ơi. Mảnh này, mảnh này rất là đẹp luôn, một mảnh vôn hàng hoa lập thể tím á chị, vôn hàng hoa lập thể tím á chị, may váy may áo dài khỏi lót luôn giùm em. Cái mảnh này là mảnh vôn hàng rất là xịn nha mấy chị, vôn hàng siêu xịn nha. Xanh đen 2m của chị Thí Hà, không xanh đen em hết rồi chị yêu ơi, xanh đen em hết nha. Mẹ ơi mẹ có thể lấy những mảnh này mẹ đắp qua lỗ trống cũng được mẹ cho nó lẹ. Mảnh này à, có 15 ngàn một mét thôi mấy chị, mã 14 đi, từ nãy giờ 15 nhiều rồi, nhưng mà này em chỉ có 4, em chỉ có 6 mét thôi à, mã 14 giùm em có thể chia được cho ba chị nha. Một mảnh von hàng hoa lập thể tím như thế này, may áo may váy khỏi lót luôn giùm em ạ. À, lên mã 14 kèm số mét giùm em. Xin chào chị My Ngọc Huỳnh ạ. À, von hàng lập thể 10 mét, chèn ơi cái này em có 6 mét rồi chị ơi, chị lấy không em để hết cho chị nha chị. À, Thúy Phạm ơi, em lên cái này mà mảnh von hàng cho chị nha, để em lên von hàng cho chị. Von hàng, em còn mảnh von hàng này, để em coi cái này em có mấy mét chờ. Mấy cái mảnh von hàng này bữa nay ít ra. Mảnh này, à chị chưa thấy cái mảnh 10 ngàn phải không, để em lên cái mảnh 10 ngàn một mét cho. Cái này mảnh von tơ giùm em, von tơ thổ cẩm em cũng chỉ có 6 mét thôi mấy chị. Vậy là em lấy hết luôn ok chị Thí Phạm ạ. À, cái mảnh này
Volunteer giùm em may áo, may váy, cần lót giùm em nha. Một mảnh Volunteer mấy chị may váy rất là xinh nha. May váy, may áo rất là xinh luôn. Em có 6 mét thôi, 7 ngàn một mét mấy chị. 7 ngàn em có thể chia được cho ba chị nha. Lên mã số 7 giùm em. Ok, tại vì chị Thúy Phạm đang cần quá. Rồi em lên shop liền cho chị, em lên shop liền ngay và lập tức liền cho chị. Mảnh này, mảnh này lên mã 14 em hết rồi. Cái mảnh này chỉ có 6-7 ngàn một mét thôi, lên mã. Mã mấy em quên rồi đó. Mảnh này Volunteer 7 ngàn một mét à. Em chia được cho ba chị, lên mã 7 kèm số mét giùm em. Một mảnh Volunteer hàng hoa như thế này, mềm mịn, rất là đã luôn mấy chị. Lập thể xanh đi shop ơi. Lập thể xanh, rồi ok em lên lập thể xanh liền. Mảnh này mã 7 giùm em nha, em chia được cho ba chị thôi à. 1 mét rưỡi của chị Lena. Mã 7 1 mét rưỡi của chị Lena. Cái gì đây, đầu tiên là xốp cho chị Mia trước. Mảnh này xốp bọt hoa xịn, xịn dữ lắm, xịn lắm mấy chị ơi. Nó rất là xịn và mềm lắm mấy chị. Màu xanh min giùm em, màu xanh min đúng như trong livestream luôn giùm em nha. Mảnh này có giãn luôn mấy chị. Lên áo lẻ, lên váy, lên áo dài ở bà ba gì được hết luôn. Nó siêu xinh luôn mấy chị. Hoa nhí mà kết hợp với cái màu này rất là sang nha. Em mặc cũng được, trẻ hơn em mặc cũng được, hoặc là mẹ em mặc cũng được luôn. Cái màu này là già trẻ lớn bé gì mặc vô một cái là sang liền mấy chị ơi. Xanh tím dưới góc. Xanh tím dưới góc. Ưu tiên chị ngủ sớm. Trời đất ơi, chuẩn bị xanh. Ủa gì hết chị. Mảnh này à, mảnh này rất là đẹp nha, để em coi mã. Này là xốp bọt. Ủa cái này không có gì mã ta. Mảnh này, cái này em có cây dài luôn, 25.000 một mét thôi mấy chị. 25.000 một mét thôi. Em có trăm mấy mét là mấy chị cứ lên thoải mái nha. 25.000 một mét thôi, lên mã. Lên mã hoa, hoa kèm số mét giùm em với. Hoa nhí kèm số mét giùm em, hoặc là hoa kèm số mét giùm em nha. Em chỉ nhận đơn khi nào mà em đang cầm trên tay thôi mấy chị. Em sợ cái nó bị lộn mẫu này qua mẫu kia. Bữa nay em lên gấp quá thành ra em không có xét mã luôn. Mảnh này à, lên mã hoa nhí kèm số mét giùm em. Có shop nữa không em? Dạ không, có nhiêu đó hả? Hoa nhí 3m6 của chị Tưởng Trần Mộng. Mảnh này khúc sọc đen mẹ mới treo. Ok. Hoa 2m của chị Kiều Hương Nguyễn. Mảnh này là shop bọc hoa siêu xịn mấy chị. Đây à, cái này là lụa hàng giùm em, rất là đẹp mấy chị ơi, siêu mềm mịn mát, mặc rất là đẹp luôn. Đây mảnh này, cái chất liệu này rất là trẻ trung nha mấy chị. Mai tuy rằng cái màu nó nhu như thế này nhưng mà lên một cái là dễ thương liền luôn mấy chị ơi. Chỉ có 25.000 một mét thôi. Mã hoa nhí kèm số mét giùm em ạ. Bao nhiêu em cũng có nha, em có nguyên cây là đẹp, là em quốc nguyên cây bự luôn mấy chị. Cái nào mấy chị để ý đi, đẹp là em phải lấy nhiều mấy chị ơi. Cái này là hàng cây chính phẩm, em chọn từng cây luôn mà. Chính em chọn từng cây luôn mà nên đẹp lắm á chị. 1 mét rưỡi của chị Hiếu Đặng nè. 1 mét rưỡi của chị Mia nè. Hoa văn vàng xào trên đi chị. Hoa văn vàng xào trên đợi em xíu chị ơi. Hoa xanh Phương Bùi, chị Phương Bùi lấy mấy mét vậy chị ơi. Mảnh này à, mã hoa nhí kèm số mét giùm em à. Hoa nhí kèm số mét giùm em. Cái màu rất là xinh nha mấy chị. Hoa nhí kèm số mét giùm em. Hoa nhí 2 mét của chị Lý Phượng. Mảnh này hoa nhí kèm số mét giùm em nha. Hoa nhí à, xinh nhất tách mấy chị. Mấy cái mảnh này em lấy bao mấy trăm mét cũng không có đủ chia cho mấy chị hết. Mấy chị hóa mấy hoa nhí mà nhu nhu như thế này lên đồ cỡ nào cũng dễ thương hết mấy chị. Ủa mẹ mày sao phải cất mấy cái này lên chứ mẹ. Nè nãy ai mới kêu tôi lôi xuống nhà. Dạ ok. Cái này là rằn ri. Cái này mày có nói bao nhiêu mét không à. Mảnh này lụa 100D có giãn nha em. Một mảnh lụa 100D có giãn rằn ri như thế này. Em có 10 mét thôi, em chia cho 5 chị nha. 22.500 đồng một mét thôi mấy chị. Lụa 100D, lên mã 100D kèm số mét giùm em. Lụa 100D giãn nhẹ, lên mã 100D dạ. 100D kèm số mét giùm em với ạ. Rồi, hoa nhí 2 mét của chị Lý Phượng, hoa nhí 2 mét của chị Thị Hải. Hoa nhí 2 mét của chị Phương Bùi, hoa nhí 2 mét của chị Thanh Thúy, hoa nhí 2 mét của chị Yêu Anh Dài Lâu, hoa nhí 1 mét rưỡi của chị Nguyễn Trà. Chị nào chưa có số điện thoại cho em số điện thoại giùm nha chị yêu ơi. 22 là mảnh này phải không ta. Lên mã 100D kèm số mét giùm em ạ. 1m6 của chị Chi Phạm, 1m8 của chị Tưởng Trần Mộng, 2 mét của chị Kiều Hương Nguyễn. Rồi em gần hết rồi. 3 mét rưỡi của chị Hà Lê, 2 mét của chị Tuyền Nguyễn nữa là em hết nha mấy chị ơi. Em hết mảnh này ạ. Cây mấy cây này nó hơi nhỏ mấy chị.
cái nào già có cái nào mà xịn á thì em lấy rất là nhiều. Mảnh này à, cái này là lụa giấy mấy chị, một mảnh lụa giấy mấy chị, nhìn là mê liền, nhìn là mê liền. Cái này em lấy cây rất là bự luôn, nhưng mà thiệt ra sĩ đã lấy gần hết rồi mấy chị ơi. Mảnh này em chỉ còn có mấy mét thôi à. Mã cái này 17.000 một mét à. Mã lụa giấy mấy chị may đồ bộ, nhưng mà cái này nền trắng mấy chị may đồ bộ mà ở nhà luôn giùm em nha. Còn mà đi ra ngoài đường thì, tại vì cái nền trắng thì nó hơi lộ thôi mấy chị. May áo dài, may áo, may váy, áo bà ba gì khỏi lót giùm em nha, rất là xinh luôn. Thằng này lên mã lụa giấy kèm số mét giùm em, hoặc là chữ giấy hoặc là chữ G thôi mấy chị. Cái nào tiện cho mấy chị là mấy chị cứ làm thôi. Mã lụa giấy 3 mét của chị Mini Sara, hoa nhí 2 mét của chị Thiện Nhân. Mẹ ơi mẹ đừng nhờ nó ghi, nó đang bận lắm á mẹ. Mảnh này ạ, hoa nhí 2 mét của chị Thanh Thúy, 3 mét rưỡi của chị Úc Trinh. Ok chị Mini Sara, lụa giấy 10 mét của chị Thí Phạm. Rồi ok, vậy là em còn vài người nữa thôi nha mấy chị. Giấy 3 mét rưỡi của chị Úc Trinh nữa là em hết nha. Giấy này em hết à, em để cho chị Lý Phượng 2 mét nữa là gán rồi, hết rồi chị ơi. Hoa giấy hết rồi, nhận nhiều đơn quá các em hết. Em kỳ lắm mấy chị. Đây một mảnh này cũng là lụa giấy mấy chị, này lụa giấy nha. Cái này hình như không có nhiều mấy chị ơi. Đây, lụa giấy luôn. Một mảnh lụa giấy siêu mịn mềm luôn mấy chị. Cái này may đồ bộ thoải mái nha. Nền xám hoa lập thể. Trời ơi, nhìn một cái là mê liền mấy chị ơi. May đồ bộ, may váy, may áo dài mặc rất là đã luôn. Lụa giấy chất liệu siêu mịn luôn mấy chị. À, giấy mới nãy hình như có mười mấy ngàn mét thôi mấy chị. Hàng cây chính phẩm bên em chỉ có mười mấy à. Ví dụ như cây này chỉ có 16.000 một mét thôi. Lên mã 6 kèm số mét giùm em. Lên mã 6 kèm số mét giùm em với ạ. À. Mảnh này 16.000 một mét ạ. À. Để em coi em có mấy mét, em quên coi em có mấy mét nữa. Cái này em chỉ có 32 mét thôi mấy chị. Lên 16 chị giùm em. Mảnh này lụa giấy 16.000 đồng một mét, hàng cây chính phẩm mấy chị. Xài bao nhiêu cắt bao nhiêu thôi mấy chị. Bữa nay là chị em mình livestream đầu tiên, thành ra chị em mình lựa thoải mái nha. Có nhiều mảnh à, có nhiều mảnh à, hết hàng rồi là những cái chị livestream sau là sẽ không có mấy chị ơi. Thành ra livestream này mình sướng luôn mấy chị. À, hoa nhí là mảnh nào chèn chị ơi, hồi em cầm lên rồi chị hãy lên hãy lên mã lại giùm em nha, tại vì em sợ bị lộn á chị ơi. 4 mét của chị Úc Trinh, 6.000. 2 mét của chị Mini Sara, 6.18 của chị Hương Thiên. 4 mét của chị Úc Trinh rồi, 6.3 mét của chị Yêu Anh Dài Lâu, 1.5 mét của chị Huy Khang Nguyễn, 2 mét của chị Thị Hải, 2 mét của chị Mini Sara rồi. Mấy chị ơi, mấy chị bình luận một lần giùm em nha. Khi nào mà em không có đọc tên thì mấy chị nói nhắc lại giùm em, tại vì bé nó ghi bằng tay á mấy chị, tội nó lắm. Mà nó à 6.000. 1.5 mét của chị Hằng Ngọc, 1.7 mét của chị Kết Nguyễn, 2.2 mét của chị Hà Lê. Đây ạ, à, cái máy bên em không bằng cái con bé nó ghi nữa, thành ra là nó ghi mấy chị mà ghi mấy chị đọc một lần giùm em thôi nha, bình luận một lần giùm em thôi ạ. À. Mảnh này em còn tầm 10 mét mấy chị. Mảnh này em còn tầm 10 mét nha, 16.000 một mét ạ. À. Nền xám hoa như thế này, rất là sang nha mấy chị. Mã 6 3 mét của chị Thanh Hằng. 3 mét của chị Thí Hằng. Công nhận hai chị Hằng luôn. À, chị Đỗ Triết ơi, em cắt 1.5 mét trở lên thôi à. Em cắt 1.5 mét trở lên thôi à. Mảnh này à, rất là mềm mịn giãn luôn mấy chị, siêu giãn luôn, mặt nó mát kinh khủng luôn mấy chị ơi. Cái này chắc là gần hết rồi. Ủa rồi thằng này 7.000 một mét thôi nha mấy chị. Lên mã 7 kèm số mét giùm em, hình như em còn 4 mét á. Lên mã 7 kèm số mét giùm em với ạ. À. À, 6.000. 2 mét của chị Lý Phượng, 2 mét của chị Tuyền Nguyễn. Mã này mã 7.000 một mét mấy chị. Mấy chị không lộn đâu, em đang bán hàng cây chính phẩm chỉ có 7.000 một mét thôi, em còn 4 mét thôi mấy chị. Một mảnh Volter hàng hoa như thế này, Volter hàng hoa thổ cẩm, mấy chị có thể may một cái váy, một cái áo lẻ là xinh xuất sắc luôn mấy chị. Một cái áo của chị giá chỉ có 7.000 tiền giải thôi. Kinh khủng rẻ chưa mấy chị. Mấy chị chỉ cần may một cái áo đơn giản thôi, cái cổ nó vi như thế này, rồi cái nó có một bèo ở đây rất là xinh mấy chị. Cổ tròn rồi có bèo, rồi có cái tay lỡ có bèo đây nữa là dễ thương cực dữ lắm luôn mấy chị. Mã số 7 kèm số mét giùm em nha, em còn 4 mét à. Con em còn mấy mảnh von nữa để em lên von luôn ạ. Con này lập thể xanh nữa nè, rất là xinh cho mấy chị ơi, nhìn nó rất là sang nha. Bây giờ hè tới rồi, thành ra von nó đang lên đỉnh đó mấy chị. À, cái gì số của chị, ok chị 7.000. 2 mét của chị Diệu Hương Đô La. Chị ơi, chị nào khách mới chưa có số điện thoại cho em số điện thoại nha mấy chị. À, chị Đỗ Tuyết 1.5 mét lụa giấy, mã 16 là mã 6 hồi nãy em.
mảnh này à, em có 5 mét thôi à, cũng 7 ngàn một mét nữa, lên mã số số 2 kèm số mét giùm em với à. Mã số 2 em có thể chốt được cho ba chị à, mã số 2 giùm em. Mã số 2 em với chị 7 ngàn một mét thôi nha. May áo may váy khỏi cần lót. Ủa lộn, cần lót giùm em à. Xanh lập thể. Là nào chị? Cái này phải không chị Mini Sara ơi? Vậy là em còn 2 mét, chị Mini Sara lấy 3 mét mảnh này. Ok chị Hương Thiên, chị nào chưa có số điện thoại lên số điện thoại giùm em nha. Đơn 100 ngàn em đi đơn rồi. Phí xếp toàn quốc bên em chỉ có 22 ngàn tiền phí thôi mấy chị. Ok, mảnh này 7 ngàn một mét, 7 ngàn kèm số mét giùm em. Vậy là em lấy 2 mét cho chị luôn nha chị Tiền Nguyễn ơi. Tại còn 2 mét thôi đó. Chị Tiền Nguyễn với chị Mini Sara. Dạ hết rồi, em lên cái mã này nè. Mã này còn nè chị Thiếu Phạm ơi, chỉ có 10 ngàn một mét thôi. Cái này em có hàng cây nhiều nè, 10 ngàn một mét von như thế này. 10 ngàn một mét thôi chị ơi. Mảnh này em, cái này em có dài nha. Chị Thiếu Phạm lấy mấy mét em cũng có luôn. Mã này mã số 10 kèm số mét giùm em. Một mảnh von hàng hoa đừng gói một mảnh von hàng hoa như thế này. Rất là dễ thương nha mấy chị. Von hàng hoa là mềm mịn rũ nha. May áo may váy giùm em rất là xinh luôn. May áo dài, may đồ bộ. Ủa may áo dài giùm em cũng đẹp ạ. À. Mảnh này 7 ngàn em hết rồi à. Cây sọc hàng 2. Cây sọc hàng 2 ok em lên liền. Mảnh này mã số 10 kèm số mét giùm em có một cây à. Sao em đặt hàng không thấy chị chốt đơn cho em vậy? Em thật sự là không nhớ là có chốt đơn cho chị luôn á chị Lâm Giật ơi. Mẹ kêu nó mẹ giỡn mà mẹ kêu nó xì, nó không xì nổi đâu. Muốn lên thì lên đi. Muốn lên thì lên đi chứ sao giờ ông sùm mà con bán không được. Mã này à, mã số 10 kèm số mét giúp em ạ. Mã số 10 kèm số mét giùm em nha. Thấy à, một mảnh von hàng hoa như thế này, rất là xinh luôn mấy chị. Mềm mịn rũ, lên áo lẻ, áo dài, lên váy giùm em là đẹp nhất nách luôn mấy chị ơi. Bây giờ von là đang hot lại mấy chị. À 10 ngàn 3 mét của chị yêu anh dài lâu, 10 ngàn 1 mét giùm em. 10 ngàn 1 mét thôi mấy chị ơi. Mã nào chưa lên ta? À lập thể xanh này đúng không? Để em lên này. 10 ngàn 1 mét thôi mấy chị, thằng này rất là đẹp nha. Một mảnh lụa pháp có dạng chỗ nó xinh nhất nách luôn mấy chị. Hoa nhí lèn hết trơn nè mấy chị. Nó dễ thương lắm luôn nha. 3 mét của chị Hường Phạm. À, cho em 1 khúc sơ trắng hàng 2 kế khúc trắng là gì vậy chị yêu ơi? Cho xem 1 khúc. Một xanh trắng hàng 2. Một xanh trắng hàng 2 phải mảnh này không chị ơi? Mảnh này à. Mảnh này là em có 6 mét thôi à, 17 ngàn 1 mét. Hình như mới nãy có lên mấy mét rồi phải không Trâm? Cái này hình như em còn có 4 mét thôi mấy chị ơi. Xanh 2 mét của chị Hương Thiên, 17 ngàn 1 mét giùm em. 17 ngàn. Mã 17 kèm 6 mét giùm em. Em còn 2 mét thôi mấy chị. Ok. Mảnh này em còn 2 mét duy nhất, may ra được không chị? Trời ơi, mấy cái mảnh này mà chị may ra là thuộc dạng siêu sang luôn. Những cái mảnh này là lụa cao cấp nhất trong dòng may đồ, may thời trang, may váy, may áo đồ mà chị đem đi may ra thì không ai sang bằng chị đâu chị ơi. 2 mét cuối cùng cho chị Tưởng Trần Mộng là em hết à. Mấy thằng này là lụa đuổi, lụa 100D, lụa pháp là những cái thằng lụa xịn nhất trong cái vàng đó mà chị đem đi may ra thì thôi nó sang kinh khủng luôn á chị. Mảnh này xinh lắm mấy chị ơi, mới nãy có kêu mảnh này phải không? Mảnh này là sọc à, sọc này mấy chị có thể may áo sơ mi được à, hàng cây chính phẩm anh em nha. Đây à, một hàng cây bữa nay em bán giá ký luôn mấy chị ơi, hàng cây mẹ em bán giá ký luôn nha. Thay vì em chia em bán mét cho nó lời nhưng mà không chị mấy chị, em chia ra bán ký. Em bán ký để em lấy được tương tác thôi mấy chị ơi. Mã này mã 22 ngàn 1 mét, lên mã sọc kèm số mét giùm em à. Lụa 100D có dạng mịn mát luôn. May áo sơ mi là siêu đẹp luôn. Chị Như Ý Nguyễn Thị lấy mảnh nào mà 4 mét nha vậy chị yêu ơi. Mã 17 em hết rồi. 17 em hết rồi mấy chị ơi. Mã 17 em hết à. Cái này mảnh này mã sọc giùm em à. Mã sọc em lên được cho 6 chị nữa nha. Mã sọc à, mã 17 em hết nha. Lên mã sọc giùm em ạ. À. Rất là đẹp luôn. 22 ngàn 1 mét lên mã sọc giúp em. Xem hoa hồng chữ. Ôi ơi chị ơi, em định lấy để like luôn á chị ơi. Cái mảnh đó là xuất sắc luôn á chị. Chị nào mà muốn may ga mà bánh đèo thì thôi không bỏ qua mảnh này được giùm em nha. Em nhìn nó là em quốc một bộ ga cho con em liền luôn. Dễ thương dữ lắm luôn. Ở ngoài màu hồng nó sẽ ngọt ngào hơn là ở trong live stream một chút xíu nha. Mảnh này mấy chị coi chất liệu của nó là dạng satin mờ nha mấy chị. Lụa nhưng mà không phải là lụa satin, nhưng mà cái bề của nó là satin mờ giùm em, rất là đẹp nha.
siêu xịn luôn nha mấy chị. Cái mảnh này có giãn giùm em ạ, có giãn vừa phải. Em chỉ có 40 mét thôi, em có thể lên cho 20 chị thôi ạ. Mảnh này 20.500 đồng một mét thôi mấy chị. Rất là xịn nha, hàng cây chính phẩm mà em bán căn ký luôn mấy chị. Đây, mã 20.500 thì mấy chị lên mã chữ giùm em. Lên mã chữ kèm số mét giùm em ạ, chữ kèm số mét giùm em. Mấy chị coi cái độ xịn của nó nè. Cái này mấy chị may ga nè, may gèm nè, may đồ bộ nè, may mấy cái váy bánh bèo nè, dễ thương dữ lắm luôn mấy chị. Mảnh này mã chữ kèm số mét giùm em mà có giãn luôn nha. Lập thể xanh em hết rồi chị ơi, cái đó em hết rồi. Chị hỏi xong là em hết luôn á. Mảnh này ạ, sọc 2 mét của chị Hương Thiên, sọc 2 mét của chị Mai Hồng Liên, hồng 2 mét của chị Hương Thiên, chữ 2 mét của chị Yêu Anh Dài Lâu, hồng là chữ luôn á em. 1 mét rưỡi cho chị Huy Khang Nguyễn, chữ 2 mét của chị Thu Hoài Bùi Thị. Mảnh này ạ, mã chữ giùm em. À, beo xà 4 ok chị yêu, beo xà 4. Mã này rất là đẹp nha. Chữ 5 mét của chị Kelly Đặng. Không ta? Đúng rồi, em còn có nửa cây thôi. Mới nãy hổm ngày mấy bà sĩ quất hết rồi mấy chị ơi. Xanh vỏ đậu xào 4 vải gì vậy? Rồi, von tơ á chị rất là rẻ, vài nghìn một mét thôi, để em lên nha. Mã chữ kèm số mét giùm em ạ. À, chữ kèm số mét giùm em. Mềm mịn rũ và có giãn nha mấy chị. Mềm mịn mát rũ rất là đẹp luôn. Mã chữ kèm số mét giùm em ạ. À, chữ 3,5 mét của chị Hạnh Diệu. Chị nào chưa có số điện thoại cho em số điện thoại lại nha. À, 1,8 mét chữ của chị Trương Thị Hơn. Xà ba kế hồng kế hoa nhí còn không? Xà ba kế hồng kế hoa nhí còn không? Mảnh này ạ, à, còn không ta? Cái mảnh thô bự này còn không Trâm? Nhưng mấy nay chị lên hết rồi quá hả? 7 người có kẹp vô chứ còn hả? Còn nha chị ơi, còn à, còn mấy người thôi ạ. À, chữ 2 mét của chị Mini Sarah, 2 mét của chị Thí Hằng. Beo xà 4 ok chị, 2 mét của chị Mai Hồng Liên, 4 mét của chị Nga Nguyễn. Chị nào chưa có số điện thoại cho em số điện thoại nha. Mảnh này à, chị có bao nhiêu đâu, quên rồi, 22.000 mét à, rất là xịn nha mấy chị. Bán hàng cây chính phẩm mà bán giá ký luôn, kinh khủng thiệt. Lâu lâu mới có một lô mấy chị ơi, em lấy được, em săn được rẻ. Săn được, săn mẻ đầu sói chén không mấy chị, săn rẻ để bán rẻ cho mấy chị chứ không gì. Mảnh này mã chữ kèm số mét giùm em nha, chữ kèm số mét giùm em ạ. À, để em treo lên mấy chị ơi. Má em đi ngủ. Chữ à, beo luôn, quên nè. Lập thể xanh như thế này, màu xanh mạ non, quá trời xinh mấy chị. May áo may váy khỏi lót luôn giùm em ạ. À, áo dạ bà ba khỏi lót luôn nha em. Em chỉ có 6 mét thôi, 12.500 đồng một mét. Lên mã số 1 kèm số mét giùm em ạ. À, à, nền hồng á, nền hồng á là nào ta? Dạ không, 17 em hết rồi ạ. À, coi bi, coi bi xà ba. Dạ dạ ok. Mảnh này ạ, à, mảnh này chỉ có 12.500 đồng một mét von như thế này thôi. Von hàng hoa rất là xinh, may áo may váy khỏi lót luôn nha em. Độ che phủ nó rất là cao, mềm mịn mát rũ. 12.500 đồng một mét. Lên mã số 1 kèm số mét giùm em ạ. À, 1.200 mét của chị, 1-2 mét của chị Hương Thiên. Mảnh này mã số 1 kèm số mét giùm em ạ. À, mã số 1 kèm số mét giùm em. Hoa đỏ xà 4. Dạ em thấy rồi, ok chị ạ. À, mảnh này mã số 1 kèm số mét giùm em nha. Mã chữ 10 mét màu hồng của chị Hạnh Vũ. Chị Hạnh Vũ ơi, khách mới cho em số điện thoại chị ơi. Hình như chị Hạnh Vũ có kết bạn Zalo với em phải không ta? Mảnh này mã số 1 kèm số mét giùm em ạ. À, 2 mét rưỡi của chị Tuyền Nguyễn. Vậy là em còn có mét rưỡi thôi mấy chị ơi. Còn 1 mét rưỡi cuối cùng là em hết. Cái mảnh này em chỉ có 6 mét duy nhất thôi mấy chị. Chị có bao nhiêu? 12.500 đồng 1 mét thôi à. Rất là rẻ mấy chị ơi. Em rút xuống luôn. 1 mét rưỡi. Trắng bông đỏ xà 4 đi em. Ok, trắng bông đỏ xà 4 với beo nha. Em lấy luôn mảnh này. Em rút ghét mà nát cái xào em luôn. Em còn nhiều lắm mấy chị, mấy chục mẫu lăn thành ra mấy chị. Bỏ qua cái xào giùm em nha. À, chị Lena, 1 mét rưỡi cuối cùng của chị Lena. Mảnh này ạ, à, cái này là lụa cát giùm em. Lên áo dài là thôi, nhức nách thôi mấy chị. Lên áo dài là rất là sang luôn giùm em. Cái hoa nó in rất là sắc nét mấy chị, rất là đẹp luôn. Một mảnh lụa cát chuyên để may áo dài giùm em. Để em coi, có giãn luôn nha mấy chị. Nó có giãn nhẹ. Mảnh này có giãn nhẹ giùm em. Hàng cây chính phẩm mấy chị ơi. Siêu siêu đẹp luôn.
may áo dài, may áo bà ba, may đồ bộ thì mặc ở nhà giùm em. Thằng này là tại vì nó nền trắng nên nó hơi mỏng nha mấy chị, may đồ bộ thì mặc ngủ thôi mấy chị ơi. Mảnh này à, may dùm, may áo dài, may áo bà ba, may áo lẻ, may váy là xuất sắc nhất. Mảnh này hoa nhí quá trời đẹp mấy chị, in nó nhìn nó là thấy sang rồi đúng không mấy chị. Hàng chính phẩm là nhìn một cái là thấy xịn liền mấy chị ơi. Mảnh này em chỉ có 13 mét thôi, em có thể chốt cho 7 chị 19 ngàn một mét thôi mấy chị, chỉ có 19 ngàn một mét thôi. Lên mã trắng kèm số mét giúp em à, trắng kèm số mét giúp em nha. Lên mã trắng kèm số mét giúp em, với em chỉ có mấy mét đâu, em mới nói là em quên nữa rồi đó chị ơi. Em chốt được cho mười mấy chị thôi, mấy chị thôi. Mảnh này em có 13 mét, em lên được cho 6 chị, 7 chị nha. Trắng à, mã 1 em hết rồi ạ. À, 17 em hết ạ. À, 2 mét của chị Hương Thiên, 3 mét của chị Mini Zara, 1 mét rưỡi của chị Hà Lê. Dạ em từng mã là em có nói, em có nói bao nhiêu tiền 1 mét á chị ơi. Còn ký là em đồng giá 1 ký là 125.000. À, trắng 4 mét của chị Mini Zara, 4 mét của chị Úc Trinh, 2 mét của chị Yêu Anh Dài Lâu, 1 mét rưỡi của chị Hằng Ngọc, 4 mét của chị Úc Trinh em ghi rồi chị ơi, 2 mét của chị Thảo Lê, 2 mét của chị Thị Hai. Chị ơi em không cắt 1 mét cho em, cắt mét rưỡi chưa lên không à, có lụa mango không? Dạ có nhưng mà ít nha chị ơi. À, hoa nhí dồn đơn nha shop. Dạ ok, 2 mét của chị Ánh Trăng Lê là em hết à. Mảnh này em hết luôn nha, em lên beo nha mấy chị. Beo như thế này, một mảnh lụa két, thằng này không có giãn giùm em, lụa két xịn, may váy, may áo dài, may áo bà ba, may dung suốt nhưng mà nó không có giãn, lụa két hàng không giãn xịn luôn giùm em. Thằng này không có giá luôn, để em coi nha mấy chị. Đây beo như thế này, để em coi thằng này. Em có 8 mét thôi, em có thể chia cho 4 chị 24 ngàn 1 mét à. Lên mã beo kèm số mét giùm em ạ. À, beo kèm số mét giùm em nha. Em có 7 mét rưỡi 8 mét thôi mấy chị ơi. Hoa nhí em hết rồi à. Hoa nhí sát beo, hoa nhí sát beo ok em lên liền. Mảnh này à, lên mã beo kèm số mét giùm em ạ. À, em có 7 mét rưỡi thôi à. Trắng em hết rồi chị ơi, trắng em hết luôn à. Mảnh này em đang bán hàng cây chính phẩm với giá 125.000 một ký thôi nha mấy chị ơi. À, 1 mét rưỡi của chị Úc Trinh, 3 mét rưỡi của chị Hà Lê, 2 mét đâu tới đâu đó, 2 mét của chị Lâm Vợt, 1 mét 8 của chị Tưởng Trần Mộng, 2 mét của chị Hiếu Đặng là em hết à. Em hết beo à. Để em lên mã khác mấy chị ơi. Em có mảnh beo này là siêu siêu đẹp luôn nè chị. Như Ý Nguyễn Thị ơi, chị chẳng cần may ga thì không nên bỏ qua cái mảnh này. Mảnh này mấy chị may ga mà không sang đá em một cái, cái màu xanh xám rất là sang nha mấy chị. Ở ngoài nó sẽ nhạt hơn ở đây một chút xíu nha. Cái thằng này mà mấy chị may ga không sang đá em rất là đẹp nha. Mềm mịn mát, có giãn hai da nè mấy chị. Một mảnh lụa BC hai da xịn như thế này mà chỉ có 20.000 một mét thôi mấy chị. Cái này em có tới 2 cây lần là mấy chị đủ thấy là nó đẹp cỡ nào rồi. Em đây hàng chính phẩm cây là em lựa thật từng cây luôn mấy chị, em lựa từng mẫu luôn. Mảnh này em về tới 2 cây này mấy chị em biết rồi. Em biết mấy chị của em là khoái may ga nè, cái này là chuyên để may ga xịn luôn mấy chị. Beo em hết rồi chị ơi, cái này cũng beo nhưng mà lên mã BC kèm số mét giùm em à. BC kèm số mét giùm em nha. Không thấy bình luận của chị hả? Dạ chị ơi, nãy giờ chị bình luận thế nào ta? Không thấy bình luận của chị yêu ơi. Em lăn nãy giờ không thấy nè. Lên mã BC xanh coban 2 mét của chị Hương Thiên, 1 mét 8 của chị Trương Thị Hon. Dạ được chị ơi, những cái mảnh lụa em đang bán toàn bộ là lụa thời trang, dùng để may váy, may áo đầm và may đồ bộ dùm em nha. Lụa là chị may đồ bộ là siêu đẹp luôn chị ơi. Bây giờ thun may đồ bộ thì chị cũng để mặc cho khỏe thôi, nhưng mà độ bền nó không có quá dài, chị giặt nhiều nó sẽ bị giãn ra đó chị ơi. BC 4 mét của chị Như Ý Nguyễn Thị, 1 mét 3 của chị Hà Lê. Chị ơi em cắt 1 mét rưỡi nha, em không cắt 1 mét 3 được chị yêu ơi. Mảnh này à, mã BC kèm số mét giùm em chị có 20.000 1 mét thôi mấy chị. Mềm mịn mát giãn, có hai da, siêu đẹp luôn mấy chị, rất là đẹp nha. Em có một cái váy dạng BC này mặc siêu đã luôn mấy chị.
lên mã BC kèm số mét giùm em, BC kèm số mét giùm em nha. Cái này em không có biết, hình như em có 2 cây lận. Em có 2 cây lận mấy chị. Lên mã BC kèm số mét giùm em ạ. Để em che cái mảnh này lên. Đẹp quá. Ủa cái thằng này hết rồi mà phải không cha? Hết rút số. Ok chị Hà Lê. Mảnh này BC kèm số mét giùm em chỉ có 20.000 một mét thôi, hàng cây chính phẩm. Chị mai ga gói niệm, mang mai nguyên bộ cho nó sang mấy chị ơi. Rất là sang luôn á. 20.000 một mét thôi à. Chị nào cần nhiều là không thể là bỏ qua hôm nay. Trời ơi. Bữa nay em hơi du duyên mấy chị, em đứng quay đít vô. Em ghét cái vụ đó lắm nhưng mà có mình em thôi. Mã BC kèm số mét giùm em nha. Thằng này là bi mấy chị. Bi nhí rất là dễ thương. Von hàng hoa bi nhí như thế này. Von hàng bi nhí như thế này. Mai áo khỏi lót, mai váy cần lót giùm em ạ. Cái thằng này bữa nay em có lên rồi mà em lên lại cho mấy chị xem. Cái này 16.500 đồng một mét thôi. Em còn có 10 mét thôi. Tất cả các vải bên em là khổ 1,5 mét hết chị ơi. Khi nào mà có dài hoặc là ít hơn thì em sẽ báo cho mấy chị ạ. À. Thằng này của em khổ lúc nào cũng khổ 1,5 mét giác như thế này. Người ta gọi là 1,6 mét mấy chị. Nhưng mà em nói 1,5 mét cho an tâm mấy chị em ảnh này à. 16.500 đồng một mét lên mã bi kèm số mét cho em ạ. À. Bi kèm số mét cho em rất là xinh. Mấy cái bi này mấy chị pha phối làm đô làm tay hoặc là mấy chị mai áo mai váy gì cũng rất là dễ thương, mấy chị rất là dễ xài luôn. 1,5 mét của chị Kim Thảo ạ. À. 16.500 một mét bi hàng cây chính phẩm cho em ạ. À. Lên mã bi kèm số mét cho em ạ. À. 3 mét của chị Đào Thị Lên. Chị nào chưa có số điện thoại thì cho em số điện thoại nha chị ơi. Bi 2 mét của chị Hương Thiên. Bi 2,5 mét của chị Tuyền Nguyễn. 2 mét của chị Diệu Hương Đô La. 1,5 mét của chị Huy Khang Nguyễn. 1,5 mét của chị Kim Thảo em ghi rồi. 2 mét của chị Thị Hai. Lên sắp hồng xào 2 đi. Hồng xào 2 đi. Ok, hình như hồng xào 2 em gần hết rồi. Cái này nó em có ít rồi chị ơi. Cái này là thô á chị, lụa thô giùm em. Đây. Mai váy mai áo là xinh nhất nha mấy chị. Mai ai váy mai áo là đẹp nhất luôn. Cái này em không có quá nhiều, không biết mấy nãy chia hết chưa nữa. Cái này có chưa, hết chưa chăng? Có giãn mạnh luôn mấy chị. Cái này nó có độ phồng, mấy chị có thể mai váy công chúa, áo công chúa giùm em nha. Cái này em có mấy mét hả? Em có 10 mét thôi à. Lên mã hồng kèm số mét giùm em ạ. À. Hồng kèm ở kem kèm số mét giùm em đi. Kem kèm số mét giùm em rất là dễ thương luôn. Em chỉ còn có đúng 10 mét thôi. Lên mã kem kèm số mét giúp em ạ. À. Kem kèm số mét giùm em nha. Lụa thô ạ. À. Dạ không ạ. À. Cái này mai ga là không được ạ. À. Cái này là nó phồng và nó sẽ có được nó sẽ giữ cái form của mình á. Cái vải này mai không mai ga được nha chị ơi. À, bi 4 mét của chị Quán Lậu Minh. À, vải bi chị dày không em là cái gì đó. Bi 2 mét của chị Lê Linh. À, nhí hồng 2 mét của chị Hương Thiên. 1,5 mét của chị Tuyền Nguyễn. 3 mét của chị Nhung Trịnh. Sắp xanh dưới cùng đi chị. Sắp xanh dưới cùng. Cái này phải không chị ơi? Lụa pháp siêu xịn luôn. Cái đó chị mai ga thì thôi. Sang dữ lắm, sang luôn á chị ơi. Mã kem 2 mét của chị Thị Hai. 2 mét của chị Nguyễn Như Bình. 1,5 mét của chị Mai Hồng Liên là em hết nha mấy chị. Em hết mảnh này. Em có mảnh này mà phiên bản phủ ren lên là siêu đẹp luôn. Để em lên cho mấy chị xem luôn. Có một phiên bản này nó phủ ren lên luôn. Rồi, rồi cái phiên bản này để đâu qua đăng. À thấy rồi, mảnh này à. Lụa pháp xịn nha chị ơi. Siêu xịn luôn á. Đây, nó dày dặn mà nó xịn lắm. Bi như thế này, ở phía sau như thế này. Mềm mịn mát cho mấy chị. Nhưng mà nó không có giãn nha. Đây, rất là đẹp nha. Lên áo dài, lên áo lẻ, lên áo bà ba, lên ga gì cũng đẹp hết mấy chị ơi. Lên mã lá kèm số mét giùm em ạ. À. Xanh lá là lên mã lá cho nó lẹ mấy chị. Lên mã lá kèm số mét giùm em ạ. À. Nhí hồng em hết à. Cái thằng này để em báo giá mấy chị, em quên báo giá luôn. Thằng này dày dặn và xịn lắm. Ôi, không có mã. Để em coi nha. 27.000 một mét thôi mấy chị. Lên mã số 7 kèm số mét giùm em ạ. À. 27.000 một mét ạ. À. Lên sắp cam hồng xanh cuối y chị. Cam hồng xanh cuối này như hết rồi. Hồng cam xanh cuối này là hết rồi, em còn có 4 mét, 2 mét gì hả? Hết luôn rồi chị ơi, mã kem 1 mét. Kem em không cắt 1 mét được chị yêu ơi, mà em cũng hết kem rồi. Mảnh này lên mã số 7 kèm số mét giùm em ạ. 27.000 một mét lụa pháp mấy chị. Siêu xịn nha, kem em hết rồi chị Phạm Linh ơi. Mảnh này 27.000 một mét ạ, à. Rất là xịn mấy chị, lụa pháp như thế này. Đây.
sang lắm mấy chị. Lên mã lá kèm số mét giùm em nha, xanh lá kèm số mét giùm em, hoặc là mã 7 kèm số mét giùm em ạ. Em có thêm bản phủ ren như thế này. Đây, mã phủ ren như thế này, sang xịn mịn mấy chị, sang xịn mịn luôn. Sắp cảm, sắp cam hả chị? Sắp cam đó là em còn có 2 mét nè, em để cho chị kia luôn rồi, hết rồi chị ơi. Satin là ngày satin em hẹn chị ngày mai nha. À, mã lá cho chị 2 mét đơn của chị gửi chưa cho em Cúc Nguyễn, em gửi rồi ạ. À, mã số 7 2 mét của chị quán Lậu Minh. À, thun lạnh ngày mai em có sale nha chị ơi. 1 mét rưỡi của chị Mai Hồng Liên là cái mã mới nãy em bi á, bi xanh lá. Ủa bi xanh lá em ghi danh sách dài vậy? Cái đó mới lên được mấy người thôi mà. Ừ, đúng rồi phải không? Ok. Mảnh này phủ ren để em đọc ạ. À, đơn của chị đi chưa? Dạ chưa chị yêu ơi. Chị nói là có lên like lựa thêm đó, thành ra em để lại cho chị luôn ạ. À, cái này là dạng phòng giùm em, phủ ren nè mấy chị. Cái này là dạng mấy chị mua mai váy Lolita hay là mấy cái váy công chúa tiểu thư thì thôi không bỏ qua cái mảnh này giùm em. 30.000 một mét thôi mấy chị. Nó có ren phủ như thế này luôn. Một cái mảnh lụa y gan như mấy nãy mà nó có phủ ren luôn giùm em nha. Siêu sang xịn mịn luôn mấy chị. Mai áo mai váy rất là dễ thương mấy chị ơi. Mai mua 1m 2m mai mang một cái áo lẻ thôi là rất là dễ thương rồi mấy chị. Đây ren như thế này. Ồ nó xịn lắm mấy chị. 30.800 đồng 1m nha. Lên mã 30 kèm số mét cho em, mai em gọi chốt đơn đi luôn nha. Dạ chị, bi xanh lá 3m của chị Trần Viên. Chị nào chưa có số điện thoại vui lòng cho em số điện thoại nha mấy chị yêu ơi. À, xanh lá của chị măng đen 2m. À, thu nha lương 2m lá. 4m của chị Lai Cúc. Mã phủ ren 10m của chị Thí Phạm, để em coi coi đủ 10m không. Em có 5m hả chị Thí Phạm ơi, lấy thì ok giùm em ạ. À, lấy thì ok giùm em nha. Đâu rồi, để chị Thí Phạm coi có ok không để em chia cho mọi người ạ. À, mảnh này phủ ren siêu sang xịn mịn. Lâu lâu mới có một miếng. Em có mảnh satin nè mấy chị. Mảnh satin này mềm nha mấy chị, mềm mịn giùm em. Mảnh satin này sang nha mấy chị, sang lắm nha, lập thể xanh đen giùm em. Đây ạ, à, mảnh này không có giãn giùm em nha, satin mà không có giãn giùm em ạ. À, mảnh này chỉ có 16.500 đồng một mét thôi, em chỉ có 40 mét thôi, em chia được cho 20 chị nha. Đây mảnh này, satin giùm em, một mảnh satin không có giãn, một mảnh satin không có giãn, lên mã lập thể giùm em, lập thể kèm số mét giùm em ạ. À, vải có giãn không? Dạy hai mộng em. Vải bê, cái vải trắng bi mới nãy là không giãn nha. Ủa không giãn mà mỏng nha. Cái nào mà em gọi là von là không mỏng, là mỏng nha chị ơi. Còn lụa là nó không có mỏng à. Còn von là lúc nào cũng mỏng nha chị Lý Phượng ơi. Rồi chị Thí Phạm không ok thì em sẽ... Ủa chị ok Thí Phạm. Vậy là chị Thí Phạm lấy hết rồi mấy chị ơi. Mã 30 chị Thí Phạm lấy hết rồi. Nếu như mà còn thì em sẽ liên hệ với mấy chị mã 30 ạ. À, em coi lại được bình luận. Mảnh này satin lập thể 16.500 đồng một mét thôi. Lên mã giùm em, lên mã lập thể kèm số mét giùm em. Em chỉ có 40 mét là em chia được cho 20 chị thôi mấy chị ơi. Phủ ren em hết rồi. Lập thể của chị quán Lỗ Minh 2m. À, lập thể 2m của chị Nhiên Nguyễn 5m phủ ren. Phủ ren em hết rồi chị yêu ơi. Phủ ren em hết ạ. À, mã này lập thể kèm số mét giùm em, satin lập thể nha mấy chị. Hàng cây chính phẩm Mai Pyjama cho ông xã là đẹp nhất. Trời, mấy cái này mà Mai Pyjama cho mấy người trung niên hoặc là mấy người nam nữa rất là sang nha mấy chị. Màu xanh này rất là nam tính chứ không phải là nó quá nữ tính nha mấy chị. Màu xanh này rất là sang nha. Mai nguyên mấy chị mua 5-6m mai cho cả gia đình được luôn mấy chị ơi. Nam nữ bé trai bé gái cũng được hết ạ. À, 30 em hết ạ. À, von đen có không em? Dạ có luôn à. Mẫu mới đi bạn. Dạ ok chị ạ. À, em mới lên mẫu mới nè chị ơi. Lên mã lập thể kèm số mét giùm em ạ. À, lập thể kèm số mét giúp em nha. À, đơn trước chị có 2 mã lụa phi đang ở đó không? Là sao ta? Dạ chắc còn á chị Trần Viên ơi, mẫu mới. Dạ ok. Trời ơi, nãy giờ là có mẫu nào cũ đâu chị. Nguyên một cái livestream này tại vì lâu lắm mới về hàng cây chính phẩm một lần, không có trùng mẫu nào thằng nào hết mảnh này à. Mã 16.500 đồng một mét thôi, lên mã lập thể kèm 6 mét giùm em nha. Lập thể 2m của chị Nguyễn Lệ, lập thể 2m của chị Thiên Trân.
Mã này mã lập thể giùm em. Em 40 mét thì từ nãy giờ chắc cũng hết mười mấy mét rồi. Mã này ạ. À. Đây em có cái mảnh này, một mảnh von thiêu như thế này. Sẵn có một chị hỏi von đen thì em lên cái mảnh von xanh đen nha mấy chị. Nhưng mà cái này nó có dệt kim rất là sang mấy chị. Dệt kim mà hình giọt mưa như thế này. Dệt kim hình giọt mưa ngẫu nhiên như thế này. Mấy chị thấy rất là sang chưa? Lên mấy chị lên pha phối làm toa tay, làm đô hoặc là làm bèo nha. Hoặc là may một cái váy, một cái áo dài mà lót vô giùm em. Nó sang kinh khủng lắm mấy chị. Mảnh này em không có nhiều nha, cái này nói thẳng là không có nhiều, em chỉ có 8 mét thôi, 16 ngàn một mét, em có 8 mét thôi mấy chị. Lên mã xanh, ủa lên mã gì ta, mã dệt kim kèm số mét giùm em ạ. À. Dệt kim kèm số mét giùm em nha, em chỉ có 8 mét thôi mấy chị, em không có quá nhiều đâu. Lên mã dệt kim kèm số mét giùm em nha. Bi không giãn, ok chị Trần Viên ạ. À. Cái đó lụa pháp là không bao giờ giãn đâu chị ơi. Nó lâu lắm mới có một mảnh hai mảnh là nó có giãn thôi. Lập thể 2 mét của chị Thiên Chân, lập thể 2 mét của chị Nguyễn Lệ. Mảnh này ạ. À, mảnh này là dệt kim kèm số mét giùm em. Dệt kim 2 mét của chị Hương Thiên, em còn 6 mét. Dệt kim 2 mét của chị Hà Lê, em còn 4 mét. Mảnh này dệt kim nha mấy chị, rất là đẹp. Trời ơi 1 mét thôi hả chị Như Ý Nguyễn Thị ơi. 1 mét cho chị Như Ý Nguyễn Thị là 5 mét rồi. Em còn 3 mét à, em còn 3 mét này. Các chị coi cái dịch kim này xịn nha, hàng cây chính phẩm này sẽ xịn hơn hàng khúc một chút xíu à. Mã dịch kim lấy hết là em còn 3 mét, em để cho chị Thiếu Phạm hết à. Tại vì chị bình luận sao thì nó còn bao nhiêu em để cho chị hết à. Mảnh này em lên mã beo nha. Beo này, lụa pháp beo như thế này. Nền đen beo cam cam, ủa kem cam cam như thế này. Mảnh này à, em có 8 mét rưỡi thôi là em có thể chia được cho 5 chị 20.500 đồng một mét một mảnh lụa pháp. Lụa pháp không có giãn à, lụa pháp không có giãn nha em ạ. Mã này 20.500 đồng một mét, lên mã beo kèm 6 mét cho em ạ. Beo kèm 6 mét giúp em nha. Rất là đẹp, beo kèm 6 mét giúp em nha. Có giãn nhẹ mấy chị, có giãn nhẹ giùm em. Beo kèm 6 mét giùm em ạ. Đây, mã beo kèm 6 mét giúp em nha. Mạng bị chậm nửa rồi. Ủa, mình lượng đi gì đó. Lên mã beo kèm 6 mét giúp em ạ. À. Beo 1 mét rưỡi của chị Huy Khang Nguyễn, độ pháp mềm mịn rũ, mấy chị có thể lên đồ bộ áo dài áo bà ba lên váy giùm em nha. Beo 2 mét của chị Thí Hằng, 1 mét rưỡi của chị Kim Thảo, 1 mét rưỡi của chị Huy Khang Nguyễn. 1 mét rưỡi. Ủa dịch kim em hết rồi chị ơi. À 2 mét của chị Thiên Chân. 1 mét rưỡi của chị Hà Lê, 1 mét 8 của chị Tưởng Trần Mộng, 2 mét 2 của chị Trần Cẩm Tú là em hết à. Beo em hết nha. Mảnh này, cái bi này mấy chị không thể nào thiếu. Làm đô, làm tay, làm váy, làm váy, làm áo lẻ đồ rất là dễ thương mấy chị. Áo thì khỏi lót, váy cần lót giùm em. Mấy cái màu be như thế này lên đồ một cái là nhìn nó dễ thương và sang lắm mấy chị. Mã này 17.000 một mét, em chỉ có 25 mét thôi mấy chị ơi. Mã 10, mã gì ta? Mã be kèm 6 mét cho em nha. Màu này màu be da da rất là đẹp mấy chị. Be kèm 6 mét cho em nha. Von hàng mỏng nha mấy chị. May áo khỏi lót, may váy khỏi lót luôn, nhưng mà may đồ bộ là không được nha. Mã này mã be kèm 6 mét cho em ạ. Beo em hết à. Mã be kèm 6 mét cho em nha. Beo em không có hả có nha chị Trần Cẩm Tú ơi. Em đọc chị xong rồi em báo hết tức là có á chị. Cho em mảnh beo 1 mét rưỡi của chị Tuyền Nguyễn, cho em xem mảnh đen bướm phía sau đi chị. Ok chị nhà Mai, EV nhà Mai. À chị beo 2 mét là em hết rồi chị Trần Thắm ơi. Em còn mảnh be này, màu be giùm em nha, rất là đẹp. Đây, rất là xuất sắc luôn. Von hàng hoa, ở mà von hàng rất là đẹp. Von này không có giãn nha mấy chị, von hàng không giãn. Làm đô, làm tay, làm váy, làm áo lẻ, rất là dễ thương. 1 mét rưỡi của chị Tuyền Nguyễn, 2 mét của chị Hà Lê, 2 mét của chị Lại Cúc. Ủa em có mấy mét ta? Hình như em có hai mấy mét hả mấy chị ơi? 25 mét thôi à. Mã này, mã be kèm 6 mét giùm em nha. Be kèm 6 mét giùm em. Đây, rất là đẹp luôn. Be kèm 6 mét giùm em ạ. À. À, 1 mét rưỡi của chị Thị 2, 2 mét của chị Lâm Dợt, 1 mét 8 của chị Trương Thị Hon. Mã này ạ. À.
chỉ có 17.000 một mét thôi mấy chị ơi, 17.000 một mét thôi, rất là rẻ luôn. À, tới bướm bướm đúng không? Này để em lên bướm bướm ạ. Bướm bướm, bướm bướm, rất là dễ thương mấy chị. À, beo em hết rồi ạ, mảnh này bướm bướm rất là đẹp mấy chị, như thế này rất là sang nha. Để em coi cái này nó có giãn luôn mấy chị. Cái này bao nhiêu tiền mét em quên rồi. 21.000 một mét ạ. 21.000 một mét be bướm bướm như thế này. Bướm bướm sẽ có hai chân, hai đầu hai chân của nó là chân, hai chân của nó sẽ có bướm bướm nhiều như thế này và bay nhẹ 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 vào chính giữa nha. Như thế này rất là đẹp mấy chị. Nền đen, hoa bướm bướm đủ màu. 21.000 một mét ạ. Mai cho chị đi đơn được luôn chị ơi. Ghi vô chị Kim Thảo danh sách đi đơn ngày mai liền. À beo em hết ạ. Mảnh này lên nã bướm kèm số mét giùm em lấy 5 mét của chị EV nhà Mai. Ok chị ạ, 5 mét. Nè, không biết yêu cầu nhiều không trời. Nãy danh sách mới nãy mấy người em. Bướm bướm. 10 người là 20 mét, 25 mét. À em còn 32 mét, em có thể nhận thêm 3 4 người nữa. À, 10 mét của chị Thí Phạm rồi ok. Còn như em để cho chị Thí Phạm nha. Em chắc em còn không tới 10 mét thôi chị ơi. 20 mét, 5 mét là 25 mét. À còn xem 10 mét đó chị ơi. Là em hết ạ. Em lên mã khác nha. Mã này. À mã nãy là chị nào hỏi von đen thì em lên mã này ạ. À. Mã này không phải là von đen nhưng mà nó có hơi quằn quằn tím rất là đẹp nha. Cái này là lụa giấy giùm em, một mảnh lụa giấy. Mai đồ bộ để ngủ ha. Thì hơi mỏng nha mấy chị. Mảnh này mai áo, mai váy, mai áo dài giùm em, một mảnh von hàng. Một mảnh von hàng hoặc là lụa giấy cũng được, nó rất là dày và che phủ nha. Mai áo, mai váy khỏi lót giùm em. Thằng này ok chị Thứ Phạm. Mảnh này em có 9 mét thôi mấy chị, 18.000 một mét là lên mã 18 kèm 6 mét giùm em. Coi vậy chứ lên đồ là nó sang lắm mấy chị ơi. Đây mấy chị lên mấy cái dạng mà áo lẻ á, áo lẻ mà cổ đổ như thế này rất là sang luôn. 10 mấy ngàn mét em quên rồi. Lên mã 18 kèm 6 mét giùm em, 18.000 một mét ạ. À. Đi đơn bữa giờ luôn ấy nha chị. Ok chị Kim Thảo. Bướm bướm em hết rồi chị ơi, bướm em hết rồi ạ. À. Hết bướm rồi. Em hết bướm rồi chị ơi. Mảnh này lên mã 18 kèm 6 mét giùm em ạ. À. 18.000 một mét ạ. À. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Coi vậy thôi chứ lên đồ rất là sang nha. Mấy cái dạng mà mấy cái họa tiết mà đơn giản như thế này lên đồ rất là sang ạ. À. Lên mã 18 kèm số mét giùm em, hàng cây chính phẩm ạ. À. Một mảnh von chinh phong dày nha mấy chị. Mai áo, mai váy khỏi lót ạ. À. Bướm em hết rồi ạ. À. 18 2 mét của chị Thị Hai. À 1 mét rưỡi của chị Hà Lê. 2 mét của chị Lâm Dợt. Em chỉ có 9 mét thôi ạ. À. Tại nhiêu rồi ta? 4 mét mấy rồi. Em còn 4 mét mấy nha, em còn 5 mét nha. Mảnh này mã 18 kèm số mét giùm em ạ. À. 18 kèm số mét giùm em ạ. À 1 mét rưỡi của chị Tuyền Nguyễn. Đây mấy chị mai mấy cái dạng áo rất là đẹp nha. Mai áo, mai váy, mai áo dài giùm em. Không có giãn von chinh phong. Bướm bướm em hết rồi chị ơi, bướm bướm em hết rồi ạ. À. Lấy bướm bướm xuống rồi. Đây à, bướm bướm em hết rồi nha. Mảnh này mã 18 kèm 6 mét giùm em. 18.000 một mét thôi mấy chị ơi. À có mảnh này. Mảnh này là lụa chinh phong giùm em, lụa chinh phong có giãn lên váy, lên đồ bộ, mềm mịn rũ mát nha mấy chị, và có giãn như thế này, hoa nhí mấy chị ơi. Để em coi bao nhiêu tiền một mét ạ. À. Của em đi đơn chưa chị? Nhiên Nguyễn đi đơn rồi chị ơi, mới đi đơn hồi chiều luôn. 18.000 mét rưỡi của chị Trần Thắm. Mảnh này em có 40 mét, 18.500 đồng một mét thôi mấy chị. Hoa nhí kèm 6 mét giùm em. Nhí kèm số mét giùm em rất là đẹp. Nhí kèm số mét giùm em nha. 18.500 đồng một mét. Em chỉ có 40 mét thôi mấy chị. Hình như em chia sỉ ấy. Cái còn 20-30 mét thôi mấy chị. Không có nhiều. Em nhớ là chia 2 đợt sỉ. Chắc là em còn 20 mét thôi. Lên mã 18.500 đồng một mét. Lên mã nhí kèm số mét giùm em ạ. À. Nhí kèm số mét giùm em. Rất là đẹp mà rất là sang luôn mấy chị. Nhí kèm số mét giùm em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. À 10 mét của chị Thí Phạm, 2 mét của chị Thí Hằng. Nhí kèm 6 mét giùm em ạ. À. Đây, rất là sang luôn mấy chị. Nhí kèm 6 mét giùm em nha. À 1m8 của chị Tưởng Trần Mộng. Cho em xem màu hồng trên xào. Màu hồng ok, nhí 2 mét của chị Thiên Chân. Cái này không dám nhận nhiều mấy chị. À nhí kèm 6 mét giùm em nha. Nhí kèm 6 mét giùm em. Để em kêu lên lại. Này hồng
Đây à, hồng nha mấy chị. Hồng này là nó phủ sa, nó phủ bóng giống như satin ở ngoài á, một mảnh lụa BC mà phủ bóng giống satin ở ngoài, rất là đẹp luôn. Mềm mịn rũ mát, có giãn luôn à. Để em đọc mã. Lên mã chữ kèm số mét cho em, chỉ có 20.500 đồng một mét thôi. Em còn mười mấy mét á. Đây, 20.500 đồng một mét, lên mã chữ kèm số mét cho em, nhí em hết rồi ạ. Nhí em hết nha mấy chị ơi, mai chốt đơn cho chị nha. Vô danh sách chị Trương Thị Hon, mai chốt luôn. Ok chị à. Cả giờ là sáng à, tối em like sáng em chốt mấy chị ơi. Cho nó lẹ. Mảnh này mã chưa chắc gì à, cái hàng này ngày mai em có nha, ngày mai em sẽ lên thêm là von lụa kiện kèm với lại satin à. Ngày mai em về rất rất là nhiều luôn, thành ra ngày này em cũng like hết mấy chị, cứ 6 giờ là vô like với em nha. Chữ kèm số mét giùm em à, chữ 1m6 của chị Minh Loan Lê. Lên mã chữ kèm số mét giùm em nha. 20.500 đồng một mét như thế này. Hàng cây chính phẩm rất là xịn mấy chị, hai da luôn nha. Đây, mã chữ kèm số mét giùm em à. Nhí em hết rồi ạ. À. Nhí em hết rồi chị Hằng Ngọc ơi. Nhí em hết rồi chị Kim Liên ơi. Chữ 2m của chị Thiên Chân. Lên mã chữ kèm số mét giùm em nha. Chữ kèm số mét giùm em ạ. À. Mai đi đơn cho chị luôn nha em. Ok chị Lê Linh. Lên mã chữ kèm số mét giùm em ạ. À. 1m8 của chị Nhi Nguyễn. À, nhí em hết ạ. À. Nhí em hết rồi ạ. À. Rồi em qua mã chữ nha. Trời ơi, cây mà em có tới mấy chục mẫu luôn mấy chị, lên xỉu xỉu chưa. Mảnh này, lụa này là lụa 100D, mềm mịn mát rũ, màu xanh dưa cải mấy chị. Nó riêu nhưng mà nó ngả vàng nhiều hơn, người ta gọi là màu dưa cải á, phải không ta. Đây mảnh này, hoa cúc nha mấy chị, rất là dễ thương luôn. Lên áo, lên váy, lên đồ bộ giùm em ạ. À. Chữ 1m8 của chị Lê Hiếu, hôm nay bị bóp tương tác rồi, không sao, bữa nay lên hàng cây nên cũng mau hết lắm. Bây giờ không biết kệ đó đi, bữa có bữa dày bữa khác, bữa nay bị Facebook bóp rồi. Của chị gửi chưa Lê Hiếu, em gửi rồi chị ơi. Mảnh này à, mấy chị chỉ cần ok một cái là em gửi mất tiêu rồi. Cái này em chỉ có 5m rưỡi thôi. Ủa lộn, cái gì không hiểu vậy, như vậy là gì vậy, là 5.5 mà 20m là gì, cái này có nhiều không ta biết, nhưng mà chẳng lẽ 5.500 mét đúng không, 5.5 mà 20m là cái gì chị không biết nè. Cái này em căng lên giùm chị coi. Căng lên giùm chị coi cái này bao nhiêu mét chăng. Hãy lên căng cho. Em lên mảnh này, xốp bọt hoa hoặc là lụa cát đó chị, một mảnh lụa cát. Lên áo dài là nhức nách nha. Hoa này rất là nó kiểu nó rất là sang với chị, hoa như thế này. Là 20.000 là đúng nè, tầm 20.000 nè. Nhưng mà có 5m rưỡi hết á. 5m rưỡi thì để nguyên khúc chứ tại sao để như vậy đó. Cái này em nhận chỉ có 5m rưỡi thôi mấy chị, em nhận cho hai chị nha. Mã này mã dưa cải kèm số mét giùm em ạ. À. Sỉ không chị ơi? Dạ có sỉ à, nhắn tin cho em nha chị ơi. Beo xanh đi chị. Ok em lên liền. Hoa cúc hả? Hoa cúc em không có nhiều đâu chị ơi. Ga giường tùy cái giường của chị. Em thấy khách em thường mua 4-5m đó chị, là có ga gối niệm luôn á. Em thấy khách em vậy chứ em không phải thợ may, em không biết thợ mấy chị khách sĩ em hay là lấy cho khách là tầm 5m là nguyên một bộ rồi chăn ga gối niệm luôn á chị. Mảnh này mã dưa cải kèm số mét cho em chỉ có dưa cải 2m, em chỉ có 5m rưỡi thôi à. Màu dưa cải 3m, vậy là em để hết cho chị Lâm Vợt và chị Tuyền Nguyễn nha. Lụa cát hoa trắng nè, siêu đẹp luôn mấy chị, để em lên mã nha. Cái này đẹp nhất là áo dài giùm em, lên đồ bộ, lên áo dài, lên váy. Có giãn mấy chị, mảnh này có giãn nhẹ thôi nha, có giãn nhẹ giùm em. Nền xanh đen hoa trắng kem, cái này em chỉ có 40m thôi, 27.000 một mét thôi mấy chị. Hàng cây chính phẩm lụa cát lên đồ rất là đẹp nha mấy chị. Đây hoa nè, quá trời sang mấy chị ơi. 27.000 một mét, lên mã gì ta hả, hoa kèm số mét giùm em ạ. À. Có giãn luôn ạ. À. Hoa kèm số mét giùm em nha, có giãn nhẹ thôi. 27.000 một mét, lên mã hoa kèm 6 mét giùm em ạ. À. Mảnh này siêu đỉnh luôn mấy chị ơi. Đây, mã hoa kèm 6 mét giùm em nha. Hoa kèm 6 mét giùm em ạ. À. Đẹp lắm. À, nếu mai ga thì 3m rưỡi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà có em thấy là mai mua 5 mét là có gói ôm, rồi có thêm gói nhiều nữa hay gì đó chị ơi.
lụa cát hoa 10m của chị Thí Phạm. Ok, chị Thí Phạm này 10m. Cái này em có tới 40m, em chia chị 10m, em còn 30m. Mảnh này ạ, lên mã hoa, hoa 2m của chị Hoa Nguyễn Thị. Mảnh này ạ. Mã hoa kèm số mét giùm em nha, hoa kèm số mét giùm em ạ. Để em lên beo ạ. Hoa kèm số mét giùm em nha. Em lên mã beo. Xin chào chị Thu Trung. Mảnh này ạ. Đây, một mảnh lụa BC xịn nha mấy chị. Lụa BC xịn hai da, mềm mịn rũ và giãn, rất là giãn luôn mấy chị. Cái này em có tới 2 cây nó xịn lắm, may ra là không thể nào bỏ qua cái này. Mềm mịn mát giãn. Dưa cải em hết rồi chị ơi. Có ren không chị? Hôm nay không có ren rồi chị ơi. Hôm nay em định like lưới thiêu nhưng mà lưới thiêu nó mắc kẹt rồi chị ơi. Không lên được mảnh này. Hình như mảnh này là bao nhiêu tiền mét em quên rồi. Nhiêu em? Mảnh này 20.000 một mét thôi mấy chị. Em có cả 100m nè, 20.000 kèm số mét giùm em. Hoặc là beo kèm số mét giùm em ạ. Beo kèm số mét giùm em ạ. Màu xanh xám rất là sang mấy chị. Đây màu xanh xám. Xanh xám chứ không phải là xanh lè như trong livestream nha. Màu xanh xám siêu sang luôn. May đồ bộ được không? Rất là thoải mái luôn á chị. Rất là mát luôn nha. Chất này là chất mát nha chị ơi. Mã beo kèm số mét cho em. Em chính tay em lựa mấy cái mã này mà. Không có. Em lựa từng cây mà hàng cây nên em lựa rất là kỹ mấy chị. Mã này 20.000 một mét, lên mã beo kèm số mét cho em ạ. Beo 4m của chị Liều Phi. Hoa 2m của chị Trần Thắm. Hoa là cái mảnh xanh ở trên đó em. Mã beo kèm số mét cho em nha. Beo kèm số mét cho em, hàng cây chính phẩm chỉ có 20.000 một mét ạ. Lên mã beo kèm số mét cho em. Beo như thế này. Mềm mịn mát giãn. Beo kèm số mét giùm em 20.000 một mét thôi mấy chị, cây chính phẩm mà có 20.000 một mét thôi hà. Đẹp lắm. Cái này lụa BC thường người ta bán tầm 50 mấy ngàn, 55.000 một mét, 50.000 một mét là giá thường đó mấy chị. Lên mã. Beo kèm số mét giùm em nha. Ok, lên tiếp. Em có mấy mảnh lụa giấy nữa nè. Beo hoa, hoa 1m8 của Trương Thị Hoan. Hoa cam kế khúc xanh sờ ba. Hoa cam kế khúc xanh sờ ba. Ok, em lên mảnh này hoa. Mảnh này ạ. Này là lụa két chứ. Một mảnh lụa két có giãn, lên áo dài, lên váy, lên đồ bộ là siêu đẹp nha. Hoa cam như thế này. Lên mã cam kèm số mét giùm em. Từ nãy giờ là cái này, thằng này cam này có giãn luôn mấy chị. Rất là rẻ nha, 20.500 đồng một mét thôi mấy chị. Cái này em chỉ có 35m thôi mấy chị ơi. Coi cái cam đó bao nhiêu em. Ủa em có chụp hình lại không vậy Trâm? Trời ơi cái đó mà em nhìn một cái là chắc xỉu quá. Cái gì? 8 người là còn tầm 10 người nữa là em hết ạ. Mảnh này 20.000 một mét, mã cam giùm em. 20.500 đồng một mét ạ. Beo 1m8 của chị Lê Hiếu. Lấy sọc caro nhỏ sau lưng em cho chị xem. Ủa sau lưng em có caro hả ta? À cái này. Để rồi em lên cho chị ơi, có 10.000 mét à. Cam 10m của chị Thí Phạm nữa là em hết rồi. Cái này mà 10m 8 người 16. Chưa hết. Cái này em còn dài. 1m8 của chị Tưởng Trần Mộng. Mảnh này 20.500 đồng 1m. Một mảnh lụa két hoa rất là xinh mấy chị. Lên váy, lên áo dài, lên đồ áo bà ba, lên đồ bộ rất là xinh nha mấy chị. Áo lẻ nữa. 1m5 cam của chị Huy Khang Nguyễn. 1m8 cam của chị Tưởng Trần Mộng. 20.000 một mét thôi à. 20.000 một mét à. Lên mã cam kèm số mét giùm em nha. Hoa cam nè mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn. In nè. Mấy chị coi in sắc nét. Rất là sắc nét nha. Mềm mịn rũ và mát à. Mã cam kèm số mét giùm em. Để em diệt lại coi cái nào em còn em la tiếp. Cái này 32m. Thằng này xịn lắm chị ơi. Thằng này rất là xịn luôn nha. Siêu xịn luôn á. Đây hoa nhí như thế này. Ôi nhìn là mê nha mấy chị. Cái thằng xanh biển này còn à. Còn mấy mét ta. Cam 2m của chị Thu Nga Lương. Mét 8 của chị Lai Đô. Cam. Ủa cái này là xanh biển. Lên mã xanh biển kèm 6m cho em. Hả? 7 người 14m. Mảnh này
có 32 m, tức là em còn 20 m, 23.500 đồng một mét, lên mã xanh biển kèm 6 m giùm em. Rất là xinh nha mấy chị, áo dài áo bà ba, đồ bộ lên váy áo lẻ giùm em, váy áo lẻ là xinh lắm mấy chị, xinh xỉu xỉu luôn. Hoa nhí như thế này mấy chị in thấy rất là sắc nét. Ủa thằng này đâu dính vậy trời, nó dính đó mấy chị ơi. Mảnh này cam 3 m của chị Anasu, mảnh này lên mã xanh biển kèm 6 m giùm em, 20.500 đồng một mét thôi. Xanh biển 1m8 của chị Nhiên Nguyễn, chị nào lên rồi lên khỏi lên lại nha mấy chị, lên rồi khỏi lên lại giùm em, tụi em có ghi lại hết à. Mã xanh biển kèm 6 mét giùm em nha, em còn tầm 10 mét thôi mấy chị, 10 mét hay gì. Mảnh này mã xanh biển kèm 6 mét giùm em ạ. À, lên 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 hàng đẹp mà sao cái mặt thấy ghê quá, bữa nay làm hàng cực quá, cái mặt thấy ghê quá mấy chị ơi. Xanh biển, cái chất này là giống như chất da cá xịn nha mấy chị, rất là đã luôn á. Cam 2 m chị Thu Nga Lương em ghi rồi. Xanh biển 1 m, em không có cắt 1 m được chị ơi. Xanh biển 1 m 8 của chị Hồ Thu Trang, chị nào khách mới nhớ cho em số điện thoại nha, chị ơi đưa 100.000 em xíu, phí xíu bên em toàn quốc chỉ có 22.000 thôi mấy chị. Cái này em chỉ có tổng cộng là 6 m thôi hả. Lụa này là lụa cát không giãn, lụa cát không giãn, có giãn là giãn rất ít mấy chị ơi, không dễ nha em. Một mảnh beo, beo này hơi to hơn nha, một mảnh beo lụa cát lên áo dài, lên đồ bộ, lên váy giùm em, không có giãn à. Bao nhiêu tiền mét em coi, em có 6 mét em chia cho ba chị, 22.500 đồng một mét thôi. Lên mã, lên mã, lên mã, lên mã gì ta, xanh đen kèm 6 mét giùm em nha. Hình sao là vải gì vậy, hình sao là vải gì vậy, hình sao là cái nào vậy chị ơi. Xanh biển 4 mét của chị Quán Lẩu Minh, em còn 2 m nha. Ủa lộn, xanh biển qua 4 m là em còn. Ok, xanh biển 1 m 8 của chị Hồ Thu Trang, cái xanh biển nó đẹp lắm, mai chốt thêm satin rồi đi nha. Ok chị Phương Hương à, lên mã xanh đen kèm 6 m giùm em nha. Xanh đen 22.500 đồng một mét thôi mấy chị. Nền xanh đen beo, beo trắng nha, rất là đẹp, beo trắng nha. Em lên mảnh vôn hàng hoa này, siêu dễ thương luôn mấy chị. Xanh đen 2 m của chị Lâm Vợt, mảnh này dễ thương lắm luôn. Ngày mai em sẽ chia hàng và chốt luôn cho mấy chị cái hàng này, và em sẽ sang hàng khác, đó là vôn lụa kiện và satin nha mấy chị. Là nó sẽ giá 110, còn hàng này là em chốt luôn cho mấy chị là giá 125, là chốt cái đơn nó bao nhiêu luôn. Ngày mai mình chỉ cần cộng lại thôi, khỏi lộn. Mảnh này à, 16.500 đồng một mét, em chỉ có 13 m thôi mấy chị, rất là đẹp nha. Mai áo mai váy khỏi lót à, hoa nhí như thế này rất là xinh. Von hàng hoa mềm mịn mát rũ, mã mã nhí kèm 6 m, ổ lộn, mã von kèm 6 m giùm em ạ. À, mã von kèm 6 m giùm em nha, von kèm 6 m giùm em. Mai áo mai váy khỏi lót cũng được ạ. À, 16.500 đồng một mét, hàng cây chính phẩm, em chỉ có 13 m thôi, em có thể chốt cho 7 chị ạ. À, mã này mã von kèm 6 mét giùm em nha, von kèm 6 mét giùm em ạ. À, bình luận của Facebook bữa nay nó bị gì mấy chị ơi, mình phải gán bường qua. Von càng kèm 6 mét giùm em ạ. À, von hàng hoa này, lụa giấy von 2 m của chị Nhung Phạm, 2 m của chị Diệu Hương Đô La, 2 m của chị Trần Thắm, hoa tím hàng 1. À em thấy rồi ạ, à, hoa tím hàng 1 để em lên liền. 1 m 5 của chị Hà Lê Sọc, kế chữ hồng là chất vải gì, có giãn không em gái? Dạ có giãn ạ. À, mảnh này lụa giấy giùm em, lụa giấy may đồ bộ, may áo dài, may váy gì cũng rất là đẹp luôn. Lụa giấy này là siêu xinh nha mấy chị, hoa hồng đỏ như thế này, nền đen giãn mạnh. Em coi cái này em có bao nhiêu mét. Lụa giấy giãn mạnh luôn. Mảnh này có 16.000 một mét thôi mấy chị, em có 18 m nha. Lên mã 10, lên mã giấy kèm 6 mét cho em ạ. Von 4 m của chị Quán Lẩu Minh, 1 m 5 của chị Tuyền Nguyễn. Von hình như gần hết rồi, 4 m, 6 m, 8 m. Rồi von em hết nha mấy chị. Von em hết. Em phải rút xuống không hay không đủ chia em ơi, bị la mấy chị ơi. Mảnh này à, lụa là giấy kèm 6 mét giùm em nha. Mảnh này giấy kèm 6 mét giùm em ạ. À, chị Đào Nguyễn 2 m, chị Tuyền Nguyễn 1 m 5, chị Trần Thấm 2 m.
2m3 của chị Hà Lê, 4m của chị Liều Phi. Cái này em chỉ có 18m thôi nha. 6m, 8m, 10m. Đây mảnh này, mã lụa giấy kèm 6m giùm em, chỉ có 16.000 một mét thôi mấy chị. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên đồ bộ gì cũng rất là đẹp à. Lên mã giấy kèm 6m giùm em. Quá trời đẹp mấy chị ơi. Hơn là bữa nay em lên hàng cây. Chị em mình là ít người dễ săn mấy chị ơi. Chứ mà em lên hàng von kiện mà nhiều người xem chắc em xỉu quá mấy chị. À, mã giấy 2m của chị Thị Hai à. Mảnh này, mã giấy kèm 6m giùm em ạ. À. Giấy kèm 6m giùm em nha. Giấy kèm 6m giùm em ạ. À. Hoặc là chút nữa em sẽ qua bên hàng kiện luôn mấy chị ơi. Bây giờ còn sớm quá, nghỉ thì buồn quá. Lên mã giấy kèm 6m giùm em nha. Rồi em sẽ treo mấy cái mã này. Chị nào hỏi em sẽ lên nè. Giấy kèm 6m giùm em. Em còn mấy mét à? À, còn lấy hết ok chị Thiếu Phạm em ạ. À. Chị Thiếu Phạm lấy hết. Có vải ngoài cùng gấm gần chấm bi xanh là vải gì vậy em? Ngoài cùng gần chấm bi xanh. Mảnh này ạ. À? Cái này em còn vài mét thôi à. Cái này là gọi là thô nến dày á chị. Mai áo lẻ, mai váy mà có độ phồng á là lấy cái này nha. Hoặc là mấy chị mai quần sọt, mai quần lửng, mai quần ống suông hay là mai váy, mai chân váy vậy đó. Nó rất là dày và xịn luôn. Có 25.000 một mét thôi mấy chị, tại vì nó nó có giãn luôn mấy chị. Mảnh này 25.000 một mét, em còn 10 mét hay gì? Ủa em còn 8-9 mét à. Mảnh này mã 25 kèm số mét giùm em nha. 25.000 một mét ạ. À. Giấy em hết rồi chị ơi. Giấy em hết rồi. Cắt cho cô 2 mét sọc ok chị ạ. À. Sọc nâu phải không chị ơi? Giấy em hết rồi. Có nhăn không em? Tất cả các lụa bên em đều không nhăn nha chị. Tất cả các lụa bên em đang like là không nhăn hết ạ. À. Lụa là không nhăn nha chị ơi. Rất là đẹp luôn. Đây. Thô này không nhăn luôn chị, thô này cũng không nhăn luôn. 25 kèm 6 mét giùm em. Có von bi không chị? Von bi mới nãy em hết rồi. Von bi em hết. À em còn mã này chưa lên. Trời cái mã này đẹp lắm mà chưa lên nè. Em lên mã này luôn nha. Mã này mã 25 kèm 6 mét giùm em. À, mã xanh xào một là vải gì vậy em? Bông hồng nền xanh. Bông hồng nền xanh. Bông hồng nền xanh là mã này đúng không ta? Màu xanh. 25 chị 2m, chị mang đen. Lấy vải sọc đi em. Dạ để em lên để sọc ạ. Em đi mã này là lụa 100D có giãn sọc giùm em. Em không biết để em coi sọc em lên được mấy người chăm ơi. Để em coi cái sọc này em còn không nha. Mai áo sơ mi là mấy chị lấy sọc này là nhức nách luôn mấy chị. Áo sơ mi mà lên sọc là đẹp lắm nha. Mảnh này à, em có 20m. 22. À vậy là còn nha mấy chị. 22.000 một mét lên mã sọc kèm số mét giùm em ạ. À. Sọc kèm số mét giùm em. Rất là đẹp luôn. Áo sơ mi mai váy, mai đồ bộ, mai gì cũng đẹp nha. Hoa tím hàng 1 đi em. Rồi rồi em lên liền quên. 25 một mét rưỡi của chị Hằng Nguyễn. À, hình cạnh bi xanh là vải gì vậy? Bi xanh. Hình cạnh bi xanh. Chữ đó chị ơi. Lụa BC chữ rất là đẹp luôn. Mảnh này 1m7 sọc của chị Linh Phan, 2m của chị Đào Liên. Em còn 15m nữa là em hết. Sọc này rất là sang nha mấy chị. Sọc này là không có thể bán luôn. Rất là đẹp luôn. Sọc nha. Sọc kèm số mét giùm em. Có 22.000 một mét thôi mấy chị. Lên áo sơ mi, lên đồ bộ, lên váy, lên pyjama rất là đẹp luôn mấy chị. Sọc cho nam cũng đẹp nữa. Cái màu này sọc nam nữ cũng đẹp nha. Mình mua nhiều nhiều mình may đồ đồng phục cho cả nhà luôn mấy chị. May đồ cặp cho cả nhà luôn. Lên mã sọc kèm số mét giùm em ạ. Hôm nay lụa BC chữ. Sọc 2m của chị Măng Đen. 25 2m của chị Hiếu Đặng. Mảnh này là lụa BC chữ có mềm mịn mát giãn rũ. Đây, rất là đẹp nha mấy chị. Này nó có phủ satin nó sẽ hơi bóng rồi. Mai áo, mai váy, mai ga này kia rồi rất là đẹp luôn mấy chị. Mảnh này mã chữ kèm 6m cho em hình như 20.000 mét thì phải. Hàng cây chính phẩm bên em nha. 20.500 đồng một mét ạ. À. Em còn 10 mét mấy chị. Lên mã chữ kèm số mét giùm em nha. Sọc chị có chưa vậy? Sọc chị Hà Lê có chưa vậy em? Chị Hà Lê chưa có sọc đó chị ơi. Vải mai
chống nắng không chị. Đây, mấy cái này là lụa, lụa lên đồ mai chống nắng là rất là đẹp nha. Mấy cái này mà mai chống nắng thì thôi nhất đánh luôn mấy chị ơi. Mai vé chống nắng là mai lụa giùm em. Hoặc là mấy chị muốn giày thì lấy cái mảnh này 25.000 một mét là giày cui luôn. Giày á sọc 1,5 mét của chị Hoa Nguyễn Thị. Mảnh này mã chữ giùm em nha. Cho chị, chị 3 mét. Chị 3 mét là mảnh nào vậy chị Kiều Hạnh ơi? Mã chữ không chị? 3 mét, 3 mét chữ của chị Kiều Hạnh. Bông đỏ kế xanh nhiêu mét vậy em? Bông đỏ kế xanh, bông đỏ kế xanh là mảnh nào chị? Bông đỏ kế xanh à, em thấy rồi. Bông cam thấy không chị ơi? Phải hoa cam không chị? Phải hoa cam không chị ơi? Cái mảnh này à? Hoa cam, hoa cam này để em coi em có mấy mét. Mảnh này là lụa giấy có giãn lên áo lên đó và dài lên đồ bộ giùm em nha. Mảnh này có giãn à. Mảnh này em còn 20 mét, 20.000 một mét lên mã cam kèm 6 mét giùm em. À, sập 3,5 mét của chị Hà Lê. Mảnh này lên mã cam kèm 6 mét giúp em nha. Cam kèm 6 mét để em qua mẫu em lên, lên hàng khúc mấy chị ơi. Không mấy chị chán em nữa. À hoa tím em chưa lên nè, hoa tím. Bữa nãy chị nào hỏi hoa tím nè. Lên mã tím kèm 6 mét giùm em nha. Cái này là lụa giấy chinh phong mấy chị. Mai áo dài, mai váy, mai áo lẻ, không cần lót giùm em. Coi vậy chứ lên đồ rất là sang mấy chị ơi. Mấy cái kiểu mà sang á. Mảnh này à 18.000 một mét thôi mấy chị, em có 9 mét thôi. Mã 18 hoặc là mã tím kèm 6 mét giùm em nha. Chị Luyến Hồng ơi, chị 1,5 mét là mã nào vậy chị ơi? Lên mã tím hoặc là mã 18 kèm 6 mét giùm em nha. Rất là đẹp luôn. Mã tím hoặc là mã 18 kèm 6 mét giùm em ạ. Sang xịn mịn. Em có chụp thì em chụp lại cái khúc thêm thôi nha nha. Có công khúc trên em ghi lộn là cái nó lộn luôn nguyên bấm nha. Lấy sọc đen kế à, kể hao hoa cam đi. Sọc đen. À cái này ạ. À, cái này em phải sọc nha chị ơi. Cái này bi nhí 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 rất là cưng luôn. Bi nhí nhí chỉ có 10.000 một mét thôi chị. 10.000 một mét thôi. Lên mã 10 kèm 6 mét cho em. Một mảnh von, von hàng như thế này. Mềm mịn rũ mát mà chỉ có 10.000 một mét. Mai áo mai váy cần lót giùm em nha. Mảnh này mã số 10 kèm 6 mét cho em ạ. 3 mét vải sọc cho chị Kiều Hạnh là cái nào ta? Là sọc phải không chị ơi? Mã sọc là mã này phải không chị ơi? Ok giùm em nha. À, hôm rồi chị mua lai dông mà sao em không gửi cho chị Duyên Ngọc mà. Chị có mua lai dông thôi đó. Chị Duyên Ngọc hình như có một bộ, thành ra tụi em không có chơi xếp được đó chị ơi. Mai đi đơn cho chị nha, chị Hiếu Đặng đi đơn. 18.000 2 mét của chị Liều Phi là mã tím đó em. Mảnh này mã số 10 kèm số mét giùm em ạ. 10.000 2 mét của chị Trần Thắm. Hàng cây dính phẩm bên em mà chỉ có 10.000 một mét thôi. Lên mã số 10 kèm số mét giùm em nha. Hên quá bữa nay em có lên hàng kiện luôn mấy chị ơi. Chứ hàng cây lên mau quá. 12 mét của chị, 12 mét của chị Hoa Kiều Quỳnh ạ. À. Bi là mảnh này phải không chị ơi? Lên mã 10 kèm số mét giùm em cho đỡ lộn chị ơi. Mã 10, 10.000 một mét thôi mấy chị. Hàng cây chính phẩm mà có 10.000 một mét thôi. Lụa chinh phong hàng như thế này chỉ có 10.000 một mét. Lên mã 10 kèm số mét giùm em nha. 10.000 2 mét của chị Quán Lẩu Minh. Chị nào may mùng chờ cái chẳng lẽ nào bữa nay em nhắn cho mấy chị may mùng của em chứ. Mấy chị may mùng lấy làm cái 100 mét. Mảnh này mã số 10 kèm số mét giùm em ạ. À, 10 kèm số mét, hàng này hàng chính phẩm. Mảnh này em có 64 mét, không quá nhiều. Lên được mấy người rồi em ơi? Mảnh này gì? 12 người, mấy mét. Mảnh này đơn của chị còn không, chị Thấm Thía còn không em ơi? Hình như không phải không? Bữa nay em tổng xả đơn à, tổng xả đơn nha mấy chị, có 100 mấy ký. Mã 18 chốt chị chưa, chị Trần Thấm thấy mã 18 mấy mét vậy? Có ghi cho em. À, mã 10 1,5 mét của chị Liến Hồng ạ. À, và chị Trần Thấm 1,5 mét à. Ok em có rồi ạ. À, hoa cam 10 mét hả? Hoa cam em coi còn đủ 10 mét không ạ? À? 33 mét. Hoa cam được mấy người em ơi? 7 người, 14 mét. Rồi ghi cho chị Nhi. Nhi gì em quên rồi. Chị Nhi quên rồi. Nhi Triệu Mẫn chứ. Chị Triệu Mẫn 10 mét. Hoa cam ok chị à. Mã số 10 kèm số mét giùm em ạ. 12 mét của chị, 10.000 2 mét của chị Lê Linh. 10.000 1 mét ạ. 10.000 1 mét gửi của chị Tuyền Nguyễn. Qua mẫu khác đi em. Dạ ok. Chị mất kiên nhẫn với em luôn.
mã số 10 kèm số mét nha em, tại vì hàng cây nên em lên phải hơi lâu để mấy chị lên đó mấy chị. Chứ qua tươi nhanh quá cái mấy chị nói em lên nhanh quá không có lên kịp. Mảnh này bi này màu da rất là xinh mấy chị, bi hàng màu da rất là xinh luôn. Để em coi còn nhiêu ạ. Lụa tím 1m6 của chị Hà Lê, lụa tím là mã 18 đó em. Mã 12m của chị Duyên Thùy. Của chị Duyên Thùy, mảnh này à. À 17.000 một mét thôi ạ, à. 17.000 một mét em, chỉ có 25m thôi, em còn tầm 25m thôi ạ. À. Mã 17.000 một mét lên mã 17 kèm số mét cho em. Một mảnh vôn hàng như thế này. Màu da nha mấy chị, độ che phủ khá là cao luôn, mấy chị có thể làm pha, làm phói, làm bèo, à, làm bèo chứ, làm tùng này kia cũng rất là đẹp luôn, hoặc là may một cái áo, một cái váy màu này nha, rất là dễ xài luôn. Bi xanh đen. Ủa bi xanh cốm là mảnh nào ta? Ủa bi xanh cốm là mảnh nào vậy? Ủa mảnh này à, lên mà bi xanh cốm là mảnh nào à? Đơn của chị xả rồi hả? Chắc em xả rồi đó chị ơi, bữa nay em xả tới 100+ ký luôn em. Chắc là xã của chị rồi đó chị ơi. Em mà có nhắn tin mà không trả lời là em xã rồi đó chị. Mã 17 kèm số mét giùm em nha. Bi xanh cớ là mã nào vậy chị Quán Lão Minh đây. Mã này 17.000 một mét thôi, rất là dễ xài mấy chị. Bi xanh cớm là cái nào đó. Cái này lụa 100D cao cấp mấy chị. Rất là xịn nha. Thằng này rất là xịn luôn giùm em. Lên áo dài, lên đồ bộ rất là xịn, mềm mịn mát có giãn. À lấy mã 17 mét. 17.000 2m của chị Hoa Kiều Huỳnh. Ok chị ạ. À. Mảnh này 26.500 1m ạ. À. Rất là đẹp đúng không chị? Lên mã 100D giùm em, mềm mịn mát giãn rũ rất là mát luôn. Lụa 100D cao cấp ạ. À. Mảnh này 26.500 đồng 1m, lên mã 100D. Kèm bộ không thấy chị sao không thấy em trả lời. À, chị Triệu Mẫn mới nãy là lên 10m cam là em lên rồi. 10m cam cho chị rồi. À, hoa cam đó chị. Còn lấy mã nào nữa không chị ơi? Nãy giờ em thấy chỉ có một bình luận duy nhất của chị thôi à. Mã số này là mã số à, cái này là 100D kèm số mét giùm em. 100D 1m7 của chị Đào Thị Liên, vải sọc hồng. Sọc hồng em gần hết rồi để em lên liền ạ. À. Mã này. Mã 18 hả? 18 là mã nào ta? 18 em hết rồi. À chị Duyên Quỳnh em có đọc rồi. Chị Chịu Mẫn lấy cái nào vậy chị ơi? Một ok, chị 100D 2m của chị Quán Lẩu Minh. Mã 17 3m của chị Tấn Thịnh. 17 là cái này nè. 17 là be đó. À, chị trả lời tối lựa thêm rồi ship. Dạ ok ạ. À. Mảnh này 1m6 100D Linh Phan, 1m5 của chị Tuyền Nguyễn ạ. À. À chị có trả lời là có chừa nha chị. Ai mà có phản hồi cho em là em có trả lời. Ồ em có chừa, còn không phản hồi là em xả hết mấy chị ơi. Đây ạ. À, nếu không kết hôn được với nhau, chốt đơn được với nhau thì mình có thể chia tay sớm cho bớt đau khổ mấy chị. Mảnh này. Chứ em cứ chờ đợi mấy chị hoài, mấy chị không trả lời em. Rồi em lên ảnh này, lụa phát. Thôi em lên cái lụa kiện nha mấy chị. Đây, lụa kiện rất là nhiều mẫu luôn cho mấy chị đỡ chán nha. Hên là tại vì kìa. Lụa kiện là bắt đầu 110.000 một ký mấy chị, lụa kiện 110.000 một ký giùm em. 100D 4m của chị Duyên Huỳnh. 10m hoa kem. Dạ rồi, ok, ngày mai em chốt cho chị Chịu Mẫn luôn ạ. À. Mảnh này. Hàng dài hả? Hàng dài, ok. Lết hàng kiện lên đi em. Hàng dài để đây. Em lên hàng kiện 110.000 một ký luôn nha mấy chị ơi, cho đỡ. Chẳng lẽ nào bữa nay nghỉ sớm. Dạ. Tại vì cây là thường là em sẽ lên rất là nhanh. Cây là thường lên rất là nhanh. Đây chị nào có cần lên mã thì cứ nói em nha. Em còn nhiều mã, em còn mã này rất là đẹp luôn. Cái mã lập thể xanh này em chưa lên lại. Đây mảnh này, lập thể xanh như thế này, rất là đẹp nha. Cái này mấy chị may pyjama cho ông xã này nọ, may quần sọt này nọ là rất là đẹp luôn á chị. Hoặc là may ga, may gèm, nói chung là đẹp lắm. Cái lập thể này rất là dễ xài luôn, may váy may áo được ạ. À. 26.000 2m là cái nào vậy chị? Chị ơi. Bi xanh nhạt là cái nào? 100D hả? Coi chừng lộn mảnh này. 16.500 đồng 1m thôi mấy chị, lên lập thể kèm số mét giùm em. Satin lập thể không giãn 16.500 đồng 1m, lên mã lập thể kèm số mét giùm em nha.
siêu xịn mấy chị, lập thể kèm 6 mét giùm em ạ. Lập thể để máng rồi mấy chị, bữa nay là tự thân nhận động rồi. Lập thể kèm 6 mét giúp em ạ. Mẫu chất liệu gì, xanh chất liệu gì bé? Xanh là cái nào ta? Là cái này phải không chị ơi? Cái này là von chinh phong không giãn. Ủa lộn, lụa chinh phong không giãn. May đồ bộ, may váy, may áo đều được ạ. Beo nhí xanh này. Đồ bộ, may váy, may áo này nọ là không cần lót hết đó chị. Lụa chinh phong mềm mịn rũ. Thằng này là em có 45m 20.500 đồng 1m. Nè, lên mã beo kèm 6m giùm em nha. Mẫu cam kế bên mã 17 đó chị. Mã 17 đó chị. Mã 17 là cái thằng này. Mã cam kế bên là cái nào ta? Không, xanh kia. Xanh kia là cái này phải không chị ơi? Cái này em mới lên nè. Satin đó chị. Satin như thế này. Không giãn, satin không giãn giùm em. 16.500 đồng 1m thôi ạ. Satin mềm mịn rũ mát mà không có giãn nha em. Lên áo sơ mi, lên áo lẻ, lên váy, lên này lên kia đều hết mấy chị ơi. 16.500 đồng 1 mét ạ. À. Em có 40 mét thôi à. Cây nè, 40 mét là cây đó vừa thôi chứ không có bự. Ok, beo nhí xanh 1 mét rưỡi của chị Tuyền Nguyễn ạ. À. Cái này lên mã lập thể kèm 6 mét giùm em nha. Lập thể kèm 6 mét giùm em ạ. À. Xanh hoa hồng đằng sau nhé em. Xanh hoa hồng. Cái mảnh này à, cái này là xốp bọt, nó giống như da cá nha mấy chị. Rất là xịn nha, giống như da cá hàng vậy đó. Rất là xịn luôn mấy chị. Mảnh này để em coi bao nhiêu tiền 1 mét em quên nữa rồi. Thằng này xịn lắm. Này em còn có mấy mét hả? Đâu rồi chàng? Để em xíu nha, sao mất mã rồi mấy chị ơi. Mảnh này à, em có 30m à, 23.500 đồng 1m. Lên mã xanh biển kèm 6m giùm em. Có bao nhiêu người lên xanh biển thôi em? Hả? 11 là 22. Em còn 10m thằng này. Em còn 10m thằng này thôi à. Mã xanh biển kèm 6m giùm em. Da cá mềm mịn mát rũ, có giãn luôn mấy chị. Lên đồ bộ, lên áo dài, lên áo bà ba, lên áo lẻ gì cũng được à. Ok, chị Như Ý Nguyễn Thị xã BC lấy lập thể nha. Nói về cái may ga thì BC im hơn nha Như Ý Nguyễn Thị ơi. Cái đó là chân thành luôn. Beo 2m của chị Duyên Thì. Beo là mảnh nào ta? Beo là mảnh này phải không chị ơi? Mã beo này nè em. 2m của chị Duyên Thì. Mảnh này xanh biển kèm 6m giùm em ạ. À. Xanh biển kèm 6m giùm em. Hoa rất là dễ thương mấy chị. Chất liệu là da cá xịn mấy chị. Có giãn nhẹ luôn. Xanh xem hai khúc màu đậm. Hai bên khúc hồng. Có chữ xà ba. À hai bên hả? Ok chị ạ. Mảnh này là lụa cát. Lụa cát beo ạ. À. Lụa cát beo không giãn. Lụa cát beo không này giãn nền xanh đen. Beo màu trắng. Để em coi cái mảnh này bao nhiêu. Còn tại sao mà mình máng mà mình lại cất cái mã ta. Mảnh này à. 22.500 đồng 1m. Em chỉ có 6m thôi. Ủa cái này. Cái này còn nhiều không em? Chắc hết rồi quá. Mảnh này mã vậy chị lấy đi, đúng rồi, BC đẹp hơn, chị đảm bảo với em. Mảnh này 22.500 đồng 1m, còn cái thằng satin này là lên pyjama, lên này lên kia thôi. 4 người là hết rồi mà. Để đây chi vậy? Mảnh này à, em có von hàng hoa nữa nè, von hàng hoa chưa lên. Mảnh von hàng hoa như thế này. Beo 2m của chị Thúy Hiền. À em hết beo rồi, lấy cho chị. Cái mảnh đó 4m em hết luôn rồi chị ơi. Để em lên cái mảnh khác cho chị nha, em hết màu đó rồi. Xanh biển 2m của chị Đắng Thịnh. Mảnh này là von hàng hoa màu xanh như thế này. Rất là sang giống chị. Von hàng này loại 1 dùm em, lên áo lên váy rất là đẹp luôn. Khỏi lót luôn mấy chị. 16.500 đồng 1m. Lên mã hoa hồng hoa tím kèm 6m giùm em. Lên mã tím kèm 6m giùm em. Rất là xinh mấy chị. Lên đồ rất là xinh nha. May may áo lẻ, may váy giùm em. Áo dài đồ bộ này kia cũng được luôn. Ủa lộn, áo dài á bà ba cũng được luôn ạ. À. Beo em hết rồi ạ. À.
16.500 đồng một mét lên mã tím kèm số mét giùm em ạ. À. Tím kèm số mét giùm em, một mảnh von hàng hoa này mấy chị mai một cái váy là nhức nách luôn. Mã tím kèm số mét giùm em, vàng bên cạnh beo em. Vàng bên cạnh beo em. Vàng bên cạnh beo em. Ok. Em cứ lên về hoài là mấy chị chán em luôn á. Tại vì mấy chị coi rồi, để em lên hàng khúc nha mấy chị, tím 4 mét của chị Quán Lẩu Minh. Để em lên hàng khúc với chị, không thôi mấy chị. Mấy chị kia la làng. Hoa tím 1 mét rưỡi của chị Hà Lê. Mảnh này. Mảnh này mấy chị, đây. Một mảnh lanh dúng mấy chị, một mảnh lanh dúng hoa, họa tiết hoa nhí như thế này, rất là xinh luôn nha. Có giãn nhẹ luôn mấy chị, lên đồ bộ, lên váy, lên áo lẻ. Có giãn nhẹ giùm em. Mảnh này 1m6 42 ngàn, mã 42 giùm em ạ, 110 ngàn 1 kg. 1m6 mã 42 giùm em, để em chỉnh lại cái ghim lại. 1m6 42. À. Chị lụa. Lụa 110 ngàn. Trên ký. Trời ơi. Cái điện thoại nó mát mấy chị ơi. 110 ngàn 1 ký. Mảnh này mã 42 của chị Bách Hoàng. Chị nào có khách mới cho em số điện thoại nha. 42 em hết à. Em có mảnh von này. Von này rất là xinh mấy chị, có vài nghìn một mét thôi. Một mảnh von tơ. Một mảnh von tơ hoa hồng như thế này à. Này, mềm mịn mát mấy chị ơi, mềm mịn lắm. Tím 2 mét của chị Tấn Thịnh. Tím 1m8 của chị Duyên Thì. Tím 1m5 của chị Hằng Nguyễn. Tím 5m của chị Trang Vi Vân. Một mét rưỡi của chị Hoa Kiều Huỳnh. Để em coi tím em có quá nhiều không đâu. Tím. Von tím này xịn lắm chị ơi. Có mấy mét. Em không có quá nhiều rồi, hết luôn mấy chị. 11 mét là em hết luôn. Máng lại mấy cái mã bên đây, qua bên đây giùm con. Còn có một số là hết. Rồi em lên hàng kiện nha mấy chị ơi. Em lên hàng kiện, tại hàng cây là em đã đi qua một lượt hết rồi. 1m8 của chị Giao Nguyễn. Giao Nguyễn với Nguyễn Đào khác nhau đó em. 42 em hết à. Một mảnh Volter như thế này. Một mảnh Volter chinh phong xịn nha. Cái này hàng cây. Hàng khúc dài á. Em con like hai cái này hả? Hai mấy chị muốn like satin ta? Satin để vô khác không nha? À satin. Hay là mấy chị muốn like satin không? Em like satin luôn. Von kiện nè. Von hoa kiện để em kiếm mảnh này. Mảnh này em có 5m5 mà chỉ có 31.000 thôi mấy chị. 5-6 ngàn 1 mét thôi. 5m5 mà chỉ có 31.000, 6 ngàn 1 mét giùm em. May áo may váy cần lót giùm em nha. 6 ngàn 1 mét à. Lên mã. Lên mã 31 hoặc là 31 chia đôi nha mấy chị. 5m5 mà có 31.000 thôi. Tím 4 mét xanh biển 3 mét của chị An Nhiên. Ok chị ạ. À. Ờ mà tím em hết rồi. Ghi lại đi. Tím này em sẽ cua nha. Nếu còn em sẽ cắt cho chị nha. Chị An Nhiên ơi. Mảnh này à. Mã 31 hoặc là 31 chia đôi giùm em. 31 của chị Luyến Hồng à. Chị nào khách mới cho em số điện thoại nha. Có vải lót đen không, bán cho chị 2 mét. Có nha chị yêu ơi. Có luôn à. Một mảnh lanh à. Một mảnh lanh tôn như thế này. Lanh mặt lụa, tôn mặt lụa, họa tiết như thế này. Rất là xinh nha mấy chị. Satin đi chị. Ok chị Lê Sa. Lên satin luôn đi. Ok luôn. Trời ơi. Chiều khách là số 1 mấy chị ơi. Bữa nay là nhà em chấp hết. Tụi em có chuẩn bị chứ không vậy chứ không. Còn không chuẩn bị dễ gì tụi em lên được. Phải lên mã trước mấy chị. Mảnh này ạ. Satin xám. Một mảnh satin xám như thế này. Có giãn, mềm mịn mát, có giãn may quần, may áo dài, may váy gì được hết nha. Giãn và không nhăn. Mấy chị để ý nha. Em từ trong kiện em đi ra là nó rất là nhùi luôn. Nhưng mà nó chỉ hơi nhăn như thế này. Lúc mà mấy chị mua gì mấy chị may, xong mấy chị ủi, xong mấy chị mặc là không có cách nào nhăn hết nha. Mảnh này 1m1 mà có 17 ngàn thôi. Mã 17 giùm em. Đỏ đen chất liệu gì, bao nhiêu tiền 1 mét em? Lấy khúc đỏ đen mẹ mới che mẹ yêu ơi. Đỏ đen. Đỏ đen này là lụa cát á chị. Lụa cát giùm em, một mảnh lụa cát như thế này. Lụa cát có giãn luôn ạ. À. Thằng này.
Em có 12 mét thôi, có 15 ngàn một mét thôi mấy chị. Cái này là 110 ngàn một ký á. Mảnh này, mã 15 kèm số mét giùm em, 15 ngàn một mét ạ. Rất là đẹp nha. Mai áo dài, mai váy, mai đồ bộ, đồ ngủ ngủ giùm em nha. 15 ngàn một mét ạ. Mã 17 đầu tiên. 17 đầu tiên là của chị Huy Khang Nguyễn. 31 em hết rồi chị Lê Thị Hằng ơi. Một mảnh phi bóng. Phi bóng là không giãn mà có độ phồng màu xanh rêu giùm em. Một mảnh phi bóng có độ phồng như thế này, màu xanh min đó mấy chị, màu xanh min giùm em nha. Để em coi mảnh này bao nhiêu ạ. Màu xanh min giùm em. 15.000 2 mét của chị Hoa Nguyễn. Mảnh này 2 mét có 28.000, 14.000 một mét thôi mấy chị. Mã 14 à. Nó sẽ cái này phi bóng là nó sẽ nhăn hơn satin nha mấy chị. Satin là không nhăn, còn phi bóng là nó sẽ nhăn. Nó sẽ không giãn mà nó sẽ có độ phồng nha mấy chị. Đây mảnh này thường là người ta lấy cái này làm runchy, tức là đồ buộc tóc, hoặc là làm rèm, hoặc là làm gì ta, nói chung là làm nhiều thứ đó mấy chị. Nhưng mà nó rất là rẻ nha. Mảnh này 2 mét mà có 28.000, mã 28 giùm em ạ. Mã 28 ạ. Ủa này lên rồi mà, cái này hết chưa ta, cái dịch kim này hết chưa chăng? Dịch kim. Ủa dịch kim có 2 khúc hả? Ok. Hằng đoàn. Mã 17 em hết, em còn mã 28 ạ. Lấy chị 10 mét đỏ đen 15 ngàn 1 mét, 10 mét. Vậy là em hết luôn. Lấy 10 mét xuống, cái này là lấy hết cho chị Triệu Mẫn. Mảnh này mã màu đỏ, đỏ đô giùm em nha. Satin em có gì màu đỏ đô và đỏ rượu luôn mấy chị ơi. Hôm ngày em thiếu đơn của chị nào mà đỏ đô thì nhắn tin cho em nha. Mảnh này ạ. 2m 33.000, mã 33 giùm em. Một mảnh satin xịn như thế này, mềm mịn mát rũ mấy chị, rất là đẹp luôn mấy chị. Lên áo dài, lên đồ bộ, lên váy, lên cái giống gì cũng đẹp hết mấy chị. Satin thì thôi ứng dụng rất là nhiều luôn. Chị nào mà sang, sang xịn và chịu chơi hơn thì quất luôn bộ ga mấy chị. 15.000 em hết rồi. 15 em hết rồi ạ. Ui trời ơi, 28 đẹp không ai lên. 33 của chị Văn Đòn ạ. À, chị nhắn mà bị ẩn đọc tin nhắn chị sao? Quá bé là sao ta? 2m. 2m là cái nào chị Phương Phương ơi? 33 em hết, lấy đen trắng cho chị xem. Đen trắng cho chị xem. Cái hoa tuốt ở trên đó mẹ. Dạ đúng rồi. Mảnh này xanh đen, satin xanh đen giùm em. Một mảnh satin xanh đen nha. Mảnh này rẻ mấy chị, rất là rẻ luôn. Có giãn, mềm mịn giãn. Nhưng mà rủ thì không nhiều nha. Những cái mảnh mà có mười mấy ngàn một mét thì rủ không nhiều. 2 mét mà chỉ có 32.000, mã 32 giùm em. Satin mã 32 giùm em ạ. À. Đỏ đô em hết ạ. À. Satin mã 32 giùm em nha. Satin em về, em về cả 5-6 tạ là mấy chị thoải mái nha. Satin bên em có bán mười mấy ngàn một mét thôi mấy chị. Mùa này nó đang rẻ nên em lấy nhiều nha. Hết mùa này rồi một cái là nó lên cao rồi mấy chị. Mảnh này lụa két màu xanh đen giùm em, nền xanh đen. Hoa thì hoa nền kem, hoa kem như thế này rất là sang nha chị. Rất là sang nha, lụa két giùm em ạ. À. Mảnh này 27.000 một mét, em còn 40 mét, em còn tầm 20 mét rồi mấy chị. Lên mã, mã mấy quên rồi mới nhắn đây. 27.000 một mét ạ. À. Đây, mã số 27 kèm số mét giùm em ạ. À. 27 kèm số mét giùm em nha. 33 em hết ạ. À. Em còn 32 mà phải không ta? Mấy chị lên mã 33 là mã nào rồi? 15.000 2 mét. 15.000 em hết rồi. Satin đỏ đô em hết rồi ạ. À. Mảnh này mã 32 giùm em, 2 mét mà có 32.000, xanh đen. Đây ạ. À, mai quần đen, mai gì cũng đẹp mấy chị. Satin như thế này, satin xanh đen. 2m 32.000. Mảnh này em có satin trắng. Một mảnh satin trắng tinh, giãn mạnh. Satin đỏ đô em hết rồi. Mảnh này à, 2m 31.000, mã 31 giùm em. Khổ này là khổ 1m 1 nha mấy chị, 1m 1, 1m 2 nha. Satin trắng, rất là mềm mịn, rũ mát, giãn luôn mấy chị. Mai gì cũng đẹp nha. 2m 31.000, mã 31 giùm em ạ. À. Mã 31, 32 của chị Yamari. 31 ạ, à, 31 ạ. À. 32 em hết, em còn 31 nha. Satin trắng tinh như thế này, mã 31 ạ. À. Đây, satin xám mấy chị, mới móc ra mà nó xịn như thế này. Sang xịn mịn cho mấy chị, rất là đẹp nha. Màu xanh xám nha mấy chị.
thôi, rất là đã luôn mấy chị. Mấy chị nhồi, mấy chị nát cỡ nào nó cũng không nhăn giùm em. Sang xịn mịn dữ lắm luôn. Mềm mịn mét. Em ơi, vải hồng có chữ đen, ok chị yêu. À, lên bông hồng xào 2 ngoài biên. Dạ ok chị ạ. À, mảnh này 2m45.000, 2m mã 45 giùm em. Rất là xịn mã 45 giùm em. Satin xanh mã gì vậy chị? Satin xanh là mảnh này phải không chị ơi, hay là mảnh nào? Bích tuyền mã 45. Xám. Xám, chị chốt khúc đen đỏ trước nha, 10m cộng hoa hoa cam 10m. Dạ ok chị. 45 của chị quán Lẩu Minh. Rút con chữ hồng mẹ ơi. Rút cho con chữ hồng ạ. À. 31 của chị Nương Lê. 45. Chị Yamaria cái mảnh 45 đó, 45. 45 em còn nha, 45 của chị Yama. Của chị Yamari luôn em. Xanh xám em ghi lại là xanh xám mã 24 á. Em chụp lại đi cho cái mảnh xanh xám đó mình còn mấy mét á. Satin 32 em hết rồi. Cái mảnh chữ hồng á mẹ, chữ hồng đó, cái mảnh hồng lè đó. Trời ơi, hồng lè nè. Mảnh này ạ. À. Satin cam, siêu xịn mịn. Cam này là cam thuần cam luôn mấy chị, rất là đẹp nha. Nó không chói như lan chim giùm em. Cam thuần luôn, 32 em hết. Satin xám chị Nguyễn Lệ lấy mấy mét vậy chị ơi. Mảnh này siêu sang mịn xịn mịn, có giãn, mềm mịn, mát rũ nha mấy chị. 31 em hết ạ. À. Satin cam là để em coi bao nhiêu tiền một mét luôn. 26.000 mà chia cho 1,5 mét. Là 17.000 một mét, lên mã 17 kèm số mét giùm em satin như thế này. 17.000 một mét hả mấy chị, lên mã. Lên mã 17 kèm số mét giùm em, hoặc là cam kèm số mét giùm em. Em thấy chị Hướng Dương mà nãy giờ không có thấy chị lên nè. À. Xanh xám chị là Đắng Thịnh lấy mấy mét vậy chị ơi? 31 em hết à. 45 chị Duyên Thị lấy 2 mét nữa em, xanh xám á. Xanh xám em còn nha. Này lên mã cam hoặc là lên mã 17 kèm số mét giùm em. Có lụa in 3D không? Dạ hiện tại em không có, em đang bán lụa 100D, lụa đuổi này nọ thôi mấy chị ơi. Mảnh này à, lụa chữ. Đây là lụa chữ BC mềm mịn mát giãn giùm em. Rất là đẹp nha. Đây, có giãn luôn ạ. À. Mảnh này em đang nắm biên. Nắm biên là nó không có giãn. Mảnh này 20.500 đồng một mét, lên mã chữ kèm số mét giùm em ạ. À. Chữ kèm số mét giùm em còn 10 mét nữa hả chị? Xanh đậm 1 mét. Xanh đậm là xanh đen hay là xanh xám nha chị ơi? Mảnh này lên mã chữ kèm số mét giùm em nha. 20.500 đồng một mét, rất là đẹp đúng không chị? Nó có mềm mịn và giãn luôn. 20.000. Vải nhà mình có vải lót màu da không vậy? Lót da. Lót da em còn chị, lót da em còn nha. Mẹ máng không có mẹ. Cái này là xanh đen ok, 1 mét của chị Bích Tuyền, 1 mét satin xanh đen. Mảnh này. Mảnh này rất là đẹp mấy chị. Kế hồng luôn. Kế hồng luôn là mảnh nào vậy mẹ ơi? Mẹ mới lấy mảnh nào? 2 mét hồng chữ đen của chị Hằng Nguyễn Thị Thu. Chị ơi thấy em không vậy, nãy giờ em không thấy chị lên đơn chị yêu ơi. Mảnh này satin cam 17.000 một mét, lên mã 17 kèm số mét giùm em. Mảnh satin cam rất là xịn mấy chị, không biết nhăn là gì nha, rất là đẹp ạ. À. 17.000, 17.000 một mét, lên mã 17 kèm số mét giùm em. Satin xám là 22.500 đồng một mét đó. Chị Phạm Thị Hồng lấy 2 mét ạ. À. Trên vai em là satin 17 1 mét 6 của chị Lê Thị Hằng, cam 2 mét của chị Tấn Thịnh. Cái này là satin mấy chị, satin gấm rất là đẹp luôn, satin mời, satin gấm giùm em. Lên áo dài, lên áo bà ba, lên đồ bộ, lên cái giống gì cũng đẹp nha mấy chị. À, lên áo lẻ, lên váy. Ủa cái này mà may váy là xinh xuất sắc nha mấy chị ơi. Họa tiết rất là hiện đại luôn. Nãy giờ chị hỏi mà không thấy trả lời. Em không thấy bình luận của chị. Nãy giờ ít người á, ít người, bữa nay ít người là thành ra bình luận nào em cũng coi hết mấy chị. Bao nhiêu ngàn một ký vậy? Dạ 110.000 một ký, em đang bán 110.000 một ký nha. Mảnh này à. Còn cái thằng những hàng cây là 125.000 một ký ạ. À. À mã chữ 2 mét của chị Duyên Thì, chữ 2 mét của chị Tấn Thịnh. Mảnh này em có 18.000 một mét thôi mấy chị, em có 25 mét. Cái này tóc đi mẹ. Nó chụp bán mét. À satin gấm 2 mét của chị Thu Nga Lương. Satin gấm, mảnh này vải sọc hồng đi chị ơi, sọc hồng để em coi em còn không. Sọc, sọc này mấy chị lên áo sơ mi là xuất sắc luôn nha mấy chị. Những này là hàng cây chính phẩm bên em, 125.000 một ký, để em coi bao nhiêu tiền một mét em báo luôn nha. Thằng này 22.000 một mét à, 22.000 một mét, có mấy người rồi em ơi? Mình có 20 mét thôi đó. Sọc à,
Mã sọc kèm 6 mét giùm em, lên đồ bộ, lên váy. Hả? Em còn có 4 mét thôi nha mấy chị ơi. Satin gắm em hết rồi, satin gắm em hết rồi ạ. Satin cam 2 mét của chị Hạnh Diệu, 18.000, 2 mét 18 là mảnh nào ta? 18 em hết rồi chị ơi, 18 em hết trơn rồi. Lên mẫu 2 nhí đi ạ. À, 2 nhí ok, để em lên mẫu 2 nhí ạ. À, 18 em hết rồi, cái mảnh này là mã sọc kèm số mét giùm em ạ. À, sọc kèm số mét giùm em, 22.000 1 mét hay gì á. Mã sọc kèm số mét giùm em nha. Mã cam kèm số mét giùm em, 17.000 1 mét satin cam thôi mấy chị. Mình hỏi vải lót màu da bao nhiêu ngàn? Dạ 11.000 1 mét hả chị ơi? 11-12.000 1 mét thôi satin. Ổ lộn, lót hai bu tai bên em rất là rẻ. Em có một mảnh, một mảnh phi lụa xanh lá rất là đẹp. Mảnh phi lụa xanh lá nhưng mà nó không có nhăn nha mấy chị. Phi lụa này xịn nha và có giãn luôn ạ. À, một mảnh phi lụa xanh lá như thế này, xanh lá có giãn luôn mấy chị, giãn mạnh luôn. Để em coi mảnh này bao nhiêu. Mỗi đêm vào đó, mỗi đêm vào đó là gì đó. Cái hoa chị mới cầm là mã gì vậy? Hồi nãy giờ em cầm hoa gì đây? Em cầm sọc mà. 2m30.000 à. 2m mã 30 giùm em, 2m lót cam của chị Trang Hồ, satin gắm mà chị. Satin gắm em hết rồi chị ơi. Satin xanh lá của chị Phương Phương à. Của chị Phương Phương à. Em hết rồi. Đây, em có màu xanh khác. Xanh này. Xanh này kiểu nó hơi xanh lá và nó lai xanh biển hơn nha mấy chị. Nó lai xanh biển hơn à. Xanh lá nó lai xanh biển. Mảnh này 3m64.000. Chị nào lấy không hết thì 364.000 chia đôi cũng được à. Có giãn nhẹ, mềm mịn, mát, giãn nhẹ và nó không nhăn nha mấy chị. 30 là mảnh nào? 30 em hết rồi. Sọc 1m5 của chị Lê Thị Hằng. Ngày mai chốt đơn cho chị nhé em. Chị Quán Lỏng Minh ok chị à. 5 vợt 2m lót da. Mảnh này 3m64.000. Chị nào lấy không hết thì 64.000 chia đôi giùm em. 3m mà chỉ có 64.000 thôi mấy chị. 3m mã 64 hoặc là 64 chia đôi giùm em. Satin đen có luôn chị ơi. Đen với trắng em luôn luôn có nha. Có lót hung hay là lót van vậy. Cái đó là lót hai bu tai á chị. Nó giống như là lụa Nhật vậy đó. Nó rất là mềm mịn mát và giãn luôn. Chứ nó không phải là thun mà cũng không phải là giải khác đâu chị. Nó là hai bu tai là xịn nhất trong các loại lót luôn á chị ơi. 64 chia của chị Nguyễn Văn Hoàng. Cho chị xem khúc số 2 xào trên. Khúc số 2 xào trên. Cái đó là mango á chị. 35.000 1 mét mango. Để em lấy xuống cho chị coi. Chia đôi cho chị Hà Lê và chị Nguyễn Văn Hoàng. Để em lấy cái này. Đây, mango giùm em. Cái này là lụa mango 35.000 1 mét, hàng cây chính phẩm nè. Lụa mango. Cái màu xanh của nó rất là nhạt mấy chị. Xanh này là xanh biển giùm em. Tại vì lên lên chị không biết sao mà nó xanh đậm nữa. Mã bình luận mà mango kèm số mét giùm em nha. Mango kèm số mét giùm em, hàng cây chính phẩm 35.000 một mét. Mã 35 hoặc là mango kèm số mét giùm em ạ. Em nét ghê luôn á. Mango kèm số mét giùm em. Ngày mai chốt đơn cho em nha. Ok chị Lâm giờ. 30 là mảnh nào vậy chị yêu ơi? Mảnh này à, 1m8 39.000, mã 39 giùm em. Một mẫu xanh biển rất là xuất sắc mấy chị. Một mẫu xanh biển trắng như thế này, rất là sang nha. Màu nó giống như livestream luôn vậy em. Mềm mịn sang xịn mịn. 1m8 39.000, mã 39 giùm em. Satin đen lấy 2m cho chị Hoa Kiều. Hoa Kiều Huỳnh. Kế bên á. Kế bên á là mảnh nào ta? Mảnh xanh đen ha, mảnh von vậy chị ơi. Em chốt lựa màu kem chị ơi, xả màu kem lấy màu da chị ơi, là cái gì ta? Chị Trang Hồ ơi, là mảnh nào vậy chị ơi? 64 em hết à. Mảnh này mã 39 giùm em. Một mảnh satin xịn mã 39 giúp em nha. Em có xanh đen xịn đây. Xanh đen xịn rất là xịn luôn mấy chị ơi. Đây, satin xanh đen quá trời xuất sắc cho mấy chị. Ôi, nó đẹp kinh khủng khiếp luôn á. Satin xanh đen như thế này. 35.000 2m của chị Quán Lẩu Minh. Là mango của em. 39 của chị. 39 của chị Hà Lê. Von ok chị ạ. Xanh đen xịn này. Quá trời xuất sắc luôn. Để em coi cái này. Mềm mịn mát giãn mà không nhăn. Rồi từ trong bọc móc ra không mấy chị. Từ trong bao móc ra luôn mà không thấy nhăn miếng nào chứ. Mấy đứa này nó ngộ lắm, nó không có biết nhăn là gì hết mấy chị. Mảnh này à.
2m46 ngàn, mã 46 giùm em ạ. 2m mã 46 giùm em. Vải lót da ok chị Trang Hồ. Mảnh von ok, von này. Con này có mấy nghìn một mét không mấy chị, rất là rẻ. Trời ơi. Mango á nó mềm mịn nên nó cà tột hả mấy chị ơi, mấy cái mango này nó mịn nó rủ kinh khủng lắm. Em án mà nó cà tột hả? 1m7 xanh, xanh đen 1m. Cho chị Huy Khoan Nguyễn. 1m7 xanh là mảnh nào vậy chị ơi? 46 để cho chị Jamari. Mảnh này ạ, à, mảnh von như thế này. Một mảnh von tơ nhưng mà thằng này họa tiết rất là đẹp ạ, à, sọc thổ cẩm như thế này, một mảnh von tơ thổ cẩm như thế này, rất là đẹp mấy chị ơi. Mảnh này 7.000 một mét thôi mấy chị, 7.000 một mét thôi. Em chỉ có 6 mét thôi, hình như em còn có 2 mét thôi phải không chăm? Cái này còn có 2-3 mét à. Mã này, mã số 7 giùm em. Mã số 7 em chia được cho hai chị nữa thôi ạ. Mai chốt cho chị luôn đi. Ok chị ạ. Mã này, mã số 7, 7.000 một mét hả mấy chị? Xanh đậm của chị Kết Nguyễn lấy mấy mét rồi chị ơi. Mã này, mã số 7 kèm số mét giùm em ạ. Mã số 7 em còn có 2-3 mét à. Mảnh này số 7 2 mét của chị Thu Văn Vương. Thu Văn Vương với chị Trần Thắm là em hết nha. Trần Thắm em luôn. Có phải may đồ cho bé không chị? Có chị ơi, may đồ cho bé nhắn tin em gửi mẫu nha chị yêu ơi. Em có một lô lụa cho bé rất là xịn luôn á chị. Mảnh này xuất sắc cho mấy chị. Satin màu này màu tím đậm giùm em, màu hồng tím đậm xuất sắc luôn á, nó đẹp kinh khủng lắm mấy chị ơi. Nhìn nè, nó nhùi vậy mà nó không nhăn luôn mấy chị. Mấy này nó ghê thiệt chứ. Ai mà nhùi em kiểu đó em còn nhăn mà. Có lanh hoa nhí không em? Có luôn chị ơi. Lanh hoa nhí em có luôn. Khổ 1m rưỡi hơn giùm em nha. Màu xám đậm, hình như 23-24 ngàn một mét á. Xinh xuất sắc luôn mấy chị. Cái này mấy chị may váy hay là may áo dài một cái nó đẹp kinh khủng luôn mấy chị ơi. Mảnh này 2m45 ngàn, mã 45 giùm em ạ. 2m mã 45 nha. Quảng cáo quá trời luôn. Đây lanh hoa nhí em còn mảnh nè. Hàng cây chính phẩm bên em. Mà mấy chị của em đặt xong rồi xả ra, thành ra em bán ký luôn mấy chị ơi. Đây mảnh lanh hoa nhí nè. Mã 7 em hết rồi ạ. À. Mã 45 của chị Lê Sa. Khổ lắm mấy chị ơi, nghề nào cũng có cái cực của nó. Biết sao giờ, mảnh này, mảnh lanh hoa nhí như thế này. Em like mà có nhiều khi á là ga mó cũng hỏng luôn mấy chị. Like một đêm là 200kg mà bữa nay em xả một cái là 200kg luôn mấy chị, bằng một đêm like của em luôn. Mấy chị xả dữ dằn nhá mấy. Lúc đặt thì vui hết hồn mà lúc xả thì buồn hết hồn luôn. Cái mảnh này để em coi, hình như không có giá ta. Này, mảnh này em có 3m59 ngàn giùm em. 3m59 ngàn, mã 59 giùm em nha. Rất là đẹp, một mảnh lanh hoa nhí. Mai chốt đơn cho em nha. Ok chị ạ. À. Mã 59 giùm em ạ. À. Em có một mảnh phi bóng đỏ như thế này, rất là xinh, một mảnh phi bóng đỏ nha mấy chị. Mấy chị mai cái gì cũng đẹp nha, mai áo lẻ hay là mai đơ nơ, mai đô, băng đô gì nó đẹp lắm luôn nha. Nguyên một cùi như thế này. 2m6 mà chỉ có 33.000 thôi mấy chị. Một mảnh satin đỏ như thế này để em tắt cái đèn bớt. Đây, rất là sang nha mấy chị. Satin đỏ này là nó sẽ có độ phồng, nó sẽ hơi nhăn thôi. Đây à, và nó sẽ có độ phồng mà nó không có giãn nha. Mã 45 là của chị. Ủa, 45 em hết rồi phải không Trâm? 45 là satin tím hết rồi. 59 đầu tiên là của chị Nguyễn Văn Hoàng. Mảnh này mã 2m6 luôn. Nó rẻ ghê mấy chị ơi, rẻ hết hồn luôn á. 2m6 mà có 33.000, mã 33 giùm em. Mã 33 giùm em. Mango em cắt 1m rưỡi trở lên chị yêu ơi. Lụa là em cắt 1m rưỡi trở lên à. Em cắt 1m2 một cái mà mấy chị. Có nhiều chị xả em ra là em xỉu luôn. Mảnh này lụa này là lụa chinh phong giãn mấy chị, lụa chinh phong giãn mềm mịn mát giãn, may đồ bộ, may váy, may áo lẻ giùm em, rất là xuất sắc luôn. 33 của chị Hà Lê. Coi gửi hàng cho chị nha, chị Mi Ngọc Huỳnh.
Nãy giờ chị có đặt không chưa chị ơi? Chứ Mi Ngọc Huỳnh đơn cũ mình đâu có đâu không Trâm. Em tìm mãi không thấy chị Mi Ngọc Huỳnh luôn á. Có nhiều chị lộn em với ai nữa. Coi mã này à, 3m3 58.000, mã 58 giùm em. Bữa nay tụi em xử lý hết đơn cũ luôn mấy chị. 3m3 58.000, mã 58 giùm em ạ. Mã 58, lụa chinh phong mềm mịn mát dẻn. 59 em hết à, mã 58 giúp em nha. Hàng đẹp không hả tí? Cỡ giờ đợt của em, hàng của em là rất là đẹp luôn, đầu năm đó giờ. Mảnh này satin mờ, lon như thế này. Quá xuất sắc cho mấy chị. Mai áo lẻ, mai váy, mai đồ bộ rất là đẹp luôn. 58 của chị Lê Hiếu à. 59 em hết à. Chị có chờ, chị không chốt được vậy em. Chị Lê Thị Hằng. Nãy giờ em có thấy bình luận của chị nhưng mà sao á chị ơi. Mảnh này à, chị chấm bài chia sẻ giùm em để coi nó có nhanh hơn không chị. Satin mờ, có dáng nhẹ luôn ạ. À, mảnh này 1m8 32.000, mã 32 giùm em. 1m8 mã 32. Mã 32 giúp em nha. 1m8 mã 32. Toàn hàng cây cắt ra không đó mấy chị ơi. Cây cắt ra không đó, đau lòng lý con cua muốn xỉu. Mảnh này lanh mặt lụa, ton mặt lụa. 32. Ủa 33 em hết rồi, em còn 32 đây mà ta. Mảnh này lanh mặt lụa, ton mặt lụa giùm em. Mảnh này 3m8 77.000, chị nào lấy không hết thì 77 chia đôi giùm em. 3m8 77.000, lanh hoặc là tôn mặt lụa giùm em. 77 hoặc là 77 chia đôi. 32 của chị Hà Lê. 32 của chị Hà Lê à. Một mảnh u mì mỏng mà nó có thiêu len nha mấy chị. Một mảnh u mì mà thiêu len như thế này, mấy chị có thể may váy công sở, may áo công sở rất là xinh mấy chị ơi. Nhức nách luôn nha. Có giãn luôn à. Giãn gần như 4 chiều nhẹ. 58 là mảnh nào ta. 58 em hết, 32 em hết. Bữa nay mạng nó lắc tới mức độ là em có thể thấy một cái mã mà em đã lên 7 mã trước đó rồi mà em vẫn thấy mấy chị bình luận luôn á. Mạng bị lắc kinh khủng luôn. Mảnh này 2m65.000, chị thấm thía lấy thì ok giùm em nha. 2m65.000, mã 65 à. U mì xịn nha mấy chị, nó rất là xịn và dày luôn. 65 à. Chị thấm thía lấy ok giùm em nha. Ui, nãy giờ không thấy bình luận của chị Lê thì hàng đơn cũ của em mấy ngày trước có 3 mét ton nha. Ok, nhắn tin lại giùm em đi cho chắc chị ơi. Mảnh này à, một mảnh lụa, lụa 100D. Cái này mai đồ bộ, mặc ngủ ở nhà thì được à. Tại vì nó nền đen nên độ che phủ nó khá cao. Có giãn luôn à. 58 là mã nào chen? Của chị Thấm Thía. Cái này của chị Thấm Thía. Chị có trả lời là rồi em có để đơn lại. Mảnh này có giãn đâu mấy chị. Một mảnh lụa 100D có giãn. Bi nhí xiệt nhí luôn. Mảnh này 1m5 36.000, mã 36 giùm em ạ. 1m5 mã 36. Một mảnh lụa 100D có giãn nhẹ. 1m5 mã 36 giúp em nha. Một mảnh lụa giấy. Đây ạ, một mảnh lụa giấy như thế này. Lụa giấy lập thể. Một mảnh lụa giấy lập thể có giãn. Chị chốt xanh biển không thấy đọc tên. Chị Đặng Trúc Hương, chị lấy xanh biển mấy mét vậy chị ơi, em ghi lại luôn. 36 của chị Lý Phượng à. Lụa giấy có giãn giùm em. Mảnh này 1m5 16.000, mã 16 giùm em ạ. 1m5 mã 16 giúp em nha. 1m5 mã 16, 36 em hết. Màu đen tròn. Ôi chị Thơ Kim ơi, nãy giờ mới thấy chị mảnh này. Cái này có 10.000 một mét thôi mấy chị. Mã số 10 kèm số mét giùm em ạ. 10.000 một mét thôi. Một mảnh von hàng như thế này, may áo may váy lót, ở lộn làm đô làm tay cũng rất là xinh luôn. Chỉ có 10.000 một mét thôi. Mã số 10 kèm số mét giùm em. Một mảnh von hàng như thế này, may áo may váy cần lót giùm em nha. Mã số 10 kèm số mét giùm em ạ. Để máng lên tiếp. Xanh này. Còn cái này hết rồi, bút sốt. Hoa nhí. Cái này hoa nhí siêu đẹp luôn mấy chị. Để em lặp lại mảnh này nha. Hoa nhí này rất là đẹp luôn. Xốp bọt hoa mấy chị, xốp bọt hoa xịn giùm em, có giãn luôn à. 16 đầu tiên là của chị. 16 đầu tiên là của chị Tuyền Nguyễn à.
Hồi nãy chị thấy 125.000 một ký mà sao giờ 110.000. Dạ cái đó là hàng kiện á. Bây giờ em qua hàng kiện rồi biết chị. Tại vì cây mà có mấy chục mẫu đi nữa, em like cũng mau lắm chị ơi. Hàng cây có mấy chục mẫu lên chút xíu là hết rồi. Em like tầm 1 tiếng mấy là hết rồi. Bây giờ em qua hàng kiện tiếp mấy chị. Kiện là 110.000, còn cây chính phẩm là 125.000. Em bán rẻ lắm mấy chị. Mảnh này xốp bọt hoa, thằng này hàng cây chính phẩm nha. Cái nào mà hàng 125.000 là em có báo số mét một mét cho chị luôn, báo số tiền một mét luôn mấy chị, dễ mua lắm. Mảnh này 25.000 một mét à, 25.000 một mét. Xốp bọt hoa như thế này siêu xịn luôn mấy chị, màu xanh này rất là đẹp nha. 25.000 một mét thôi. Mã số hoa nhí kèm số mét cho em, mã hoa nhí kèm số mét giúp em với ạ. À, hoa nhí nha, rất là xinh luôn. Hoa nhí như thế này. Mã số 10 chị lấy mấy mét vậy chị Trần Lệ ơi? Mã 16 em hết rồi ạ. À, mã số 12 mét của chị Trần Lệ. Mã số 16 em hết. Mảnh này, một mảnh lụa BC xịn, sang xịn mịn, nền xám, có giãn không mấy chị? Quá trời sang luôn á, nền xám. Mảnh này 2m2 mà có 44.000, mã 44 giùm em ạ. À, 2m2 mã 44, mềm mịn mát giãn rất là nhiều luôn, lụa BC xịn. Em có thôi không? Thổi không? Là gì vậy chị yêu ơi? Hoa nhí 2m của chị Duyên Thùy. À thô hả? Thô với kaki em chưa về, mùa này em không về chị ơi. Em đang mê lụa. 44 của chị Trúc Linh Khang Phạm hoặc là chị Duyên Thùy, chị Trúc Linh ơi, chị cho em số điện thoại nha chị yêu ơi. Chị nào mới nãy nói mai cho bé nè, cái mảnh này mai cho bé là nhức nách luôn, dễ thương gì đâu. Chẳng lẽ nào để cho con kem ta, hình con chó con mèo quá trời nè. Ê hay là cái này để cho con chó không chăm? À, có bà gì hay ghét vậy. Mảnh này 1m1 16.000, một mảnh lụa 100D có giãn, 1m1 16.000, mã 16 giùm em. 1m1 16.000. Nó làm ở đây mà nó không biết mang giày. Xô muslin dạ không chị ơi, em chỉ đang em lai lụa thôi. Em đang lai lụa thôi chị yêu ơi. Mấy cái dạng xô muslin này nọ là em chưa có về 16. Bé của chị Nguyễn Văn Hoàng trước ạ. À, nhí em còn nhiều lắm mấy chị, cứ nhắn tin cho em nhắn mã cho. Nhí này cũng dễ thương nữa nè. Trời ơi, bà đặt được hai cái khúc nhí xinh như thế này, lụa 100D xịn luôn mà xả đơn luôn đó mấy chị, có giãn luôn. À, à mã hoa nhí 2m của chị Trần Lệ. Mảnh này ạ. À, Lily. Chị Lily đã xả đơn bên em. Này tầm 1m đó mấy chị ơi. Mã số 1 giùm em nha. Cái này mã 1m1 23.000, mã 23. 1m1 mã 23, 23.000 giùm em, lụa 100D giãn mạnh, mã 23. 44 em hết ạ. À, em lên nguyên một series hoa nhí luôn. Ủa nhìn em bé luôn. Có 44 để cho chị nha em. Dạ ok chị. 23 của chị Nguyễn Văn Hoàng. Mảnh này tự nhiên nó bụng ngang ra. Mảnh này à, lụa. Lụa này là lụa mỏng rất là đẹp nha mấy chị. Siêu mịn, siêu mát, có giãn nhẹ, mỏng nhưng mà mai đồ rất là đẹp nha mấy chị. Mai pyjama cho bé là nhìn cưng xỉu xỉu luôn mấy chị. Rất là rẻ nha, mười mấy ngàn một mét à. Sẽ còn mấy mét ạ. 23 em hết à. Mã số 1 em hết luôn. Mấy chị lên chậm ghê em qua nãy giờ. Mạng bữa nay nó bị gì nó đì chị em mình. Nó làm khó chị em mình quá. Mảnh này 3m6 mà có 45.000 thôi mấy chị. 3m6 45.000, chị nào lấy không hết thì 45.000 chia đôi giùm em, rồi em hết pin luôn. Để em coi thằng này có mấy phần trăm pin. Ở sạc nãy giờ có 50 à. Em lấy cho chị cục sạc cho. Cái này con cóc. Mảnh này 3m6 45.000, mã 45 giùm em ạ. À, 3m6 mã 45 ạ. À, ok. Sợ rút ra thôi tự nhiên nó tắt nữa. Dây nè. Mảnh này phi bóng ạ. À, một mảnh phi bóng bi đen như thế này. Ồ, bi trắng như thế này. Bi màu xám xám nha mấy chị, nền đen bi xám giùm em. Để em coi mảnh này bao nhiêu. Mảnh này 2m 28.000, có giãn nhẹ, 2m 28.000, mã 28 giùm em. Để nó đi em tự hỏi. À, em coi mã nào, mã 56 đi. Mã 45. Mã 45 chốt cho ai à? Mảnh này chị nào mà mai áo sơ mi, mai kaki, mai quần này kia là rất là xịn nha. Hả? Huy Khen Nguyễn của chị 45 ạ. À, còn cái mã 48. Ủa 28.
mảnh này là lụa 100D cao cấp. Hả? Hôm nay bình luận hả? Bấm vô coi cho. Gì vậy trời? 28 của chị Dung Thu Shop Si Shop Sĩ. Chị Dung Thu Shop Sĩ khách mới cho em số điện thoại nha. Chị Dung Thu Shop Sĩ. Ôi sao em không hiểu được mà chị được ưu ái mà hiện lên cái điện thoại của em luôn á. Điện thoại em không hiện bình luận nào luôn. Mảnh này lụa 100D xịn nha mấy chị, nó rất là dày luôn. Mấy chị có thể may quần sọt, may yếm, may quần suông này nọ rồi cho bé, hoặc là may may áo sơ mi này nọ rồi mấy chị. Mảnh này 25.000 một mét, mảnh này 2m 50.000, mã 50 giùm em. Đây mã 25 kèm số mét giùm em. Mảnh này em có nguyên cây, hàng xịn công ty thanh lý nha mấy chị. Này 100D cao cấp giùm em. Mã 25 kèm số mét giùm em ạ. 25 kèm số mét giùm em nha. Mấy chị đợi chút xíu đi. Cái máy của em mới hết pin rồi mấy chị. Đợi em xíu nha. Hết thấy bình luận rồi mấy chị ơi. Khổ ghê. Em còn một mảnh u mì nè. Một mảnh u mì bữa hỏi mấy chị quá chì tranh nhau luôn mà mấy chị. Em xả đâu. Em like hình như 20 mảnh mà đâu cả trăm người dành vậy đó. Nhưng mà mấy chị dành xong rồi xả ra 2-3 mảnh của em luôn. Mảnh này à, u mì giùm em. U mì rất là xịn mấy chị. May này là may đồ công sở á. May áo may váy giùm em. Thằng này em chỉ có 1m1 à, may được cái áo thôi mấy chị. Không thấy bình luận của Khoa em. Bấm vô. Quỳ hoài trời. Đợi em xíu nha mấy chị. Bình luận có bị gì á. U mì. Em chưa thấy bình luận của mấy chị nữa. Để đợi em xíu à. Quá mệt mỏi. Cái máy không hết. U mì. U mì. Để chữ u mì giùm em. Cái này 1 mét tầm 43.000. 1 mét rưỡi 43.000. Ủa cái này chắc đo lộn chiều quá. Khổ 1 mét rưỡi. Dài 1 mét thôi mấy chị. Mã 43 giùm em nha. Mã 43. 43.000. Nó không có thấy bình luận mấy chị ơi. Mấy chị đợi em xíu nha. Nó trên máy này là không có thấy bình luận của ai hết đâu. Nó lên rồi mấy chị ơi. Đợi em xíu. Nó lên rồi. Em có một mảnh satin gấm nè. Satin gấm như thế này. Gấm này kiểu gấm nhăn nha mấy chị. Lên áo dài, lên váy rất là xuất sắc luôn. Một mảnh gấm satin như thế này. Mảnh gấm này không có giãn à. Mảnh gấm này không có giãn giùm em. Mảnh này 2m6 mà chỉ có 42.000 thôi. Mã 42 giùm em ạ. Đâu mặt đều à. Mảnh này 2m6 42.000. Mã 42 giùm em. Em sắp coi được 3 coi bình luận rồi mấy chị ơi. Nó lên rồi. Phải chơi cái mạng, cái điện thoại, hai cái điện thoại cùi bóc. Mảnh này, một mảnh Volter mấy chị, một mảnh Volter Gucci như thế này, rất là xinh luôn. Để em lên mã xong rồi em đọc bình luận mấy chị, nó chưa có lên nữa. Lên mà nó lên chậm quá. Mảnh này, 2m1 mà chỉ có 13.000 thôi mấy chị, mã 13 giùm em, 2m1 mã 13. Trời ơi bị gì vậy? Rồi em sẽ đọc bình luận mấy chị nha. 13 đầu tiên là của chị Tho Kim. U mì của chị Trần Cẩm Tú. À, bấm hoài sao không được vậy em? Em không hiểu nữa chị ơi, mạng bữa nay bị gì á. Khúc xanh cạnh khúc hồng đi chị. Khúc xanh cạnh khúc hồng đi chị. Khúc xanh cạnh khúc hồng. À cái mảnh đó rất là đẹp nha. Để chị lên nha Tuyết Nhi ơi. Thẩm thí á. Bấm hoài không được. 25.000 một mét rưỡi của chị Tuyền Nguyễn. Hello chị Tuyết Nhi, nãy giờ không thấy bình luận được. 28 em hết rồi. Ok. Mã 25. Mảnh này 42 là vải gì vậy? 42 chị hết rồi. Mảnh này satin gấm nè. À 42 hả? U mì á phải không? Chàng Cẩm Tú không lấy thì để cho chị thấm thía. Thấm thía. Ủa phải không ta? Mã u mì. U mì của chị Trần Lệ đi em. U mì của chị Trần Lệ. Mảnh này satin gấm màu xanh ngọc, xanh lá ngọc như thế này. 2m6 42.000. À cái này là satin gấm nè.
Satin gấm này để cho chị Trần Cẩm Tú. Trần Cẩm Tú nha, satin gấm. Nãy giờ không hiểu nhau. 13 ngàn em hết rồi. Mảnh lanh lá như thế này. Mảnh lanh mặt lụa siêu đẹp, siêu dày. Lanh mặt lụa hình chiếc lá đỏ rất là sang nha mấy chị. Để em coi cái này bao nhiêu mét. 2 mét mấy? 3 mét. Cái này thằng này 3 mét. 3 mét chắc tầm 60 ngàn quá. Mảnh này à, 3 mét 55 ngàn mã 55 giùm em ạ. À. 3 mét mã 55. Ok Trần Cẩm Tú. 3 mét mã 55 giúp em nha, lanh mặt lụa. 3 mét mã 55 ạ. À. Hoa xanh này rất là xinh, xốp bọt hoa xanh nè Tiết Nhi ơi. Đây. Siêu xịn nha. Bình luận mã hoa nhí kèm số mét giùm em ạ. À. 25 ngàn một mét thôi. Hoa nhí hàng chính phẩm cao cấp nha mấy chị. Nhìn thế này. Mềm mịn mát giãn lên áo dài, lên áo, lên váy, lên áo lẻ gì cũng rất là đẹp luôn. 55 của chị Hằng Nguyễn Thị Thu. Hoa nhí 1m8 của chị Đào Nguyễn. Mảnh này hoa nhí rất là xinh, 25 ngàn 1m là hàng cây chính phẩm, có giãn luôn. Lên váy, lên áo lẻ, lên áo bà ba, áo dài mà lên đồ bộ gì cũng đẹp hết nha. 55 ngàn em hết rồi ạ. 55 em hết rồi. Tức ghê. Nó mịn quá thành ra nó máng cà rớt cà tuột thấy ghét ghê luôn. 25 ngàn kèm số mét giùm mà chị đi em. Vậy là em mét vậy chị em ơi, hoặc là hoa nhí kèm số mét giùm chị ạ. Mảnh này lụa giấy beo, một mảnh lụa giấy beo như thế này, may đồ bộ nam may váy gì cũng đẹp hết ạ. Thấy chị và em thấy chị Nguyễn Thùy, Nguyễn Thủy ạ. Mảnh này 2m29 ngàn mã 29 giùm em, lên đồ bộ, lên dung suốt, lên gì cũng đẹp nha. Hoa nhí 1m8 của chị Đặng Trúc Hương. Mảnh này mã 2m mã 29 giùm em ạ. À. Một mảnh xốp bọt màu trơn màu kem như thế này, một mảnh xốp bọt rất là xịn. Đây mấy chị mai mấy cái váy mấy áo công sở đều siêu đẹp nha, màu kem ạ. À, 55 ngàn em hết, có giãn luôn ạ. À. 25 2m của chị Tuyết Nhi, 29 của chị Diên Huỳnh. 29 của chị Diên Huỳnh trước ạ. À, mảnh này. Cái này mai đồ công sở. Cái này vô mấy cái dạng vải công sở người ta bán rất là mắc mấy chị. Đây, rất là xịn nha. Mảnh này 2m50 ngàn mã 50 giùm em ạ. À. 2m mã 50, rất là xịn luôn. 2m mã 50 giùm em. 29 em hết à? 2m rưỡi hả? Lẽ nào trời, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bình luận hồi chị hết biết rồi. Hai nhí lấy 2m rưỡi hả? Hai nhí 2m của chị Chu Thị. Đơn 100 ngàn em ship, phía ship bên em chỉ có 22 ngàn toàn quốc thôi à. Mấy chị gán đủ 100 ngàn để ngày mai em ship luôn. 50 của chị Hoa Nguyễn Thị à. Ủa, chị Hoa Nguyễn Thị hoặc là chị Hướng Dương à. Mảnh này kem 1m rưỡi. Kem là mảnh nào chẹt ơi chị ơi, nãy giờ em có lên kem đâu. À kem hả? Kem em hết rồi. Hoa nhí 26 em hết rồi. Mảnh lanh cho chị mai mấy bộ đi. Chị Nguyễn Thị mảnh này 3m. 3m mảnh lanh này siêu đẹp nè. Chị Nguyễn Thị lấy em để cho chị nha. Mình mua 3m lót màu da có chốt không vậy chị Phan Ngọc? 3m lót da có 30 mấy ngàn mà chị chịu 22 ngàn tiền phí. Được thì em ship luôn chị ơi. Mà chị bơm em là em xỉu luôn. Tại vì 40 ngàn tiền phí hả? Nhưng mà em lấy chị có 22 ngàn tiền phí thôi à. Đây, chị nào mai cho bé lấy mấy mảnh này, xinh lắm nha. Đây, rất là xinh luôn. Hoa bé trai bé gái thì cũng được ạ. À. Mảnh này 2m40 ngàn, mã 40 giùm em ạ. À. Lụa 100D cao cấp, 2m mã 40 giùm em. 29 em hết ạ. À. Cái mã đó mã mấy rồi quên rồi. 55. Chị Nguyễn Thị ơi, lấy thì ok giúp em nha. 2m thôi hả? 3m vậy đây. Đơn trước của chị đi chưa? Chị Hướng Dương đi rồi hả em? Hướng Dương em đi rồi chị ơi. Ok một cái là em đi liền luôn á. Mảnh này à. Mảnh này mã 100D. 100D 50 kem chia 2m là gì ta? Em có 2m thôi mà. Em có 2m thôi à. Mảnh này à. 2m40 ngàn, mã 40 giùm em. Lụa 100D cao cấp, mai cho bé trai bé gái gì cũng được ạ. À. 2m mã 40 giùm em. Mã
40, mã 50 em hết ạ. Một mảnh lụa. Một mảnh lụa một đây, một mảnh lụa như thế này. Rất là xinh nha, một mảnh lụa mang gồm hai chân. Có hoa nhìn nó cưng gì đâu mấy chị. Mảnh này à, 3m3 hả? 2m3, 1m3 24.000 giùm em. 1m3 24.000, mã 24 5m có thấy không? Hỏi nãy giờ mà chốt hoài không được, 5m có thấy không? Trời ơi. 5m gì đấy, 5m lót hả chị? 5m lót màu da chốt không vậy? Lót da, lót da. Có chị ơi, ngày mai em nhắn tin cho chị nha, chị để lại số điện thoại giùm em à. Chị ơi, mảnh đen xào trên cùng á. Ok chị Tuyết Nhi, mảnh này. Lụa mango 1m3 24.000, mã 24 ạ. 1m3 24.000, 24 của chị Kết Nguyễn. Mảnh này xanh đen. Năm mét thì có 55.000. Mảnh này ạ. Cái này là lụa cát á, may đồ bộ cũng được, may áo dài, áo bà ba. Đây, hoa nó rất là xinh nha, hoa nó rất là xinh luôn, hoa kem rất là xinh như thế này. 27.000 một mét, hàng cây chính phẩm 27.000 một mét à. Lên mã 27 kèm số mét giùm em ạ. À. 27 kèm số mét giùm em nha. À, satin đen may quần dài không chị? Satin đen có chị ơi, satin đen mấy chị nó tầm 16-17.000 một mét. Mấy chị bình luận mã. Mã satin đen kèm số mét giùm em ạ. À. 27 Tuyết Nhi lấy mấy mét cái đó, hàng cây chính phẩm á Tuyết Nhi. Hàng cây chính phẩm á. Mã 27 Tuyết Nhi lấy mấy mét ạ? Ôi. 27 2,5 m của chị Tuyết Nhi, của Tuyết Nhi, mảnh này ạ. À. Một mảnh von thiêu nha mấy chị, một mảnh von thiêu màu cam, một mảnh von thiêu hoa màu cam như thế này thiêu nổi nha mấy chị. Cái này nó có độ phồng nhiều hơn là đồ rủ nha, cái này nó có phòng à. 1m9 33, mã 33. 1m9 mã 33 như thế này, rất là xinh. 1m9 mã 33 giùm em ạ. À. Một mảnh satin như thế này, một mảnh satin xám. Một mảnh satin xám nha chị, satin đen 5m của chị Nguyễn Duyên. Em nhớ chờ chọn cho chị mấy mảnh vải mai ga niệm nha em. Chị ơi, chị chọn đi chứ sao em chọn. Em chọn là em lấy lại hả chị ơi? Ga niệm đẹp nhất là cái này nè chị Lê Thị Hoàng Oanh ơi. Đẹp nhất là thằng này. Đây lụa BC. Sĩ bên em là gặp nó là phải mai ga liền đó mấy chị. Rất là đẹp nha. Người ta là để mai đồ mà đi mai ga không mấy chị. Chỉ có 20.000 một mét thôi. Cái thằng này là lụa BC, mai ga xịn luôn á mấy chị ơi. Mấy cái bộ ga mà bán 8-900.000 một mét á. Ở một bộ á. Tìm ga 3 khúc không em? Em có tìm ga khúc 3m1 cô tông của chị không? Em không nhớ chị ơi. Một ngày em thấy không biết bao nhiêu, em không nhớ. 33 của chị Samari. Em không biết cái mảnh đó mảnh nào à. Mảnh này à. 20.000 một mét lụa BC kèm số mét giùm em ạ. À. Chị Lê Thị Hoàng Oanh lấy mấy mét hàng này, hàng cây. Em có cả 2 cây lẫn cả 100m lận. Lụa BC kèm số mét giùm em 20.000 một mét. Lụa BC cao cấp, xịn, mềm mịn, mát giãn. May đồ bộ, may pyjama, may đồ ngủ, may váy, may áo gì được hết nha mấy chị. Mảnh này 20.000 lụa BC, BC kèm số mét giùm em. BC kèm số mét giùm em ạ. À. Rất là đẹp mấy chị ơi, cây chính phẩm bên em là em lựa từng cây hết trơn, đẹp lắm. 20.000 kèm số mét giúp em nha. Beo, nản ghê, chốt được, khúc đẹp mà lạc mất. Ủa, bộ của chị, em vô tin nhắn của chị hướng dương chị, bộ mình nói mình lạc cái mảnh đó hết á. Em đâu có biết đâu. Minh Lê lụa BC 2m, mã 33 là mảnh nào? 33 là em hết à, 33 em hết nha. Em hết. 3m rưỡi BC, 3m rưỡi của chị Lê Thị Hoàng Oanh. Em còn nhiều mảnh để mai ga lắm. Đâu, ví dụ như cái mảnh lập thể thôi. Lập thể này cũng đẹp nè chị ơi. Mảnh satin á. Satin nhưng mà nó không có giãn nha. Mai ga là xuất sắc luôn. 16.500 đồng một mét hả chị. Lên nã lập thể kèm số mét giùm em. Lụa BC 2m của chị Hồ Thu Trang, khổ 1,5 m nha chị ơi. Tất cả các vải bên em không nói gì là khổ 1,5 m hết à. Cho chị ơi, hai mảnh bên phải xào dưới cùng đi chị.
bên phải. Ok. Mảnh này à? Cái này là nó dày nha em. Lụa này là, lụa này là lụa thô dày á, như thế này. Mai mấy cái dạng áo phồng hoặc là váy phồng lên á, rất là xịn nha, hoặc là mai quần sọt đồ, 25.000 một mét như thế này. Thô mà giống như thu nến vậy, 25 kèm số mét giùm em ạ. À. Còn thằng này, thằng này là 20.000 một mét, lụa chinh phong không giãn, beo nhí màu xanh riêu, lụa chinh phong không giãn, beo nhí màu xanh riêu, 20.000 một mét, lên mã 20 kèm số mét giùm em ạ. À. À, bi trắng đen chị lấy này phải không chị ơi, thu nga luôn. Satin đen 2m2 của chị Chiều Tím. Chị nào khách mới cho em số điện thoại, đơn đủ 100.000 ship nha anh chị ơi. Chị nào muốn dùng đơn để nhắn cho em một chữ dùng đơn thôi nha chị. Mảnh này lụa 100db màu xanh đen, 20 chị Tuyết Nhi, 20 chị Tuyết Nhi đây mấy mét. Tất cả các vải trên này là hàng cây chính phẩm hết á. Chị Trần Lệ 20.000 2m, 20.000 2m rưỡi của Tuyết Nhi. Mảnh này à, lụa 100d giùm em. Lụa 100d dạng xịn, may đồ bộ, may váy, may áo dài. Mảnh này à, 1m rưỡi, 27.000, mã 27 giùm em ạ. À. À, dạ 2m á chị ơi, chắc 2m quá. Để em coi. Cái này 1m hả Kiền ơi? Ủa. Ủa cái đó rồi hả? 2m á chị, khúc đó 2m á. Mảnh này 1m rưỡi, 27.000, lụa 100D, 1m rưỡi, 27 à. 27 của chị Trần Lệ. Lụa BC 1m7 của chị Linh Phan. 27 em hết rồi chị Hằng Nguyễn Thị Thu ơi, 27 em hết à. Mảnh này à, một mảnh von hàng nhưng mà họa tiết rất là xinh mấy chị. Lên áo lẻ, lên váy đều rất là đẹp nha. Siêu đẹp luôn mấy chị. May áo may váy khỏi lót luôn dùm em cũng được. Mảnh này 2m35.000, mã 35 dùm em. 2m mã 35, một mảnh von hàng như thế này. Lấy mã 27 đi em hết 27 rồi à. Mã beo 2m. Mã beo là mã nào ta? 20.000 đó phải không chị ơi? Mã 20 2m của chị Hoa Kiều Huỳnh. Ủa chị Thí Hiền chứ lộn. Mảnh này 2m mà có 35.000. 35 của chị Nhà Mai Thanh Hải. Một mảnh lụa BC xịn nè chị ơi. Một mảnh lụa BC xịn hoa hồng. May áo may váy rất là đẹp mấy chị. Áo dài, áo bà ba dùm em. Một mảnh lụa BC mềm mịn mát giãn. Mảnh này 3m2 mà có 55.000 thôi mấy chị. 3m2 mã 55 dùm em. 3m2 mã 55, 55 dùm em ạ. À. Dạ ok em biết rồi chị Thí Hiền ơi. Em có một mảnh lụa 100D rất là xuất sắc luôn mấy chị. Lụa 100D như thế này. Trời ơi, toàn là siêu phẩm không à. Mấy chị mấy thím em xả toàn là siêu phẩm không à. Mảnh này à, mảnh này 1m3 24.000 giùm em. 1m3 mã 24 à. 1m3 mã 24, lụa 100D có dạng xịn. 1m3 mã 24 giùm em. Mã 24 nha. 1m3 mã 24 à. Em có một mảnh lụa cát không giãn như thế này. Một mảnh lụa cát, may áo, may váy, may đồ bộ rất là đẹp nha. Rồi bình luận bữa nay Facebook nó bị gì á chị ơi, quá chán. Nó bóp em, ghét mà em ốm luôn. Sao bóp hoài không ốm ta. Mã 24. 24 của chị Minh Lê. Mảnh này à, một mảnh lụa cát hoa nhí như thế này. May đồ bộ, may áo, may váy gì cũng được hết nha. Cái này em có 1m rưỡi hay gì á. 1m8 30.000 mã 30 giùm em ạ. 1m8 mã 30. 1m8 mã 30.000 giùm em. Mã 30 ạ. À. Lấy mã 24 em hết rồi ạ. À. Chị Hoa Kiều Quỳnh ơi, chỉ cần nhắn mã 24 thôi cho lẹ chị. Chị số 2 với số 4 thôi là được ạ. À. À, 55. 55 là mảnh này. Ngọc Trâm Phạm phải không ta? 55 nãy giờ không thấy bình luận không. Ok, Ngọc Trâm Phạm cho em số điện thoại ạ. À. Chị Ngọc Trâm Phạm ơi cho em số điện thoại nha, đơn 100.000 em đi đơn, phí ship bên em chỉ có 22.000 thôi ạ. À. Mảnh này em có một mảnh lụa. Lụa này mấy chị làm rèm hoặc là làm ga nha, có giãn luôn, có 11-12.000 một mét thôi mấy chị. Đây. Hoặc là váy chống nắng này kia đồ á chị. Có giãn luôn. Mảnh này 2m mà có 24.000 thôi mấy chị. 2m 24.000, mã 24 giùm em. Có 12.000 mét à. Mã 24 giùm em nha. Một mảnh lanh.
24 của chị Linh Phan. Một mảnh lanh như thế này. Shop có phi màu không? Có liền, để em lên phi màu cho chị lựa nha. Phi màu em có mấy mười mấy ngàn mét hả chị ơi. Một mảnh lanh mặt lụa thổ cẩm như thế này, lanh mặt lụa thổ cẩm. Mảnh này 1m7 32.000, mã 32 giùm em, rất là đẹp. 1m7 mã 32 giúp em nha. 1m7 mã 32 ạ. Sớm giờ có khách không mua gì hết. Chị Hằng Đoàn, dạ ok, có khách là vui mà. Ngày mai em có like, ngày mốt có like, ngày nào em cũng like hết mấy chị. Mã 24 phải không em? 24 của chị Thí Hằng. Ủa hay là 32? 32 của chị Hồ Thu Trang. Mảnh hồng có chữ phía trên bao nhiêu vậy em? Dạ ok, để em lên. Mảnh này hồng có chữ là lụa BC xịn, mềm mịn mát, cái mình nó rất là đã luôn mấy chị. Cái này em nhớ, em coi coi. Hàng này hàng cây chính phẩm bên em. Em có nguyên một cây luôn mấy chị. Hàng này là 20.500 đồng một mét, lên mã chữ kèm số mét giùm em nha. 20.500 đồng một mét, mềm mịn mát, có giãn, lên áo, lên váy, lên ga, lên gì cũng rất là sang nha mấy chị. 20.500 đồng một mét, lên mã chữ kèm số mét giúp em ạ. Lên mã chữ kèm số mét giùm em nha. Chữ kèm số mét giùm em ạ. Ôi 32 em hết rồi. Mảnh này là cái mã 14.000 của em nè. Muslin xịn nè, bây giờ này nó ở đây mới chơi. Mã 14 giùm em nha. 1m mã 14 ạ. 1m mã 14 ạ. Chữ 3m2 của chị Diệu Hằng, 1m8 của chị Hồ Thu Trang. Xin chào. Mảnh này lụa 100D siêu xịn. Lụa 100D hoa nhí như thế nè. Lụa 100D hoa nhí nha mấy chị. Mảnh này em có 2m38.000, mã 38 giùm em ạ. 2m mã 38, 14 của chị Nguyễn Thị. Mã chữ 3m5 của chị Lê Thị Hoàng Oanh. Trời chữ mà chị may ra nhìn cưng xỉu luôn á chị ơi. Mảnh này 2m38.000, mã 38 giùm em ạ. 2m mã 38 nha. Mã 38 giùm em. Rất là xinh luôn, mã 38. 38 của chị Hằng Đoàn. Mảnh này lụa 100D xịn, hoa thiệt thôi cưng xỉu luôn mấy chị. Lụa 100D mềm mịn mát giãn, lên đồ bộ, lên váy, lên áo gì cũng đẹp hết nha mấy chị ơi. Lụa 100D là ứng dụng rất là phổ thông luôn. Chị nào lấy không hết thì có thể chia đôi được nè. Này 3m2 50.000, mã 50 giùm em ạ. 3m2 mã 50, mềm mịn mát giãn. Chị Trần Lệ chữ 2m. Ok chị ạ. Mảnh này mã 50 giùm em nha. 3m2 mã 50 ạ. Cái mã mới nãy, mã 14 mới nãy em còn nè. Mảnh này em có 1m5 27.000. 1m5 là 14 27 21.000 nè. Mảnh này mã 21 giùm em có 1 khúc 1m5 nha, 14.000 một mét hả chị? Mai áo dài, mai váy là xuất sắc luôn. Mảnh này. Mã 21 giùm em ạ, mã 50 của chị Lê Thị Hoàng Oanh, chữ 5m của chị Ngọc Trâm Phạm. Lê Thị Hoàng Oanh. Ok mảnh này. Mã 21 giùm em nha. 1m5 mã 21 ạ. Một mảnh lụa BC. Nhưng mà mảnh này ngắn, caro rất là xinh. Caro nâu như thế này. Mảnh này 1m5 có 19.000, mã 19 giùm em ạ. 1m5 mã 19. 21 của chị Kết Nguyễn. Em còn nha chị ơi. 21 của chị Thu Nga Lương. Cái này của chị Thu Nga Lương được 2m. 38 là mảnh nào chị? Ui, 38 mảnh nào vậy chăm? Không phải, cái đó 50 lần. 38 mảnh nào vậy chị ơi? 30 của chị mà sao không chốt? 30 của chị Minh Lê em đọc rồi á chị ơi. 19 của chị Thấm Thía. Em có một mảnh cho bé nữa nè. Lụa 100D cao cấp cho bé, rất là xinh nha. Bé trai bé gái gì cũng được ạ. Mai quần sọt, mai đồ bộ hay là mai gì cũng đẹp hết. Mảnh này 2m8 68.000, 2m8 68.000 rất là xinh luôn. 2m8 68.000 giùm em. Mã 68 ạ. Xin chào chị Thúy Trần, 50. 50 em hết rồi chị yêu ơi. Mảnh này hoa bông vàng ở trên cao. À em thấy rồi. Từ nãy giờ không ai lên cái đó luôn. Chị chưa lên cái đó luôn á.
xem chữ. Dạ ok chị Thảo Phan, em cho chị xem chữ trước nha. Rồi em thả lên cái mảnh hoa cam. Mảnh này lụa BC dùm em, mềm mịn mát giãn, có giãn luôn mấy chị. Hàng này hàng cây chính phẩm bên em nên em bán 125.000 một ký luôn nha mấy chị. Hàng cây chính phẩm đáng là em bán mét luôn nhưng mà em bán ký cho mấy chị luôn. Mảnh này à, còn lụa, lụa khúc em vẫn bán 110.000 như bình thường. Này có giãn nha mấy chị. Mềm mịn mát, có giãn lên váy, lên áo dài này, này kia cũng đẹp luôn. Và mấy bà sĩ nhà em thì lên ga mấy nội ơi. Quá trời sang luôn. Mảnh này 20.500 đồng một mét. Lên mã chữ kèm số mét giùm em ạ. À. Chữ kèm số mét giúp em nha. Hình như chữ chắc là hết rồi không cho. Cái mảnh này. Mảnh này là lụa pháp hoa nhí. Lụa pháp hoa nhí cái gì? 25. Ồ vậy thôi rút đi mới. Không thôi ngày mai xỉu luôn á. Không có đâu mà cắt. Có 39. Mảnh này à, lụa pháp hoa nhí như thế này. Rất là đẹp mấy chị. Lụa pháp hoa nhí, lụa pháp không có giãn à. Chữ em hết rồi, chữ em cắt cho chị nha Thảo Phan. Nhưng mà có thể có hoặc có thể không nha chị ơi. Tại nãy giờ em quên gút mảnh đó. Mảnh này lụa pháp. Trời đất ơi, ấy hoài không có mã. Rồi không có mã mấy chị. Thảy lên cây căng giùm chị. 125. Cây căng đang có nè. À, có à, có lâu satin, có màu satin không em? Ngày mai satin em về rất là nhiều, lụa lụa khúc em về rất là nhiều luôn nha mấy chị. Ngày mai 6 giờ, ngày nào em cũng like hết hả? 43 là bao nhiêu tiền mét ta? 21.500 đồng một mét. Lên mã hoa nhí kèm số mét giùm em ạ. À. Hoa nhí kèm số mét giùm em rất là xinh. Hoa nhí kèm số mét giùm em nha. Cái này em nhận tầm 40 mét thôi mấy chị. Hoa nhí kèm số mét giùm em. Chị Trần Lệ lấy mấy mét vậy chị ơi? Ba mảnh rồi, ngày mai chốt cho chị. Ok chị luôn. Lê Thị Hoàng Oanh chốt em ơi. Chị nào muốn dồn đơn thì ngày thì mấy chị nhắn chữ dồn đơn giùm em nha chị ơi. Còn không ngày mai em chốt hết đó mấy chị. À, hoa nhí 1m6 của chị Diệu Hằng. Hoa nhí 1m8 của chị Lê Hiếu. Em có một mảnh lụa thun, mai đồ bộ mặc được không? Chị Trân Mata được nha chị ơi. 38 cúc đen. Ủa cúc đen 38 là mảnh nào ta? Bao nhiêu hoa nhí em? Dạ hoa nhí hình như mới nãy đọc là nhiêu tiền mét? 21.500 đồng một mét à. Hoa nhí vải gì vậy? Dạ lụa pháp không giãn à. Dạ Marie không có giãn chị ơi. Mảnh này em có 3m8, 93.000. Cái lụa này là lụa thun nha mấy chị. Nó giãn 4 chiều luôn nha em. Một mảnh lụa thun giãn 4 chiều. Cái mình nó sao nè mấy chị. Nhìn xuất sắc chưa? Nên nó rất là nặng nha. 3m8, 93.000. Dịn, xịn và rất là xịn luôn mấy chị. Xịn lắm nha. Lụa thun như thế này. Chị nào mà khoái thun nhưng mà ngại là nó không có đẹp hết thì lên lụa thun giùm em. Thun là không bao giờ lên được áo dài á bà ba đúng không? Nhưng mà cái này lụa thun là siêu siêu đẹp luôn mấy chị. Đây rất là đẹp nha. Mảnh này mã 93 giùm em. 3m8 mã 93. À vậy hả chị ơi, không mấy chị lên khúc này nè. Nếu chị lên thì à, cho em xem hoa nhí xào dưới. Dạ ok, hoa nhí 2m của chị Hằng Ngọc. Chị lên khúc này nè chị ơi, đẹp lắm. Còn khúc đó thì em cũng không chắc nữa. Tại vì hàng cây đó em quên đo rồi. Mảnh này beo này đẹp lắm nè chị ơi. Beo này là lụa BC xịn nha. Rất là đẹp luôn. Beo màu xanh xám như thế này. Cũng có 20.000 một mét, rẻ hơn cái kia một chút. Lụa hai da mềm mịn mát. Mai ga là xuất sắc nhất luôn mấy chị. Mã beo kèm số mét giùm em nha. Beo kèm số mét giùm em. Xanh xám ở ngoài nó sẽ xám nhiều hơn xanh nha mấy chị. À, mã beo kèm số mét giùm em ạ. Beo kèm số mét giúp em. À, hoa nhí 3m. 93 của chị Hoa Kiều Huỳnh. Siêu xịn luôn á chị. Chị Ngọc Trâm Phạm. Hoa nhí 3m. Ok chị ạ. À. Mai gọi gửi hàng cho em luôn đi. Hoa nhí 21.000. Hoa nhí 21.000. Chị Phương Phương lấy mấy mét ạ. À. Bao 1m6 của chị Diệu Hằng. Lên phi màu cho mình lựa với. Ok chị ạ. À. Có lụa Hàng Châu không? Hôm nay thì hiện tại em không thấy chưa. Tại bữa nay em lên thập cẩm. Em lên hàng cây chính phẩm này. Rồi em lên thêm thập cẩm của mấy chị xả ra nữa. Phi lụa em có mấy màu này. Phi lụa là nó sẽ hơi nhăn hơn satin.
mình cũng là mềm cũng là mịn nhưng mà nó không giãn, nó có độ phồng và nó hơi nhăn nha. Mảnh này 4,5 m mà có 50-59 ngàn nè, có mười mấy ngàn một mét rồi à. Màu giùm em nha, mảnh này 4,5 m là mã 59 nè, còn mảnh này màu hường như thế này rất là xinh, 6 m luôn mà có 89 ngàn thôi, rất là rẻ. 2 m chị Phương Phương là gì ta, cái mảnh này nè Trâm, cái mảnh 21 ạ. Đơn của chị gửi cho em, dạ gửi rồi ạ. À, hai nhí 1,8 m là mã 21 của chị Đào Nguyễn, beo 2 m của chị Đỗ Phương Hoa. Chị Đỗ Phương Hoa, ok, Đỗ Phương Hoa hình như em còn á, hoa bên cạnh beo. Dạ ok em lên liền mảnh này ạ. À, lên satin đi chàng ơi, một người thì kêu cái này, một người thì kêu cái khác. Mảnh này em có phi lụa màu da nha mấy chị, phi lụa màu da như thế này, màu da nhạt nha. Satin em về rất là nhiều luôn mấy chị, cần satin nhắn em, em về rất được rất là nhiều mấy chị. Đợt này về rất là đã luôn, trời em gom đợt này về bán đã luôn mấy chị ơi. Mảnh này 1,5 m 40 ngàn, một mảnh satin rất là xuất sắc, 1,5 m 40 ngàn, satin màu da nha mấy chị, 1,5 m mã 40 giùm em. Mai chốt đơn cho chị nha em, chị Hằng Ngọc. Ủa lẹ vậy chị, 59 phi của chị Tiết Ngọc Hiền. Rồi em lên phi tiếp cho chị lựa nữa nha. Đây 89 hay 59 vậy chị, 59 của chị Tiết Ngọc Hiền. Đây 40 của chị Diệu Hằng. Em còn nhiều màu lắm chị ơi. Màu này nó sẽ hơi đậm hơn, màu hường hơi đậm hơn như thế này. Em có 6,5 m 89 ngàn, tức là chỉ có 14 ngàn một mét thôi. 6,5 m 89 ngàn, đẹp chưa mấy chị? Ồ nó đẹp lắm luôn, nó giống vôn kính nha mấy chị, rất là đẹp luôn á. Mấy chị có thể làm pha, làm phó, làm tay, làm đô đồ, rất là đẹp luôn nha. Viền này nọ đồ, hoa xanh gần chấm bi xanh, chỗ hai nhí vải gì đó em, hoa xanh gần chấm bi xanh, lụa mango 35 ngàn một mét đó chị ơi. Mảnh này màu màu đồng, mảnh này màu đồng nhạt, màu vàng đồng nhạt như thế này, rất là sang nha. Mảnh này em có 4,3 m mà có 58 ngàn thôi, mã 58 giùm em. 4,3 m mã 58 ạ. À, đây 4,3 m mã 58 giùm em nha, cái đó của chị Tiết Ngọc Hân, 4,3 m mã 58 giùm em, ghẻ ghề luôn á chị ơi. Để em lên mấy cái mảnh khác luôn. Em có màu đỏ đô, có màu tím nữa. Chị hỏi ai chứ hỏi em là vô mảnh. Mảnh này. Đây, em có màu này nữa. À, 58 của chị Huy Khang Nguyễn. 58 là mảnh này. Cái này em có tím sen nữa nè chị, em có tím sen nữa. Tím sen này nhỏ à. Mảnh này em có 3,2 m. Này quăng lên căng giùm chị coi cho. 3,2 m. 3,2 m có mấy ngàn hả mấy chị? Hoa nhí mai đầm có cần lót không? Với có giãn không? Hoa nhí là không có giãn, không cần lót nha chị ơi. 46, 3,2 m mà có 46 ngàn nè chị. 3,2 m 46 ngàn. Còn mảnh này màu đỏ đô, màu đỏ đô rất là xịn luôn, màu đỏ đô như thế này. Chị nào lấy không hết thì có thể chia đo được nha. Cái này 11 m. Chị nào lấy không hết thì có thể kèm số mét giùm em, 11 m căng giùm chị Chấm ơi. Không kêu là tới sáng rồi. Trời đẹp lắm mấy chị. Hả? 11 m mà 187 chim vậy luôn em. Ủa sao đứa nào mà chơi kỳ vậy, chơi tháo tem ra hết. Mảnh này dưa cải nè mấy chị, dưa cải 13 ngàn một mét, rất là đẹp luôn. Phi lụa dưa cải 13 ngàn một mét, lên mã 13 kèm số mét giùm em, rất là đẹp luôn. Màu vàng dưa cải, màu vàng đồng chứ, ở đâu giống như cải đâu ta, màu vàng đồng giùm em. 13 kèm 6 mét ạ. À, đỏ đô 2 m của chị Phương Phương nhiêu hả? 17. Đỏ đô này 17 ngàn một mét, lên mã 17 kèm 6 mét giùm em. Phi lụa, phi lụa là không giãn nha mấy chị, phi lụa là không giãn à. Mấy cái ịnh đó nó bự. Em có màu tím nữa nè, tím đẹp lắm. Đây tím như thế này, tím siêu xinh luôn. Để em coi, cái thằng này là cuối cùng có phi lụa. Mấy chị em quay qua là em like tiếp. Cái này không có mét. Ai chơi kỳ ghê, giấu. Bấm thì ta bấm lòi ở ngoài giùm, bấm giấu hoài. 2 m dưa cải, 1,7 m dưa cải của chị Kết Nguyễn, 2 m dưa cải của chị Phương Phương, 2,5 m của chị Tiết Ngọc Hiền. Cái này mã tím kèm số mét giùm em nha.
13 14 ngàn một mét hả chị? Mã tím kèm 6 mét cho em ạ. Ừ, đúng rồi. Rồi em like satin tiếp. Màu hồng tím bên em rất là xịn luôn. 24 ngàn một mét à. Mã hồng tím kèm 6 mét cho em ạ. Hồng tím kèm 6 mét cho em. 24 ngàn một mét. Mềm mịn, mát, giãn, rất là xịn luôn mấy chị. 24 ngàn một mét à. Rất là đẹp nha. Đây, quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Siêu xịn luôn á. Tím 2 mét của chị Huy Khang Nguyễn. Ok, chị Đặng Trúc Hương ơi, nhắn tin cho em nha. Để mai em né mảnh này à. Hồng tím 24 ngàn. Hồng tím kèm số mét giùm em ạ. 24 ngàn 1 mét ạ. Tím 2 mét rưỡi của chị Tiết Ngọc Hiền luôn. Em có một mảnh tiết. Tiết này tiết si nha mấy chị. Một mảnh tiết si, lụa tiết si rất là đẹp. Màu xanh xám tiết si như thế này. Siêu phẩm nha. Đợt trước là siêu phẩm bên em luôn á. Không biết sao mà còn á. Trong cái bọc chị này. Hồng tím 2 mét của chị Diệu Hằng. Mềm mịn mát rũ tiết si dùm em. Thằng này 2 mét có 43 ngàn. Mã 43 dùm em. 2 mét mã 43. 2 mét mã 43 dùm em nha. Hai nhí xanh xào dưới. À em thấy rồi. Ok chị Hằng đòn cái đó đẹp à. Xốp bọt hoa á chị. Xốp bọt hoa 25 ngàn. Một mét cây chính phẩm lên mã. Mã hoa nhí kèm số mét dùm em ạ. Hoa nhí kèm số mét dùm em nha. Trời ơi. Hai nhí kèm số mét giùm em. Xốp bọt hoa như thế này, hàng cây chính phẩm à. 25 ngàn một mét à. Mã số 25. Ủa hoặc là hai nhí. Hai nhí kèm số mét giùm em đi cho đỡ lộn. Tiết si 43 của chị Bùi Thanh Hồng à. Đỏ đô 2 mét rưỡi luôn của chị Tiết Ngọc Hiền. Không phải xào dưới nữa. Này hả chị ơi. Cái này là lụa thô nến nhưng mà nó dày xịn đó chị. Để may váy may áo mà dạng dày dạng phồng lên giùm em. Nó có phồng lên á. 25 ngàn một mét à. Hoa nhí như thế này. Hoặc là may quần sọt được luôn á. Nó dày nó xịn lắm à. Nay Facebook có tương đáng. Ờ biết sao giờ khổ mét rưỡi của chị Trâm. Khổ mét rưỡi. Khổ mét rưỡi nha chị Trâm Nguyễn ơi. 43 của chị Doraemon Trần. Phải không em? Ừ, xe cua cho chị Doraemon chặt. Cho em xem khúc vải xanh sau lưng trên cùng. Dạ ok, chấm bi phải không chị ơi? Đẹp lắm. Mảnh này à, chấm bi như thế này. Rất là xinh, lụa pháp chấm bi như thế nè. Lụa pháp chấm bi. Lụa pháp rất là xịn và cao cấp luôn dùm em. 27 ngàn một mét. Lên mã bi kèm số mét dùm em ạ. Lụa pháp là siêu bền, siêu mát, siêu mịn, siêu gũ. Nhưng mà không có giãn giùm em. 27 ngàn một mét. Lên mã bi kèm số mét giùm em nha. Bi kèm số mét giùm em. Trong tin nhắn được không? Dạ được chị ơi. Có gì cứ nhắn tin cho em ạ. Khúc 89 có không? Dạ có. Có, chị nhắn là em có để cho chị hết rồi ạ. À. Chị nhắn là em có để ạ. À. Hoa trên cao. Hoa trên cao. Hoa trên cao mảnh nào chị? Hai trên cao này là lụa mango giùm em. Lụa mango hai nhí. Đây lấy cho chị. Lụa mango hai nhí 35 ngàn một mét à. Lên mã. Mã mango kèm số mét giùm em nha. Hai nhí như thế này rất là xinh. Lụa mango mềm mịn mát giãn 35 ngàn một mét. Lên mã 35 hoặc là lên mã mango kèm số mét giùm em. Có mã lanh nào đẹp không em? Lanh đẹp có luôn chị ơi. Em lên lanh cho chị xem ạ. À. Ủa mà nãy giờ em có lên lanh mà phải không ta? Khúc xanh riêu sau lưng đó xốp. Xanh riêu. Cái này phải không chị ơi? Beo xanh riêu 20 ngàn một mét à. Lên mã beo. Beo kèm số mét giùm em ạ. À. Beo xanh riêu như thế này. Lụa chinh phong không giãn, mềm mịn mát không giãn à. Vải. Vải phong mai. Phong mai này vải gì vậy chị yêu ơi? Mango phải không chị ơi? Chinh phong hay là mango ạ? À? Lanh, ok em lên lanh. Lanh em có mảnh này. Mảnh này em có 3 mét hay gì đó. 3 mét 77 ngàn. Ủa phải không ta, không phải. Mảnh này em có 2 mét à. Để em coi mảnh này, lanh mặt lụa giùm em. Lanh mặt lụa 2 mét mà có 33 ngàn thấm chị. 2 mét 33 ngàn. Hôm trước là em bán 22 ngàn một mét hàng cây á. 2 mét là 44 ngàn. Mà bây giờ căng ký mà chỉ còn 33 ngàn thôi á.
bi 2m của chị Chu Thủy, 35 1m7 của chị Diệu Hằng. Mã 33 giùm em nha, mã 33. Mảnh này. Một mảnh von thiêu nha mấy chị. Mảnh này, một mảnh von tơ thiêu rất là đẹp, một mảnh von thiêu như thế này. 33 của chị Nguyễn Trang. 2m lập thể xanh, 33. Ủa là nào ta? Cái này là hoa mà. Lập thể là cái nào vậy chị yêu ơi? Của chị Nguyễn Trang. Mảnh này ạ. Mảnh này em có 2m 23 ngàn, 2m 23 ngàn, mã 23 giùm em. Một mảnh von thiêu hạt nổi, 2m 23 ngàn, xanh riêu 1m 8 của chị Lê Hiếu, rất là mã 20 đấy em, beo quá. Mảnh này lụa 100D beo hoa hồng giùm em. Mảnh lụa 100D beo hoa hồng, mềm mịn mát giãn nhẹ. Mảnh này 2m 30 ngàn, mã 30 giùm em. 2m 30 ngàn, mã 30, mềm mịn mát, có giãn nhẹ thôi mấy chị ơi. Von heel của chị Đào Thị Lan, Đào Thị Lan, hoặc là chị Yamari. Chị Đào Thị Lan khách mới cho em số điện thoại nha. Mảnh này mã 30, 23 em hết rồi ạ. 30 của chị Đỗ Phương Hoa. Một mảnh lụa 100D mình nhung, có giãn nhẹ. 30 em hết rồi chị Hằng Đoàn ơi. 30 của chị Đỗ Phương Hoa mất rồi. Mảnh này à, có giãn đó mấy chị. Một mảnh lụa này là lụa 100D, có giãn mình nhung, rất là mịn. Mảnh này 1m rưỡi, 28 ngàn, mã 28 giùm em ạ. Một mảnh lụa 100D có giãn mình nhung, 1m rưỡi, 28 ngàn. Vó lụa một màu, có lụa một màu không? Dạ không chị ơi, lụa một màu là ngày mai em có lụa satin đó chị. Mảnh này von ạ, một mảnh von hàng hoa nhí như thế này, may áo may váy khỏi lót giùm em. May áo may váy khỏi lót ạ, 28 của chị Hằng Đoàn ạ. Mảnh này một mảnh von hàng hoa như thế này, rất là xinh luôn. Mảnh này 1m8, 26 ngàn, mã 26 giùm em ạ. 1m8, mã 26, 28 em hết rồi ạ. Mảnh này là sọc, sọc này mấy chị có thể may áo sơ mi, may quần sọt giùm em. Độ che phủ nó rất là cao luôn, hoặc là mấy chị may ga là xuất sắc nhất nha, rất là đẹp luôn. Lên mã 18 kèm số mét giùm em, chỉ có 18 ngàn một mét sọc như thế này. Sọc này sọc dọc mấy chị, may áo sơ mi hay là may quần sọt, may này may kia rất là đẹp luôn mấy chị, may ga cũng rất là đẹp luôn. 18 ngàn một mét ạ. 26 của chị Thu Nga Lương ạ. 18 ngàn kèm số mét giùm em nha. Quá trời đói bụng như ta, chiều ăn cũng khá lắm mà. 18 ngàn một mét ạ, 18 ngàn kèm số mét giùm em nha. Lanh đi em, lanh em có mấy miếng ạ? Lanh đi em, lanh em có mấy miếng ạ? Chị nhắn tin cho em đi, shop em có nhiều lanh lắm chị ơi. Nhắn tin cho em nha, em chụp mẫu qua cho chị xem. Em có mảnh lanh lập thể nè, lanh là ton lập thể như thế này. Mảnh này 3m 55 ngàn, mã 55 giùm em. 3m mã 55 lanh, 18 ngàn. 3m của chị Đỗ Phương Hoa, 18 ngàn một mét sọc như thế này, rất là giãn xịn nha mấy chị. Mai ga là đẹp nhất đất luôn, áo sơ mi quần sọt cho ông xã gì cũng đẹp hết à. 18 ngàn kèm số mét giùm em ạ. Một mảnh von tơ hàng hoa, một mảnh von tơ hàng hoa như thế này, màu xanh riêu, rất là dễ thương luôn. 18 ngàn một mét mấy chị, rất là đẹp nha. 18 ngàn. 2m của chị Huy Khang Nguyễn, mảnh xanh riêu này mai váy là nhức nách luôn. Mảnh này 2m mà có 14 ngàn, là 7 ngàn một mét thôi mấy chị. 2m 14 ngàn, may áo may váy cần lót giùm em nha. 2m mã 14 ạ. 18 ngàn. 3m của chị Bùi Thanh Hồng, em có một mảnh chấm bi, lụa pháp chấm bi không có giãn à. Mai dùm suốt, mai váy, mai áo giùm em. Tại cái này là nền trắng nên mặc ngủ ở nhà thì được nha mấy chị ơi. 1m rưỡi, 32 ngàn, mã 32 giùm em ạ. 14 của chị Nguyễn Trang. Mảnh này 1m rưỡi, 32 ngàn, mã 32 ngàn giùm em ạ. 1m rưỡi, mã 32 ạ. Bữa nay lên hàng cây xong một cái đu đuối. 55 lanh của chị Thúy Thanh, Thùy Thanh.
Ok, đơn 100 ngàn em ship, phí ship bên em chỉ có 22 ngàn. Chị nào không đủ đơn ngày mai ghé livestream của em xem giùm em nha. 6 giờ mỗi ngày đều có à. Tối 6 giờ mỗi ngày, 6 giờ tối mỗi ngày đều gặp nhau nha mấy chị ơi. Nga Võ Lanh là gì ta? Mảnh này à, một mảnh xốp bọt màu nâu như thế này. Một mảnh xốp bọt màu nâu tây nha. Ở ngoài nó màu nâu cam á chị. Đây như thế này. Ở ngoài nó sẽ cam và nâu hơn trong hình. Cái này tự nhiên trong livestream nó hơi nhạt các mấy chị. Lên váy, lên áo, lên đồ công sở rất là xinh luôn. Mảnh này 3m62 ngàn, mã 62 dùm em có dạng nhẹ. 3m mã 62, mã 62 có dạng nhẹ dùm em nha. Em có một mảnh này. Ồ mảnh này xịn quá. Mảnh này mảnh lụa. Lụa này là lụa 100D có giãn mạnh. Lụa 100D có giãn mạnh sơn thủy này như thế này. Rất là giãn mấy chị ơi. Mềm mịn, dày và giãn giùm em nha. 2m rưỡi 64 ngàn. Thằng này siêu xịn lắm mấy chị. Dày dặn và rất là xịn luôn. 2m rưỡi 64 ngàn, mã 64 giùm em ạ. 2m rưỡi mã 64 giùm em. Siêu sang xịn mịn mấy chị. Mã 64 có vải phi bóng may đồ bộ không em? Em có satin vậy, phi bóng em cũng có nữa. Ngày mai nha chị ơi. Ngày mai nha em lên satin. Satin với lại phi bóng luôn ạ. À. Như thế này. Tixi mấy chị, em có một mảnh tixi nữa, rất là sang nha mấy chị. Mai mấy dạng váy, mấy dạng áo mà dạng công sở mấy chị, siêu đẹp luôn á. Tixi như thế này, tixi người ta bán cả 100 ngàn một mét là mấy chị. Em vẫn bán ký mấy chị luôn. 110 ngàn một ký thôi. Mảnh này 2m44 ngàn, mã 44 dùm em ạ. À. 2m mã 44. Đây 2m mã 44 Dixi dùm em nha. Một mảnh lộ 100D hình con hươu cao cổ 64 của chị Lưu Hải. Chị Lưu Hải ơi, khách mới cho em số điện thoại là chị cho rồi nè. À, đơn đủ 100 ngàn em xíu, xíu em chỉ có 22 ngàn thôi ạ. À. 44 của chị Duyên Thì ạ. À. Đẹp lắm chị Duyên Thì ơi, nhận mảnh này xong nhớ feedback giùm em. Chị Duyên Thì, mảnh này lộ 100D cao cấp mấy chị. Hình con hươu cao cổ đây. Bé trai bé gái ha, mẹ gì mặc cũng được, cha mặc cũng được luôn mấy chị. Mai nguyên một bộ gia đình giùm em. Lộ 100D cao cấp giùm em. 4m mà chỉ có 71 ngàn thôi mấy chị. 4m này là mai cho bé à, cho mấy cái bộ mà đồ mà pyjama mà tay ngắn với quần ngắn ngắn á mấy chị. Mai cho cả nhà luôn. 4m 71 ngàn, mã 71 giùm em ạ. À. 44 mấy chị hết rồi. Mảnh này 4m mã 71 giùm em. Mai được nguyên một bộ gia đình luôn mấy chị. Mã 71 nha. 44 hết rồi. Mảnh von ạ. À. Một mảnh von beo như thế này. Von beo nền tím tím, beo tím tím đậm hơn. Đây. Màu tím tím như thế này, beo tím như thế này rất là xinh. Mai áo mai váy cần lót giùm em nha. Một mảnh von. Cái này mai áo hay là mai váy gì rất là đẹp mấy chị. Beo tím như thế này. Mảnh này 2m mà có 20 ngàn thôi mấy chị. Mã 20 giùm em. 2m mã 20 nha mấy chị. 2m 20 ngàn mã 20 giùm em ạ. À. Mã 20 giúp em nha. Mã 44 em hết rồi chị ơi. Mảnh này một mảnh von. Một mảnh von bi như thế này. Một mảnh von bi màu đỏ huyết, màu đỏ bầm. 20 của chị Duyên Thùy. Mảnh này bi đỏ bầm. Mảnh này là 1m rưỡi 32 ngàn, mã 32 giùm em ạ. À. 1m rưỡi mã 32 giúp em nha. 1m rưỡi mã 32. Làm đô, làm tay, làm pha, làm phối cũng được. Hoặc là mấy chị mang áo mấy váy cần lót giùm em nha. 1m rưỡi luôn mà chỉ có 32 ngàn thôi mấy chị. Mã 32 giùm em ạ. À. Mảnh này siêu siêu đẹp luôn mấy chị. Lụa BC xịn bên em. Đây. Đợt trước lên không ai cũng giành lộn hết trơn. Đây, rất là đẹp nha. Em đang bán giá mét là tới 20 mấy ngàn là mấy chị. Nhưng mà chị này cắt dụng của em rồi. Rất là xịn luôn mấy chị ơi. Lụa BC. Cái này không phải lụa BC mà là lụa Nhật mấy chị. Hoa xanh trên cùng em ơi. Hoa xanh trên cùng là lụa mango 35 ngàn một mét ạ. À. Mảnh này 3m7 45 ngàn. Chị nào lấy không được thì 45 ngàn chia đôi nha. 3m7 mà có 45 ngàn. Trong khi đó giá cây em cắt là 20 mấy ngàn một mét. Mà chị này cắt dụng của em, thành ra em bán ký với mấy chị luôn á. Em đang cắt giá cây là 20 mấy ngàn một mét đó. Còn này em bán ký là 3m7 mà chỉ có 45 ngàn thôi. Chị nào lấy không hết thì 45 ngàn chia đôi giùm em nha. 32 của chị Võ Liễu. Khổ ghê. 45 của chị Ngọc Anh Huỳnh.
tuột. Mảnh này một mảnh Volter hoa, một mảnh Volter hàng hoa 2m14.000 mã 14 giùm em ạ. 2m mã 14 em, váy cần lót giùm em nha. À, hổm không có bỏ mở mảnh xanh chuối cho em. Vậy thôi cái đó để cho chị Minh Quyên đi, cái đó xinh lắm chị ơi. Ủa mà để cho chị Ngọc Anh Quỳnh rồi. Của chị Ngọc Anh Quỳnh không ơi, bà la chết. Trời ơi. Chị bình luận sao chị kia một chút. Bao nhiêu một ký vậy? Dạ 110 một ký à. Mã 14 của chị Nguyễn Trang luôn. Ủa chị Nguyễn Trang hình như mới nãy lấy rồi mà đó. Cái đó cái mã mảnh đó là của chị Nguyễn Trang rồi phải không Trâm? Xanh này nè, xanh này nè. Nhìn chị, nhìn chị. Có buồn ngủ không nói ơi. Mảnh này à? Ok. Nguyễn Trang chị có mảnh đó rồi. Một mảnh lụa két à, một mảnh lụa két có giãn luôn. May áo, may váy, may đồ bộ, áo dài, áo bà ba giùm em ạ. Mảnh này để em coi bao nhiêu tiền. Mảnh này 1m5 21.000 mã 21. À lấy thêm hả? 1m5 mã 21 giùm em. Cái này của chị Nguyễn Trang luôn. 1m5 21.000, rất là rẻ luôn. May áo, may váy, may đồ bộ gì cũng được hết ạ. 1m5 21.000 mã 21 giùm em ạ. Hôm có bình luận được mấy khúc, con có chốt cho cô không? Hạnh Diệu. Hạnh Diệu có đơn không em? Chắc không phải không? Chắc cô không đủ đơn, thành ra con bỏ luôn rồi. Con xả ra luôn rồi cô ơi. 21 cô chọn lại giùm con nha. 21 của chị Trần Thắm à. Một mảnh lụa mango rất là xịn luôn. Lụa mango xích giùm em nha. Lụa mango mềm mịn, giãn nhẹ. Ủa giãn nhiều luôn. Mảnh này 3m9 mà có 66.000. Chị nào lấy không hết thì 66.000 chia đôi giùm em. 3m9 66.000 hoặc là 66.000 chia đôi giúp em nha. 21 em hết à. 66 hoặc là 61. 66 chia đôi à. Một mảnh satin xanh xám, xám xanh. Satin xám xanh như thế này, mềm mịn mát giãn, may quần, may áo, may váy gì cũng được hết à. 66 của chị Ngọc Anh Huỳnh. 21 em hết rồi ạ. À. Xanh xám như thế này. Có giãn luôn mấy chị. Mảnh này 1m8 33.000 mã 33.000 giùm em ạ. À. 1m8 mã 33 rất là đẹp luôn. 1m8 mã 33. Còn giống 14 không? Em lấy thêm 2 miếng giống vậy đi chị. Chắc không đó chị ơi. Chẳng lẽ nào mà xả ra nhiều vậy? 66 em hết ạ. À. Cỡ giờ chị Hường đòn với chị Hằng đòn mạng yếu ghê. Ờ 66 em hết rồi. 33 của chị Duyên Thùy. Em có mảnh lanh đỏ nữa nè. Mảnh lanh lá đỏ như thế này. Một mảnh lanh lá đỏ giùm em. Dạ hi hi. Mảnh này à 1m5 27.000. Lanh mặt lụa 1m5 27.000 mã 27.000 giùm em ạ. À. 1m5 mã 27 giúp em ạ. À. Đây. Cái này mấy cái lanh mặt lụa đây em đều bán cây là 22.000 hết mà mấy chị cắt dụng của em bán ký luôn. Cái đó đẹp chị đẹp. À, trời đất ơi, sang vậy em. Cái đó người ta may váy á có được hơn 100 mà sao không đủ. Dạ chị ơi, dạ cô ơi, có thể là cô bình luận nhưng mà con không có chốt được. Con nhớ là cái livestream trước là con không có chốt cho cô được mảnh nào luôn hay sao á cô ơi. Là cô bình luận là một chuyện rồi nhưng mà con ai chốt được là con có đọc tên đó cô. 27. 27 của chị Trúc Linh Khang Phạm. Mảnh này ạ. À, một mảnh lanh mặt lụa hoa hồng xanh coban. Mảnh này 3m62.000. 3m62.000 mã 62 giùm em ạ. À. 3m mã 62 khổ 1m5 rất là mềm mịn luôn. 3m mã 62 nha. Đây, rất là đẹp. 3m mã 62 giùm em. Một mảnh von. Một mảnh von như thế này. Von này có độ phồng nha, may váy rất là đẹp mấy chị. Để em coi mảnh này bao nhiêu tiền. Một mảnh von. Mảnh này 2m mà có 26.000 mã 26 giùm em ạ. À. 2m mã 26 62 của chị Hoa Kiều Huỳnh. Hoa Kiều Huỳnh. Mảnh này. 2m mã 26 giùm em ạ. À. Mã 26 62 em hết. Mảnh lụa này, lụa này em sẽ giảm giá cho mấy chị để mấy chị làm ga hoặc là làm ghềm giùm em nha. Có hình bức tranh như thế này. Mảnh này
2,5m 35.000, mã 30.000, mã 30 giùm em, có giãn luôn mấy chị, mã 30, 2,5m luôn mà chỉ có 30.000, mã 30 giùm em nha. 62 em hết, 26 của chị Duyên Thì. Ủa, để cho chị Lưu Hải giùm chị. Cho chị Lưu Hải đủ đơn ạ. À. Mảnh này mã 30 nha mấy chị, mã 30 giùm em ạ. À. Này em còn 2 khúc. Mảnh này. Mảnh này kiểu như nó giống như lụa giấy nhưng mà nó có ni lông á mấy chị, nên nó rất là nhẹ nha. Mảnh này mấy chị làm gì cũng được, 4m mà có 51.000 thôi, mã 51 giùm em ạ. À. 4m 51.000, mã 51 giùm em. 4m 51.000. Có giãn luôn mấy chị, nó có giãn luôn. Nó rất là dày và nó có giãn luôn. À 62 em hết ạ. À. Chị Như Tuấn. 62 hết ạ, à. Một mảnh lụa mango. Một mảnh lụa mango như thế này, nền kem hoa hồng đỏ, xinh xuất sắc cho mấy chị. Mảnh này 1m18.000, mã 18 giùm em ạ. À. 1m mã 18 nha. 1m mã 18, 18.000 giùm em. Mềm mịn mát giãn, 1m mã 18 ạ. À. 1m mã 18 giùm em nha. Một mảnh von thiêu hạt nổi như thế này. Một mảnh von thiêu hạt nổi, xinh xuất sắc cho mấy chị. Thiêu hạt nổi, von. Em có mảnh này, để em coi bao nhiêu ạ. À. Von thiêu hạt nổi. Người ta bán 35.000 mét là 18 của chị Hằng Đoàn. Bữa nay Facebook nó bóp em né hết cho mấy chị. Mảnh này ạ. À, 2m 27.000, 2m 27.000, rất là đẹp luôn. 2m mã 27 giùm em ạ. À. 2m mã 27 nha. Một mảnh lụa. Một mảnh lụa két nhuyễn hoa hồng cam, lụa két nhuyễn hoa hồng cam không có giãn ạ. À. Cái này may áo, may váy rất là xinh mấy chị ơi. Mảnh này. 1m6 24.000, 1m6 mà có 24.000 thôi mấy chị. 1m6 mã 24 giùm em ạ. À. À, cái gì đó? Von thiêu hạt nổi 27.000. 27 đầu tiên là của chị Hoa Kiều Huỳnh. 30 là cái nào chị ui. Mảnh này 2m 1m6 24.000 giùm em. 1m6 24 mã 24 giùm em nha. 1m6 24 của chị Hồ Thu Trang. Em có một mảnh này. Mảnh này là ton mặt lụa hoặc là đây, ton mặt lụa hoặc là lanh mặt lụa giùm em. Có 19.000 mét hả mấy chị? 2m này mã 38 giùm em. 2m 38.000, rất là đẹp. 2m mã 38 giùm em nha. Lên phi màu nữa đi. Phi màu chị nhắn tin cho em đi, em chụp cho chị xem. Em còn đóng màu luôn á. Ây da. Nhắn tin cho em nha, em chụp cho chị xem ạ. À. Chị Võ Liễu hả? Cái này mã 38 27 em hết rồi chị Võ Liễu ơi. Đây, một mảnh satin gấm hai da. Xuất sắc cho mấy chị. Ồ, cái mấy cái mảnh này rất là hiếm nha. Satin gấm hai da như thế này. Sang quá mấy chị ơi. Mảnh này 2m6 46.000 giùm em. 2m6 46.000, 38 của chị Lưu Hải. 38 của chị Lưu Hải. Mảnh này satin gấm giùm em. Ồ, em có một mảnh xịn nữa nè. Rất là xịn luôn. Xuất sắc luôn mấy chị. 46 của chị Ngọc Anh Huỳnh. Đẹp lắm chị Ngọc Anh Huỳnh ơi. Có bình luận nhiều lắm. Nhưng mà con đọc được 3 khúc hơn 100.000 hả? Con không nhớ, con không có đơn của cô luôn á cô ơi. Thật sự bữa nay con xã con cũng để ý là không có tên cô nữa. Con xã là con nhớ tên hết. Em mốt con né ra con không chốt nhưng mà không nhớ tên cô thật. Mảnh này ạ. À. 24 là mảnh nào? 24 là mảnh nào ta? Mảnh này lụa mango mềm mịn mát giãn xịn giùm em. Rất là xịn luôn. Mango này dày giùm em nha. Mai đồ bộ mai này mai kia rất là xịn luôn. 3m 76.000. 3m mã 76 mango xịn. 3m mã 76 46 em hết rồi chị Hằng Đoàn ơi. Mảnh này ạ. À, một mảnh lụa. Lụa chinh phong có giãn nhẹ. Một mảnh lụa chinh phong có giãn nhẹ. Mảnh này 1m6 31.000 giùm em. 1m6 mã 31 ạ. À. 1m6 mã 31 lụa chinh phong có giãn nhẹ. 1m6 mã 31.
quá trời đẹp à. Bữa nay Facebook nó bóp banh chành hết trơn. Ủa bình luận nó mất tiêu hết rồi ta. Mảnh này, một mảnh satin mờ mấy chị. Một mảnh satin mờ như thế này, xinh chưa mấy chị? Mai pyjama, mai pyjama rất là xinh luôn. 31 của chị Doraemon dịu chằn. Cái mảnh mango xịn không ai lấy trơn trơn nữa rồi. Bữa nay bị gì ta? Mảnh này ạ. À. Mango đó hiếm lắm mới có, mảnh này có giãn à. Mai pyjama, mai váy, mai áo dài xinh hết luôn mấy chị ơi. Có giãn luôn ạ. À. Mảnh này em có 1m6 28.000 ạ, à. 1m6 mã 28 giùm em ạ. À. 31 em hết rồi. 1m6, 1m6 mã 28 giùm em nha, mã 28 ạ. À. Em like thêm mấy mảnh nữa em nghỉ mấy chị ơi, bữa nay Facebook bị gì á. Mai em like tiếp nha mấy chị, ngày mai 6 giờ nha. Mỗi ngày đều em đều like 6 giờ mỗi ngày giùm em nha. Cứ 6 giờ tối là mở livestream của em xem nè. 28 của cô Hạnh Diệu. Ngày mai cô 6 giờ cô vô xem để chốt đủ đơn nha cô ơi. Với lại cô cho con số điện thoại với ạ. À. Mảnh này lụa mango 1m5 22.000 mềm mịn mát giãn, 1m5 mã 22 giùm em ạ. À. 1m5 mã 22 nha. Mã 22 ạ. À. Chị Nguyễn Minh Quyên, em để khúc này cho chị nha. Nguyễn Minh Quyên nó giống vậy, của chị Nguyễn Minh Quyên. Chị Nguyễn Minh Quyên em để cho chị khúc này nè, 22 của chị Nguyễn Minh Quyên luôn. 22 em hết rồi chị ơi. Cái này của mình mà. Sáng nay chị nhận được vải rồi, vải đẹp quá. Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Ơi còn gì vui bằng khi khách hàng nhận được rồi khách hàng khen à. Mảnh này ton mặt lụa, lanh mặt lụa, rất là đẹp luôn. Mảnh này 1m5 30.000 mã 30 giùm em ạ. 1m5 mã 30, ton mặt lụa, lanh mặt lụa này em bán. Bán hàng cây là 22.000 lận. Khúc xanh tím than hoa mờ trên xà vải chất vì vậy. Xanh tím than hoa mờ. À mảnh này à, 27.000 một mét. Mảnh này lụa cát á chị ơi. Đây rất là xinh nha. Hoa nó rất là đẹp luôn. Nền màu xanh tia, xanh đậm, xanh đậm đen luôn á chị. Còn à, hoa là hoa kem 27.000 một mét à. Lên mã 27 kèm số mét giùm em nha. Mã 28 là mảnh nào chị? 28 là mảnh nào chị ơi? Em còn mảnh 30 thôi à. Rồi em chào mấy chị nha, em nghĩ bữa nay Facebook nó bị gì vậy mấy chị ơi. 22 là mảnh nào ta? 30 của chị Thu Nga Lương. Bình luận có nhiều khi là em qua 3-4 mã rồi mà em vẫn còn thấy cái bình luận của mã 3-4 mã trước nữa. Thành ra bây giờ là chị em mình nghỉ sớm, ngày mai 6 giờ nha mấy chị. Ngày mai em còn rất là nhiều hàng khúc ăn gờ 22 để chị đi. Là mảnh nào vậy chị ơi? Em không nhớ luôn á. 22 em hết rồi, em không nhớ mảnh đó mảnh nào luôn á. Ngày mai 6 giờ nha mấy chị, ngày mai về gấp là nhiều vải luôn. Ngày mai em về cả tấn vải lần, thành ra ngày mai 6 giờ giùm em nha. Chị nào chưa đủ đơn là chốt mình chốt đủ đơn luôn, mai chốt đơn cho chị nhé. Chị Hồ Thu Trang lấy mã 27 22m. Ok chị Hoa Kiều Huỳnh 22m ha, 2m2 vậy chị Hoa Kiều Huỳnh ơi. À vậy em thấy chị Trang Lê à, ngày mai 6 giờ nha chị. Bữa nay em like hàng cây nên em nghỉ sớm, với lại thêm Facebook nó bình luận nó bị sao á chị ơi. À chị Hoa Kiều Huỳnh ơi, chị 27 2m2 phải không chị ơi? Mã 30 em hết rồi chị Duyên Huỳnh ơi. À, từ đây về sau là cứ sáng hay tối em like là sáng em chốt ạ. À. 30 em hết rồi. Mai chị là cái gì chị ơi? Chị Hoa Kiều Huỳnh ơi, chị lấy 2m2 hay là 22m dạ chị ơi? Xào trên em ơi. Xào trên em có cái mảnh này. Chị khoái cái mảnh xanh đúng không? 35.000 một mét ạ. À. Lụa mango đâu rồi? Sao không chốt đơn cho chị Lý Thu Thảo? Ủa Lý Thu Thảo nhớ chốt rồi mà phải không? Chị trả lời chị. Coi nhắn tin, coi tin nhắn của chị cho.
Em nhớ em chốt hết trơn rồi mà. Ok chị Hoa Kiều Huỳnh, vậy là chị Hoa Kiều Huỳnh lấy 2m2 ha, 22m cho chị. Chị không có phải á, chị ok là sao vậy chị ơi? Chị lấy 2m2 hen. À dạ ok chị, mảnh này mango giùm em 35.000 một mét ạ. Đây màu xanh của nó như thế này. 35.000 một mét lụa mango hoa nhí rất là xinh. 35.000 một mét lên mã mango kèm số mét giùm em. Hả? Hàng cắt hả? Rồi, chúc em kết thúc livestream xong rồi em sẽ chốt đơn cho chị luôn nha chị Lý Thu Thảo ơi. Dạ ok chị. Rồi bye bye mấy chị, em cảm ơn mấy chị. Ngày mai em sẽ livestream lúc 6 giờ, mấy chị cứ vào xem nha. Cứ mấy chị cứ tối 6 giờ mấy chị cứ vô trang của em là em có like, tại vì hàng em về rất là nhiều luôn, siêu đẹp mấy chị ơi. Mai cho chị ba chốt bao chị ba khúc lên nha. Chị nhắn tin game nha, em gửi mã cho chị à. Cảm ơn mấy chị ạ. À. Bye bye.